Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 104 đến tập 111. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 104. Lưu Dật Trần mặc kệ con rối và hai sư đệ, dứt khoát chạy trốn. Hắn ta dốc hết vốn liếng, sử dụng một tấm bùa huyết độn chạy đi mất. Tuy con rối của Lưu Dật Trần đã gần đạt tới sức mạnh của tu sĩ đại thừa, nhưng nhược điểm là cần chủ nhân đích thân điều khiển, và lại tốc độ chậm. Dù sao cũng chỉ là con rối, không được linh hoạt như tu sĩ chân chính, vì vậy không thể trông cậy vào con rối bắt được đi đam người Dương Bách Xuyên. Nếu chỉ có một mình Dương Bách Xuyên thì Lưu Dật Trần nắm chắc có thể bắt được đối phương. Nhưng ai dè Dương Bách Xuyên lại có thể gọi trợ thủ, hơn nữa trong số đó còn có một con kim long, khiến Lưu Dật Trần sợ hãi bỏ chạy. Sau khi Lưu Dật Trần biến mất, Mai Tỷ thẳng tay phá hủy một con rối đang đuổi theo con trồn. Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Đá Đả Tiên liên thủ tiêu diệt một con rối, giết hai đệ tử Bách Luyện Sơn Trang. Trận chiến kết thúc, không gian trở nên yên tĩnh. Mặc dù có người bị thương trong trận chiến này, nhưng hầu như họ đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Mộc Ngưng Hiên và đệ tử Bách Luyện Sơn Trang bị giết gần hết. Chỉ có một mình Lưu Dật Trần chạy trốn. Một canh giờ sau, vết thương của Dương Bách Xuyên đã lành. Lưu Dật Trần chạy trốn nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao Lưu Dật Trần cũng được mệnh danh là tiểu tông sư của Bách Luyện Sơn Trang, chắc chắn trên người có không ít pháp bảo. Mai Tỷ lại trở về không gian Bình Càn Khôn, nàng ấy có việc phải làm. Còn Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành thì ở lại, đi theo bên cạnh Dương Bách Xuyên. Khi bọn họ đến đây cũng phát hiện hàn khí càng lúc càng đậm, con trồn chít chít nói với Dương Bách Xuyên là nó phát hiện hàn khí mang theo sóng linh khí cường đại. Dương Bách Xuyên nghĩ bọn họ cách linh chỉ chỗ tế đàn Bạch Giao Long rất gần, vì vậy hắn không định đuổi theo Lưu Dật Trần. Thời gian trì hoãn quá lâu, hắn chuẩn bị đi tới linh chỉ luôn. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, cỏ giao long dùng để luyện chế đan độ kiếp rất quan trọng, còn một kẻ chạy trốn như Lưu Dật Trần thì chẳng đáng nhắc đến. Dù sao kẻ địch cần giết đã chết hết, thời gian ở lại không còn bao lâu. Nhóm Dương Bách Xuyên đi thẳng về phía trước. Trong hàn khí, Dương Bách Xuyên vẫn luôn giữ cảnh giác. Bọn họ đã đi rất lâu mà không thấy vấn đề gì bất thường. Chỉ là thỉnh thoảng có mấy con yêu thú nhỏ nhảy ra, nhưng đều bị Dương Bách Xuyên giải quyết. Hai ngày sau, Dương Bách Xuyên phát hiện hàn khí càng thêm dày đặc. Hắn thầm đoán chắc là đã đến nơi rồi. Quả nhiên con trồn nói nó cảm ứng được phía trước có sóng năng lượng cường đại xuất hiện. Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn quan sát. Trong tầm mắt, hàn khí ở nơi này gần như đóng băng. Bọn họ đều dùng pháp lực chống lại hàn khí mới có thể di chuyển bình thường. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên dựa vào càn khôn nhãn nhìn thấy một hang động rộng lớn. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đi vào thì thấy bên trong dã có người. Là đám người Mai Hoa Tiên Tử. Hơn nữa, coi bộ đám Mai Hoa Tiên Tử đến từ một hướng khác, cũng vừa mới tới hang động này. Hang động to như sân bóng rổ. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ở vị trí trung tâm quả nhiên có một cái hồ tỏa ra hàn khí. Hàn khí tràn đầy, từ trong hồ tuôn ra ngoài như dòng chảy. Hàn khí không bay lơ lửng giữa không trung, mà chuyển động sát mặt đất giống như nước từ trong hồ chảy ra. Vì vậy có thể nhìn thấy người trong không gian này. Dương Bách Xuyên và Mai Hoa Tiên Tử đứng cách nhau gần 100 mét nhìn đối phương. Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt khi nhìn thấy Mai Hoa Tiên Tử, sau đó hắn gật đầu với nàng ta. Mấy lần trước Mai Hoa Tiên Tử có vẻ nghiêm khắc với hắn, nhưng đều thiên vị hắn, cho nên hắn có thiện cảm với đối phương. Tuy Dương Bách Xuyên không biết tại sao Mai Hoa Tiên Tử lại giúp mình, nhưng vẫn cảm kích nàng ta. Trong khi Dương Bách Xuyên đánh giá Mai Hoa Tiên Tử, Mai Hoa Tiên Tử cũng đang đánh giá Dương Bách Xuyên. Mai Hoa Tiên Tử thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, hai mắt chợt sáng ngời. Lúc này nàng ta đã chắc chắn Dương Bách Xuyên quả nhiên không đơn giản. Đầu tiên, Dương Bách Xuyên còn sống và đến được nơi này chứng tỏ hắn đã phá vòng vây của đám người Trình Vĩ Khang, thậm chí có khả năng đám người Trình Vĩ Khang chịu nhiều thiệt hại. Hơn nữa, Mai Hoa Tiên Tử đến linh trì đầu tiên là bởi vì nàng ta có bí pháp có thể đến linh trì bằng tốc độ nhanh nhất, bớt được rất nhiều đường vòng, không lãng phí quá nhiều thời gian trong sơn động chẳng khác gì mê cung. Thế nhưng nàng ta phát hiện Dương Bách Xuyên cũng đến đây cùng lúc, chuyện này không đơn giản. Thật ra Mai Hoa Tiên Tử không biết rằng thứ nhất là do Dương Bách Xuyên may mắn,
thứ hai là nhờ công lao của con chồn, cho nên hắn cũng bớt được rất nhiều đường vòng, đi thẳng đến Linh Trì. Hiện tại Mai Hoa tiên tử đã nhìn Dương Bách Xuyên bằng cặp mắt khác, trong lòng càng thêm quyết tâm kết giao với Dương Bách Xuyên, nghĩ cách làm cho hắn trở thành đạo lữ của mình. Đến khi ra khỏi Thái Hoang, nàng ta sẽ đưa Dương Bách Xuyên đến Thông Thiên Cung khảo nghiệm, như vậy thì nàng ta có thể thực hiện ước mơ của mình, hay nói chính xác hơn là dã tâm. Nghĩ đến đây, Mai Hoa tiên tử nở nụ cười với Dương Bách Xuyên, yểu điệu đi về phía hắn. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trước đó Mai Hoa tiên tử từng giúp mình. Khi đám người Trình Vĩ Khang và Mộc Ngưng Hiên gây chuyện với mình, nàng ta đã nói giúp. Hắn nhớ ân tình này, cho nên cũng đi tới, ít nhất cũng phải tỏ lòng cảm ơn mới được. Bái kiến Mai Hoa tiên tử. Chào Dương đạo hữu. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Sau đó cả hai đều sửng sốt, rồi bật cười. Đối với Mai Hoa tiên tử mà nói, Dương Bách Xuyên lễ độ với nàng ta như vậy mà một khởi đầu tốt. Mà Dương Bách Xuyên thì nghĩ Mai Hoa tiên tử cười với mình tức là có thiện ý, hoặc nói là có ấn tượng tốt. Hai người đều có ấn tượng tốt về đối phương. Nhưng tên họ Dương nào đó không biết rằng thật ra Mai Hoa tiên tử cố ý bày tỏ thiện ý với hắn là để có thể thuyết phục hắn trở thành đạo nữ của nàng ta, sau đó tới Thông Thiên Cung nhận khảo nghiệm đạo lữ, hoàn thành dã tâm của nàng ta. Dương đạo hữu, ta là người của Thông Thiên Cung, lúc trước ta cũng bất đắc dĩ, hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Mai Hoa tiên tử hơi khom người tỏ lòng áy náy với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng biết là Mai Hoa tiên tử đang nói tới lúc Trình Vĩ Khang gây sự với hắn, nàng ta không ở lại giúp hắn mà xoay người rời đi. Dương Bách Xuyên hoàn toàn thấu hiểu chuyện này, dù sao Mai Hoa tiên tử cũng đại diện cho Thông Thiên Cung, có thể thông cảm. Mai Hoa tiên tử nghĩ nhiều rồi. Lúc trước tiên tử bênh vực lẽ phải, Dương Mỗ ghi nhớ trong lòng. Dương Bách Xuyên chắp tay đáp lễ, sau đó cất giọng âm u nói, và lại Trình Vĩ Khang đã bị ta giết, không còn ai tìm ta gây sự nữa. Dương Bách Xuyên thẳng thắn nói ra chuyện Trình Vĩ Khang bị mình giết, bởi vì Lưu Giật Trần và rất nhiều người đã nhìn thấy, hơn nữa còn có một tên đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh chạy thoát, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Mai Hoa tiên tử thoáng sửng sốt khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói đã giết Trình Vĩ Khang. Nàng ta không nhìn thấy sự dối trá trong mắt Dương Bách Xuyên, chứng tỏ đây là sự thật. Giết Trình Vĩ Khang không khó, khó ở chỗ Dương Bách Xuyên dám làm vậy. Phải biết rằng Trình Vĩ Khang là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, Dương Bách Xuyên giết Trình Vĩ Khang ắt sẽ bị Vạn Linh Thánh Mẫu ghim. Vạn Linh Thánh Mẫu là thánh chủ đó. Hắn dám thật kìa. Mai Hoa tiên tử vô cùng cảm thán. Ngươi không sợ Vạn Linh Thánh Mẫu trả thù sao? Mai Hoa tiên tử hỏi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, coi như ta tha mạng cho Trình Vĩ Khang, lẽ nào hắn không tìm ta gây sự? Hoặc là Vạn Linh Thánh Mẫu tha cho ta? Nghe Dương Bách Xuyên hỏi ngược lại, Mai Hoa tiên tử thoáng ngẩn ra. Ngẫm lại thì thấy đúng là như thế. Dương Bách Xuyên to gan thật đấy. Có điều câu nói tiếp theo của Dương Bách Xuyên lại khiến nàng ta suýt hóa đá. Dương Bách Xuyên nói. Không chỉ Trình Vĩ Khang, cả Thẩm Bạch, Mộc Ngưng Hiên và người bên cạnh bọn họ đều bị ta giết gần hết rồi. À, còn có Lưu Giật Trần của Bách Luyện Sơn Trang nữa. Thằng nhãi kia chạy nhanh, nếu không ta cũng giết hắn rồi. Những người khác của Bách Luyện Sơn Trang đã hết chết, bây giờ không còn ai tìm ta gây sự nữa. Ôi chao! Mai Hoa tiên tử kinh ngạc thốt lên, đôi mắt đẹp trợn to chăm chú nhìn vào mắt Dương Bách Xuyên hòng nhìn xem có phải hắn khoác lác hay không. Đáng tiếc, nhìn vào đôi mắt đen láy bình tĩnh của Dương Bách Xuyên, nàng ta không nhìn ra bất kỳ biểu hiện gì của nói dối hay khoác lác. Chuyện này, hắn thật sự giết người của bốn thánh địa lớn. Lúc này đầu óc Mai Hoa tiên tử như sấm nổ đùng đoàng. Nàng ta là tiên tử của Thông Thiên Cung nhưng cũng cảm thấy tê cả da đầu. Dương Bách Xuyên đúng là gan to bằng trời. Trình Vĩ Khang là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu thuộc Thánh Địa Vạn Linh. Thẩm Bạch là người của Thần Phù Linh Tông, Mộc Ngưng Hiên là tiểu kiếm tiên của Thiên Kiếm Sơn, Lưu Giật Trần là người của Bách Luyện Sơn Trang. Mặc dù Dương Bách Xuyên nói Lưu Giật Trần chạy thoát, nhưng hắn đã giết những đệ tử khác của Bách Luyện Sơn Trang. Một người đắc tội bốn thánh địa, những đệ tử kia đều là tinh anh trong nhóm đệ tử của bốn thánh địa lớn, vậy mà bị Dương Bách Xuyên giết rồi. Đắc tội cả bốn thánh địa một lượt. Những thánh địa này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Dương Bách Xuyên. Giờ phút này Mai Hoa tiên tử lập tức đưa ra quyết định, vạch rõ ranh giới với Dương Bách Xuyên, không thể có bất cứ quan hệ gì. Tuy nàng ta có dã tâm lớn,
nhưng suy cho cùng cũng chỉ là dã tâm. Mà Dương Bách Xuyên đã đắc tội bốn thánh địa lớn. Với hiểu biết của Mai Hoa Tiên Tử về bốn thánh địa lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho Dương Bách Xuyên. Mai Hoa Tiên Tử không có can đảm đối đầu với bốn thánh địa lớn. Và lại, chỉ riêng Vạn Linh Thánh Mẫu thôi, nàng ta cũng chẳng dám chọc vào. Dương Bách Xuyên chắc chắn bị điên rồi. Tìm Dương Bách Xuyên làm đạo lữ chẳng khác nào tìm chết. Những đệ tử xuất thân từ thế lực lớn thánh địa như Mai Hoa Tiên Tử am hiểu nhất đạo lý tránh hại tìm lợi. Nàng ta biết rõ nếu mình có quan hệ với Dương Bách Xuyên, sau khi ra khỏi đây sẽ có hậu quả gì. Tứ đại thánh địa hợp tác tấn công, cho dù là Thông Thiên Cung cũng phải cân nhắc kỹ càng. Hơn nữa, nàng ta chỉ là một trong những tiên tử của Thông Thiên Cung chứ không phải cấp bậc thánh nữ. Nếu đổi lại là thánh nữ của Thông Thiên Cung thì có lẽ còn đáng giá để thánh chủ ra mặt bảo vệ. Nhưng Mai Hoa Tiên Tử thì không được. Mai Hoa Tiên Tử nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt dần biến mất, miễn cưỡng nói với Dương Bách Xuyên, vậy thì chúc mừng Dương đạo hữu bớt đi mấy kẻ thù. Chúc Dương đạo hữu gặp may mắn ở hành cung tiếp theo. Tạm biệt. Dương Bách Xuyên vẫn nở nụ cười bảo Mai Hoa Tiên Tử cứ tự nhiên. Sao hắn lại không nghe ra Mai Hoa Tiên Tử nói đến cuối, giọng điệu đã trở nên lạnh nhạt kia chứ? Thật ra không phải hắn lắm mồm nói cho Mai Hoa Tiên Tử biết mình đã giết đám người Trình Vĩ Khang, Thẩm Bạch, đắc tội với bốn thánh địa lớn. Mà là hắn cố ý nói ra vì muốn xem phản ứng của Mai Hoa Tiên Tử. Bởi vì lúc trước Mai Hoa Tiên Tử trượng nghĩa giúp hắn, hắn không hiểu tại sao nàng ta lại làm vậy. Dương Bách Xuyên không hề quen biết Thông Thiên Cung và Mai Hoa Tiên Tử, hắn không tin mình hấp dẫn đến độ được người của Thông Thiên Cung ái mộ. Nhất là con đường tu chân hiểm ác. Làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Mai Hoa Tiên Tử giúp hắn, hắn cho rằng nàng ta nhất định có toan tính. Nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ ra, hắn cố ý nói cho nàng ta chuyện mình đã giết đám người Trình Vĩ Khang là vì muốn xem phản ứng của Mai Hoa Tiên Tử. Hiện tại nhìn phản ứng của Mai Hoa Tiên Tử, quả nhiên là lộ rồi. Giọng điệu lạnh nhạt trong mấy lời cuối đã cho thấy không phải đối phương thật lòng giúp đỡ mình. Nếu nàng ta thật lòng giúp mình, thì cho dù mình nói đã giết đám người Trình Vĩ Khang, đắc tội tứ đại thánh địa, chắc chắn Mai Hoa Tiên Tử vẫn vui vẻ với mình. Nhưng kết quả là giọng điệu của nàng ta rất lạnh nhạt, vẻ mặt hận không thể vạch rõ ranh giới ngay lập tức. Tuy Mai Hoa Tiên Tử trở nên lạnh lùng, song Dương Bách Xuyên lại thở phào trong lòng. Chỉ cần đối phương không có ý đồ với mình nữa thì sẽ không sao, hắn sợ nhất là Mai Hoa Tiên Tử có âm mưu xấu xa nào đó. Bây giờ đã vạch rõ ranh giới thì nguy cơ này không còn. Vì vậy, Dương Bách Xuyên không mảy may dao động cảm xúc khi Dương Bách Xuyên lạnh lùng quay đi. Hắn thầm nói trong lòng, chỉ cần ngươi không có âm mưu gì với ta là được, nhưng nếu ngươi tính kế Dương Mỗ thì Dương Mỗ sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Mai Hoa Tiên Tử dẫn người của Thông Thiên Cung đi thẳng tới Linh Trì. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ không vội đi. Hắn đã nghe Mộ Trường Phong nói cỏ giao long trong Linh Trì được một sợi yêu hồn của yêu bạch giao long thiên yêu vương bảo vệ. Muốn vào Linh Trì lấy cỏ giao long không phải chuyện dễ. Dương đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Lục Yên Chi lên tiếng. Không vội, Linh Trì này kỳ lạ, hơn nữa vẫn chưa thấy tung tích của cỏ giao long. Trước mắt chúng ta cứ quan sát đã, xem Mai Hoa Tiên Tử làm thế nào. Nói xong Dương Bách Xuyên quay sang dặn con trồn, Điêu Nhi cẩn thận chút, lát nữa người đi kiểm tra xem trong Linh Trì có cỏ giao long không. Chít chít. Con trồn đáp chít chít. Sau đó nhảy xuống khỏi vai Dương Bách Xuyên, hóa thành một vệt sáng màu vàng đi tới gần Linh Trì. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu nhìn, Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Khương Thế Long, Minh Du Nhiên và Lưu Giật Trần chạy trốn đều chưa xuất hiện. Lúc này, bên cạnh Linh Trì chỉ có hai phe là hắn và Mai Hoa Tiên Tử. Nói thật là Dương Bách Xuyên luôn cảnh giác với Mai Hoa Tiên Tử, bởi vì hiện tại trong chín thế lực lớn chỉ có Thông Thiên Cung do Mai Hoa Tiên Tử dẫn đầu. U Linh Chi Đô do Minh Du Nhiên dẫn đầu và Đao Chủng do Khương Thế Long dẫn đầu vẫn chưa có đệ tử mất mạng. Trong đó, thế lực của Thông Thiên Cung mạnh nhất. Còn lại, Trường Sinh Điện do Mộ Trường Phong dẫn đầu chỉ còn 4 đệ tử, Hoàng Triều Hiên Viên do Hiên Viên Linh Hề dẫn đầu có 7 đệ tử. Cuối cùng là hắn và Lục Yên Chi. Thánh Địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang xem như đã bị tiêu diệt, một tên Lưu Giật Trần chạy trốn không đáng lo ngại. Trong hành trình đến hành cung kế tiếp, ngoại trừ hai thế lực Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, không ai dám đảm bảo liệu Thông Thiên Cung, U Linh Chi Đô và Thánh Địa Đao Chủng có trở thành kẻ địch hay không.
Trong ba thế lực này, loại trừ thánh địa đao chủng ra, Dương Bách Xuyên thấy Thông Thiên Cung đứng đầu chín thánh địa lớn, bản thân chính là một phe có thực lực mạnh, còn U Linh Chi Đô thì thần bí nhất. Dương Bách Xuyên kiêng dè cả hai. Mặc dù hiện tại hắn có kiếm đồ long cường đại, nhưng không biết có thể đả thương người của hai thế lực này hay không. Vì vậy, hiện tại nhóm Mai Hoa Tiên Tử là phe mà Dương Bách Xuyên kiêng dè nhất. Thấy Mai Hoa Tiên Tử dẫn người đi đến Linh Trì, Dương Bách Xuyên chọn một hướng đi theo con trồn, cách xa nhóm người Mai Hoa Tiên Tử, chậm rãi đến gần hồ Linh Trì. Cả Linh Trì rất lớn, Linh Trì hình tròn có đường kính hơn 100 mét. Càng đến gần Linh Trì, hàn khí tỏa ra càng đậm. Dương Bách Xuyên đã dùng công pháp mà vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Mà lúc này, Mai Hoa Tiên Tử đã dẫn người vào trong phạm vi 10 mét cách Linh Trì. Khi tới phạm vi 3 mét, Dương Bách Xuyên thấy Mai Hoa Tiên Tử dừng lại không đến gần nữa. Nàng ta vẫy tay, 9 đệ tử Thông Thiên Cung bên cạnh lập tức tách ra, xếp thành hình chữ nhất Y. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy tất cả mọi người trong nhóm bọn họ bấm pháp quyết, đánh ra từng luồng sức mạnh chân nguyên vào Linh Trì theo sự chỉ đạo của Mai Hoa Tiên Tử. Sau khi bọn họ đánh pháp lực vào Linh Trì, Dương Bách Xuyên thấy hàn khí không ngừng bốc lên trong cả Linh Trì bỗng nổ ầm ầm. Kế tiếp, một tiếng rồng gầm lanh lảnh vang lên, growl. Trong hàn khí sôi trào, đột nhiên có một đám hàn khí màu trắng đục to như thùng nước ngưng tụ ở chính giữa Linh Trì, dâng cao đến 9 mét mới dừng lại, hóa thành một con dao long. Hàn khí vốn màu trắng, trước mắt Dương Bách Xuyên là một con dao long màu trắng. Bạch Dao Long Thiên Yêu Vương. Trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức nảy ra câu này. Mộ Trường Phong nói Linh Trì có một sợi yêu hồn của Bạch Dao Long Thiên Yêu Vương bảo vệ, bây giờ xem ra đó là sự thật. Đúng lúc này, Lục Yên Chi chợt nói, Dương đại ca nhìn kìa, trên đầu dao long có đồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy Dương Bách Xuyên bèn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên đầu Bạch Dao Long Thiên Yêu Vương, hay nói chính xác hơn là con dao long được ngưng tụ từ hàn khí có ba cái cây màu trắng trông như ba cái sừng. Chắc là cỏ dao long, thảo nào lúc trước không thấy đâu, thì ra là mọc trên đầu dao long vương. Dương Bách Xuyên nói. Hắn cảm nhận thật kỹ. Ba cây cỏ dao long mọc trên đầu Bạch Dao Long Thiên Yêu Vương thật sự không phải hàn khí biến thành, trông có vẻ là một thể nhưng trên thực tế chúng tỏa ra sóng linh lực chí hàn, vô cùng cường đại. Thuộc tính hóa hình của Bạch Dao Long Thiên Yêu Vương hoàn toàn giống với đám tiểu yêu thú đã xuất hiện ở trong sơn động khi trước. Điểm khác biệt ở đây là thân hình của nó cực kỳ to lớn, thô to giống như thùng nước vậy, cao chừng 30 đến 40 mét, hơn nữa cỏ dao long còn mọc thẳng ở trên đỉnh đầu. Chỉ là sự ngưng kết và phát triển của cỏ dao long có hơi khác biệt. Nhìn con Bạch Dao Long Thiên Yêu Vương này, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi kỳ quặc. Giờ phút này ở trong lòng người nào đó họ Dương đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khiến bản thân hắn cũng thấy cực kỳ khiếp sợ, có phải yêu thú có thể cắn nuốt hàn khí cũng có thể cắn nuốt được con dao long hàn khí này hay không? Bởi vì Bạch Dao Long cũng mang thuộc tính hàn khí giống như những con tiểu yêu thú xuất hiện trong sơn động trước đó. Theo lý thuyết thì nếu có thể cắn nuốt được tiểu yêu thú thì cũng có thể cắn nuốt được Bạch Dao Long. Chỉ khác một cái là một con to một con nhỏ mà thôi. Suy nghĩ này nảy lên trong lòng Dương Bách Xuyên một cách mãnh liệt, tuy rằng hắn cảm thấy rất to gan và liều lĩnh, nhưng không phải là không có khả năng. Nhưng mà lúc này hắn không quá sốt ruột, trước hết phải xem Mai Hoa Tiên Tử định đối phó với nó như thế nào đã. Cảm giác mà Mai Hoa Tiên Tử mang lại cho hắn không đơn giản chút nào. Lúc này Dương Bách Xuyên mà xông lên thì rất sợ nàng ta sẽ hiểu lầm, trong khoảng thời gian qua hắn đã tiếp xúc với mấy đệ tử thánh địa này nên cũng coi như là hiểu biết sơ sơ. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, đệ tử của chín đại thánh địa đều rất tự cao tự đại. Bao gồm cả Mai Hoa Tiên Tử đang ở trước mặt này, hiện giờ có vẻ cũng không phải kiểu đèn đã cạn dầu, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Giờ phút này, hắn cảm thấy đứng yên quan sát vẫn quan trọng hơn là tham dự. Đối mặt với Bạch Dao Long, sắc mặt của Mai Hoa Tiên Tử không hề thay đổi, nàng ta phất tay với đệ tử ở bên cạnh mình rồi xông lên đối phó luôn. Ngao! Hàn khí ngưng tụ, Dao Long thét dài. Hai tay Mai Hoa Tiên Tử vận dụng pháp quyết, từng luồng pháp lực vô hình bện thành dây thừng quất thẳng về phía Dao Long. Thông Thiên Cung cũng theo tiết tấu của Mai Hoa Tiên Tử, đồng loạt tấn công Dao Long. Chấn! Mai Hoa Tiên Tử hét to một tiếng với Dao Long. Hai tay biến ra một trường pháp khổng lồ, trong lòng bàn tay lóe lên phù văn bổ thẳng về phía Dao Long. Ngao,
Giao Long giống giận phun ra hàn khí, cố gắng chống lại một chưởng của Mai Hoa Tiên Tử. Giờ phút này, những đòn tấn công của các đệ tử Thông Thiên Cung khác đều rơi hết lên người Giao Long, dường như muốn trực tiếp tiêu diệt Giao Long vậy. Mặc dù thân thể của con Giao Long này được hình thành nhờ sự ngưng tụ của hàn khí, nhưng cũng là một sợi yêu hồn của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương, nói tóm lại nó cũng là linh hồn của Đại Yêu Thượng Cổ, sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy được chứ? Trong tiếng giống giận, Giao Long bay thẳng lên trời, nhảy vọt ra khỏi linh trì, toàn thân phả ra hàn khí và yêu khí, tỏa ra uy áp khiến Dương Bách Xuyên đang đứng ở rất xa cũng cảm thấy kinh hãi. Ngay lập tức hóa giải lực lượng mà đám người Mai Hoa Tiên Tử đang áp lên người mình, vung thẳng một kích thần long bái vĩ ra. Ầm ầm ầm. Sau khi mấy tiếng kêu rên vang lên, có 5 đến 6 đệ tử của Thông Thiên Cung đã bị Giao Long đánh bay. Nghiệt xúc. Mai Hoa Tiên Tử hừ lạnh rồi mắng to một tiếng. Trong tay xuất hiện một kiện pháp khí roi dài, quất thẳng về phía Giao Long. Sau khi chiếc roi dài xuất hiện ở trong tay nàng ta, nó tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ. Nhưng khi vừa rời khỏi tay đã hóa thành một con Giao Long dài hơn 30 mét, lao vào chiến đấu với con Giao Long hàn khí kia. Trong lúc nhất thời, hai con Giao Long đánh đến túi bụi. Mí mắt Dương Bách Xuyên giật giật, hắn nhìn ra được đòn vừa rồi của Mai Hoa Tiên Tử hoàn toàn là một đòn kết hợp giữa pháp khí và pháp thuật. Hơn nữa nàng ta còn vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn nữa, chỉ dựa vào một kiện pháp khí trong tay mà có thể biến ra một con Giao Long có sức mạnh không phân cao thấp với Bạch Giao Long hàn khí. Pháp thuật của Thông Thiên Cung quả thật đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Thất sư muội mau ra tay. Hai tay Mai Hoa Tiên Tử lại biến ra một bàn tay khổng lồ to chừng mười mấy mét, đánh thẳng vào hông con Giao Long hàn khí kia. Một chưởng đó lập tức khiến cho Giao Long hàn khí run rẩy cả người. Lúc này, con Giao Long biến ra từ roi dài của Mai Hoa Tiên Tử vẫn đang quấn chặt lấy Giao Long hàn khí, cộng thêm bàn tay khổng lồ của Mai Hoa Tiên Tử nữa. Nhất thời khiến cho Giao Long hàn khí rơi vào trạng thái bị áp chế, không thể nhúc nhích. Cùng với sự tấn công của Mai Hoa Tiên Tử, một đệ tử của Thông Thiên Cung nhảy vọt lên trên đỉnh đầu của Giao Long hàn khí, mục tiêu chính là cỏ Giao Long mọc trên đỉnh đầu con Giao Long hàn khí đó. Trong lòng Dương Bách Xuyên kinh hãi, hắn cũng muốn có được cỏ Giao Long, chuyện này liên quan đến việc độ kiếp của mình, cỏ Giao Long là thứ mà hắn nhất định phải có được. Lúc này hắn cũng bất chấp hết tất cả. Chuẩn bị ra tay, ít nhất thì hắn cũng phải cướp được một gốc cỏ Giao Long. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy tên đệ tử Thông Thiên Cung kia giận dữ quát, tiểu súc sinh, ngươi dám. Chít chít. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng kêu của Điêu Nhi, khi hắn nhìn sang thì chỉ thấy Điêu Nhi đã leo lên đỉnh đầu của con Giao Long hàn khí kia từ khi nào không biết, đớp trọn 3 gốc cỏ Giao Long vào bụng. Nhưng cũng bởi vì hành động này mà Điêu Nhi đã chọc giận tên đệ tử của Thông Thiên Cung. Nàng ta lập tức vung tay đánh một chưởng về phía Điêu Nhi, khiến cho Điêu Nhi kêu thảm một tiếng, rơi khỏi đầu của con Giao Long hàn khí kia. Hai mắt Dương Bách Xuyên trầm xuống, lập tức nhảy đến bên cạnh Điêu Nhi rồi đón lấy nó, nhìn thấy trên người Điêu Nhi đang chảy máu. Mà lúc này thất sư muội trong miệng Mai Hoa Tiên Tử kia lại thẹn quá hóa giận, hai tay biến ra dòng khí mạnh mẽ, tung một kích đuổi giết Điêu Nhi tới cùng. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, vung thẳng một quyền ra chống lại. Quỳnh! A! À, tên đệ tử đó bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh bay. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên ôm Điêu Nhi dừng ở bên cạnh linh trì. Ngao ngao! Lúc này Giao Long hàn khí đã hoàn toàn tức giận. Chắc là vì 3 gốc cỏ Giao Long ở trên đỉnh đầu đã bị Điêu Nhi nuốt chửng, Giao Long hàn khí nổi điên, vừa giống giận, hàn khí quanh người cũng vừa hóa thành từng dòng khí sắc bén tựa như kiếm khí vậy. Pháp khí Giao Long của Mai Hoa Tiên Tử đã bị phân giải dưới hàng vạn luồng kiếm khí đó, đứt thành từng khúc. Giờ phút này, sắc mặt của Mai Hoa Tiên Tử thay đổi, lớn tiếng nói, mau rút lui. Nàng ta ra lệnh cho tất cả các đệ tử lui về phía sau tránh né những chùm ánh sáng phát ra từ trên người Giao Long hàn khí. Ngay sau đó nàng ta cũng lui về bên cạnh linh trì, trùng hợp đối diện với Dương Bách Xuyên. Mà lúc này Giao Long hàn khí đã hoàn toàn nổi điên. Toàn thân phát ra hàn khí lạnh thấu xương, giống như đang tích lũy lực lượng. Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Mai Hoa Tiên Tử, không khỏi nhìn về phía nàng ta. Thật ra lúc này trong lòng hắn cũng có chút phức tạp. Hắn cũng biết rằng kể từ khi Điêu Nhi nuốt chửng 3 gốc cỏ Giao Long thì hắn đã trở thành kẻ địch của Mai Hoa Tiên Tử rồi. Quả nhiên ngay sau đó hắn nghe thấy Mai Hoa Tiên Tử lạnh lùng nói, Dương Đạo Hữu, ngươi có thấy cách làm của ngươi quá trơ trẽn rồi hay không?
Bên phe Mai Hoa tiên tử đều mang vẻ mặt phẫn nộ, các nàng liều mạng chiến đấu với Giao Long Hàn Khí là vì muốn lấy được cỏ Giao Long, nhưng mà không ngờ Dương Bách Xuyên lại thả linh thú ra để nó cướp trắng trợn. Chuyện này khiến cho Mai Hoa tiên tử cảm thấy cực kỳ khó chịu với Dương Bách Xuyên, nàng ta lạnh lùng đặt câu hỏi. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng không ngờ rằng Điêu Nhi lại đột nhiên ra tay, nhưng mà, nếu hiện tại Điêu Nhi đã lấy được thành công, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không giao đồ ra rồi. Đương nhiên hắn cũng biết Điêu Nhi ăn hôi trên công sức của người khác như vậy quả thật có hơi xấu tính. Khụ khụ một chút, hắn miễn cưỡng nở nụ cười với Mai Hoa tiên tử, nói, Mai Hoa tiên tử, thật ra là do con trồn nhà ta không chịu nghe lời, không phải là ý của bản thân ta, nhưng hiện tại cỏ Giao Long đã bị Điêu Nhi nuốt mất, không còn nữa, ta cũng chẳng có cách nào cả. Không thì ta dùng thứ khác để bồi thường cho ngươi nhé, thế nào? Đương nhiên người nào đó họ Dương sẽ không khai ra rằng Điêu Nhi có bụng càn khôn, có thể chứa đựng cỏ Giao Long. Ba gốc cỏ Giao Long có thể dùng để luyện chế đan độ kiếp, cả hắn và Lục Yên Chi đều rất cần có nó, lúc này dù có ra sao thì hắn cũng sẽ không giao nó ra, khăng khăng rằng nó đã bị Điêu Nhi ăn mất rồi. Có chút chơi xấu, nhưng vì có thể tăng xác suất độ kiếp thành công, hắn chẳng thèm quan tâm. Hừ, người có thể bồi thường cái gì được? Khôn hồn thì mau giao cỏ Giao Long ra đây, đừng có nghĩ chúng ta đều là kẻ ngốc, linh thú thiên phú dị bẩm đều sẽ có bụng càn khôn, người cho rằng người thông tiên cung chúng ta chưa từng nhìn thấy việc đời chắc. Lúc này Mai Hoa tiên tử còn chưa lên tiếng, vị thất sư muội trước đó lại không nhịn được mà mở miệng nói. Mà sắc mặt của Mai Hoa tiên tử cũng trở nên xa sầm, sao nàng ta có thể không nhìn ra được là Dương Bách Xuyên không muốn giao cỏ Giao Long ra chứ? Ngay sau đó Mai Hoa tiên tử cũng trầm giọng mở miệng nói, cho ngươi thêm một cơ hội giao nó ra, đừng ép ta phải ra tay. Những lời này mang theo mùi uy hiếp nồng nặc. Nhưng người nào đó họ Dương không hề sợ bị uy hiếp chút nào, huống chi Điêu Nhi còn vừa bị đánh đến đổ máu, rõ ràng là cũng phải trả một cái giá đắt rồi. Hắn nheo mắt lại nhìn Mai Hoa tiên tử, gằn từng chữ, nếu ta không giao ra thì sao? Ánh mắt Mai Hoa tiên tử hiện lên sát ý. Nàng ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại dám chống đối lại mình. Không giao, ha ha, vậy thì được thôi, tiếp theo phải chúc ngươi may mắn rồi. Mai Hoa tiên tử cười lạnh. Sư tỷ, đừng nói mấy lời vô nghĩa với hắn ta nữa, cứ giết Quách là được. Một đệ tử thông tiên cung nói. Giết hắn, tạm thời không cần chúng ta phải ra tay, cứ đứng một bên xem kịch đi. Mai Hoa tiên tử cười lạnh ngăn cản sư muội đang định tấn công Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy lời Mai Hoa tiên tử nói thì lại có chút sững sờ. Sao lại bảo là xem kịch? Cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy. Ngay sau đó Giao Long Hàn Khí thét dài một tiếng, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu được xem kịch mà Mai Hoa tiên tử nhắc đến là chỉ cái gì. Một giây sau, Dương Bách Xuyên trông thấy Giao Long Hàn Khí lao thẳng về phía hắn trong tiếng giống giận dữ, khí thế của nó vô cùng hung mãnh như muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Có điều Dương Bách Xuyên cẩn thận quan sát, phát hiện mục tiêu của Giao Long Hàn Khí là Điêu Nhi trong ngực hắn chứ không phải hắn. Lúc này hắn đã hiểu ra ý chờ xem trò vui trong lời Mai Hoa tiên tử là gì. Điêu Nhi cắn nuốt cỏ Giao Long Hàn Khí tự nhiên sẽ nhắm vào nó. Nghĩ tới đây Dương Bách Xuyên lập tức thu Điêu Nhi vào trong bình càn khôn. Ngao! Lúc này Giao Long Hàn Khí đã thét dài bay tới, ngoác mồm chuẩn bị cắn hắn. Dương Bách Xuyên vội vàng lui về phía sau, trở tay vung đồ long kiếm chém về phía nó. Ầm ầm, một kiếm một long va chạm dữ dội, tuy nhiên kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn, không hề tạo thành thương tổn gì với Giao Long Hàn Khí, giống như chém vào bông, chẳng có tác dụng gì. Ngao, ầm, giờ phút này, một kích thần long bãi vĩ ập tới nhanh như chớp, không cho Dương Bách Xuyên bất cứ cơ hội tránh né nào, quất mạnh lên người khiến hắn bay ngược ra sau. Lúc trước hắn dùng đồ long kiếm chém Giao Long Hàn Khí như chém vào bông, ngược lại khi nó tung chiêu mang cho hắn cảm giác cứng rắn như đập phải sắt thép. Chẳng qua may mà hắn đã mở hết pháp lực toàn thân từ trước, cộng thêm tố chất cơ thể mạnh mẽ nên vẫn miễn cưỡng chịu đựng được đòn này. Sau khi bay khoảng mấy chục mét, Dương Bách Xuyên rơi xuống đất. Lúc này Giao Long Hàn Khí thét dài phóng thẳng lên trời từ linh trì, lần thứ hai lao về phía Dương Bách Xuyên. Điêu Nhi đã biến mất nên ánh mắt của nó khóa chặt vào người hắn. Dương Bách Xuyên nhác thấy Mai Hoa tiên tử dẫn theo đám người đứng ở bờ linh trì bên kia, nở nụ cười âm hiểm. Dương Bách Xuyên biết hắn nhất định phải bắt được Giao Long, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt,
nếu không Mai Hoa tiên tử kia sẽ ra tay với hắn, lòng dạ nữ tử kia sâu không thấy đáy. Hắn thúc giục đồ long kiếm trong tay, gầm lên một tiếng, bát hoang quy nhất, chảm. Một kiếm vừa ra, đồ long kiếm tỏa ra ngân quang chói mắt và kiếm khí cường đại ngút trời, kiếm khí dài ba trượng xẹt qua như muốn cắt ngang bầu trời chém thẳng về phía giao long. Chớp mắt, kiếm khí lóe lên bên hông giao long hàn khí. Ngao! Giao long hàn khí gầm lên đầy đau đớn, thân hình dài 30 thước bị một kiếm này của Dương Bách Xuyên chặt đứt làm đôi. Cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sắc mặt của Mai Hoa tiên tử kia lại rất kỳ lạ, dường như nàng ta không hề quan tâm, ngược lại còn mỉm cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Trong lòng Dương Bách Xuyên nhảy dựng, chẳng lẽ con mụ này còn quỷ kế nào nữa? Hắn vừa nghĩ như vậy thì phát hiện giao long hàn khí vốn bị một kiếm của mình chém thành hai khúc đã ngưng tụ lại, thân hình khổng lồ khôi phục như lúc ban đầu, dường như một kiếm chém đứt kia chẳng có tác dụng gì với nó. Ngao! Phi viết hoa! Một tiếng thét dài rung chuyển đất trời, giao long hàn khí càng ngày càng hung mãnh. Nó ngoác cái miệng rộng, phun ra một ngụm hàn khí thô cái cỡ cánh tay, quét về phía Dương Bách Xuyên với khí thế kinh người. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên định tránh đi, ai ngờ tốc độ của ngụm hàn khí kia nhanh như chớp giật, hơn nữa diện tích của nó quá lớn, phủ lên đầu hắn như một đám mây đen, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Trước khi chạm mặt, Dương Bách Xuyên vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết đến cực hạn để phòng ngự công kích của giao long hàn khí, có điều hắn phát hiện mình đã xem thường đối thủ rồi. Ngụm hàn khí kia lợi hại hơn hắn tưởng, mạnh hơn hàn khí trong sơn động mấy trăm ngàn lần, lớp phòng ngự của hắn hoàn không có tác dụng, bị đánh vỡ tan nát, ngay sau đó hàn khí lập tức đông cứng hắn thành tượng băng. Thế vẫn chưa xong, ngay sau khi Dương Bách Xuyên bị đông thành tượng băng, giao long hàn khí lại lao về phía hắn. Trong tầm mắt Dương Bách Xuyên, đầu giao long dài hơn 30 thước đang bay thẳng về phía mình, càng đến gần thì kích thước càng nhỏ đi. Đến khi giao long tới trước người hắn tầm 1 mét đã hóa thành một đầu giao long dài chừng nửa thước, nhỏ bằng đầu ngón tay, lóe lên rồi biến mất, chui thẳng vào trong cơ thể hắn. Một giây sau, giao long đã đi tới tử phủ của Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng sốt ruột nhưng cơ thể hắn đã bị đông thành tượng băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn giao long tiến vào tử phủ. Lúc này hắn cũng biết, cũng không phải một kiếm của mình không có tác dụng với giao long mà là giao long vốn do hàn khí biến thành, công kích cường ngạnh không làm nên trò trống gì là đúng rồi. Sự hùng mạnh của giao long nằm ở thuộc tính đặc thù, đó là tạo nên vô số bạch yêu thú cùng thuộc tính. Nói trắng ra giao long chỉ là tiểu yêu thú phiên bản thăng cấp, chẳng qua hàn khí siêu cường đại mà thôi. Giờ khắc này, giao long chui vào cơ thể hắn cũng có cùng mục đích với tiểu yêu thú trong sơn động lúc trước, đóng băng cơ thể, phá hủy đan điền. Tuy hiện giờ trong ngoài cơ thể Dương Bách Xuyên đều bị hàn khí cực hạn đông cứng nhưng hắn không quá lo lắng. Chỉ cần thuộc tính của giao long và những tiểu yêu thú trong sơn động giống nhau, cánh cửa u đô trong cơ thể hắn có thể xử lý được. Nói không chừng còn đạt được lợi ích to lớn. Mệnh tinh thái âm, cánh cửa u đô của hắn cũng không có ăn chay. Thân thể không nhúc nhích được nhưng ý thức đâu có bị đông lạnh, Dương Bách Xuyên vội vàng thúc hai đại mệnh tinh thái âm, thái dương. Bong! Chuông đông hoàng vừa xuất hiện đã phát ra một tiếng du dương, phù văn màu vàng lưu chuyển, bảo vệ mệnh tinh thái dương. Quả nhiên hàn khí kia đã dừng lại, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cánh cửa u đô của mệnh tinh thái âm xuất hiện, mở ra thông đạo u đô, phù văn màu đen xoay tròn thoáng cái đã hấp thu giao long vào trong. Một giây sau Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy mệnh tinh thái âm khẽ chấn động, hắn cảm nhận được sau khi cánh cửa u đô hấp thụ giao long, lực lượng trí âm của mệnh tinh thái âm đã viên mãn. Ngay sau đó mệnh tinh thái âm tỏa ra ánh sáng đen như mực, tự vận chuyển, mỗi một chu kỳ đều tỏa ra khí lưu xám xịt, phiêu đắng vào tử phủ, cuối cùng lại bay ra khỏi tử phủ, chảy vào kỳ kinh bát mạch. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ, lực lượng trong cơ thể hắn thoáng cái đã tăng vọt gấp 10 lần, tất cả đều là lực lượng trí âm, vừa mát mẻ vừa thoải mái, không hề khó chịu một chút nào. Giờ khắc này, trong lòng hắn mừng rơn. Cuối cùng trong khoảnh khắc băng tan, càn khôn tạo hóa quyết đã biến hàn khí thành sức mạnh của hắn. Tất cả phiền phức đã được giải quyết một cách dễ dàng. Cánh cửa u đô trở lại mệnh tinh thái âm, chuông đông hoàng cũng biến mất trong mệnh tinh thái dương. Bên trong tử phủ khôi phục lại như bình thường. Chỉ có mệnh tinh thái âm của Dương Bách Xuyên vẫn đang vận chuyển nhanh chóng, mỗi khi hết một chu kỳ đều tỏa ra một luồng khí lưu trí âm,
lang thang qua tử phủ rồi lại tiến vào kinh mạch, cùng lúc đó lực lượng trong cơ thể hắn sẽ tăng lên một chút. Giờ phút này, hắn biết sức mạnh của mình biến dị rồi. Nói chính xác hơn là mệnh tinh thái âm đã hấp thu sức mạnh hàn khí cực hàn, sản sinh ra một loại sức mạnh chí âm ưu việt hơn cả chân khí, lưu chuyển trong cơ thể hắn, khiến sức mạng hắn tăng vọt. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất vui vẻ. Hắn cũng biết đây biến hóa sau khi cánh cửa U Đô hấp thu giao long hàn khí, mà giao long hàn khí vốn dĩ do một luồng tàn hồn của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương biến thành, hàn khí nó hấp thu là một loại sức mạnh thiên địa, ngược lại khiến hắn chiếm được của hơi. Ngay lúc Dương Bách Xuyên đang thầm cao hứng, hắn phát hiện Mai Hoa Tiên Tử dẫn theo đệ tử Thông Tiên Cung tiến lại gần mình. Chỉ nghe Mai Hoa Tiên Tử mở miệng nói, xem ra tên này vẫn rất ngu xuẩn, dùng chút thủ đoạn đã có thể giải quyết tàn hồn Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương giúp chúng ta. Cỡ như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến bảo vật như giao long hàn khí chí âm ư. Sư tỷ, giờ xử lý tên này như thế nào? Một gã đệ tử hỏi Mai Hoa Tiên Tử. Bị giao long hàn khí nhập thể thì đừng hòng sống sót, giết hắn đi, hẳn trên người tên này cất giấu pháo bảo động thiên, lấy được đồ rồi chúng ta vào linh chỉ đến hành cung tiếp theo. Mai Hoa Tiên Tử cất giọng lạnh thấu xương. Ngay từ đầu nàng ta đã cố ý đào hố Dương Bách Xuyên, muốn dùng hắn làm mồi dẫn dụ giao long ra khỏi linh trì, sau đó các nàng có thể tiến vào hành cung tiếp theo. Có giao long canh giữ linh trì, truyền tống trận đến hành cung tiếp theo không mở được, chỉ khi giao long đi ra mới có thể mở, thuận lợi tiến vào linh trì. Vốn dĩ nàng ta còn đang không biết làm sao để rời sự chú ý của giao long lên người Dương Bách Xuyên, không ngờ tên kia lại thèm thuồng cỏ giao long, thoáng cái đã khiến Mai Hoa Tiên Tử nảy ra sáng kiến. May mà cỏ giao long không phải mục tiêu của nàng ta, cũng không có ai nhắc nhở sau khi lấy được nó thì sẽ bị giao long hàn khí công kích. Lúc trước lời uy hiếp giao cỏ giao long ra chỉ là nàng ta cố ý chọc giận Dương Bách Xuyên mà thôi, nếu hắn không giao thì sẽ bị giao long hàn khí công kích. Quả nhiên tên kia không giao, vậy nên Mai Hoa Tiên Tử mới bảo là chờ xem trò vui, bởi nàng ta biết rõ giao long hàn khí cường đại sẽ công kích Dương Bách Xuyên, và đương nhiên hắn sẽ không chống đỡ nổi. Giao long hàn khí do một luồng tàn hồn và hàn khí của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương biến thành, chí âm chí hàn, ngay cả nàng ta cũng không thể chống đỡ, một khi bị giao long nhập thể thì chỉ có một con đường chết. Đây là kinh nghiệm mà người của Cửu Đại Thánh Địa nhận được bằng cách đánh đổi bằng máu tươi của đệ tử đồng môn sau nhiều lần tiến vào Thiên Yêu Hành Cung, Dương Bách Xuyên mới vào hành cung lần đầu, giải quyết hắn dễ như trở bàn tay với Mai Hoa Tiên Tử. Quả nhiên! Dương Bách Xuyên vừa bị giao long hàn khí nhập thể đã đông cứng thành tượng bằng, e là hiện giờ nguyên thần của hắn cũng thành tượng luôn rồi. Vậy nên Mai Hoa Tiên Tử mới đắc ý dẫn người đi tới trước mặt Dương Bách Xuyên, bàn bạc cách giải quyết hắn. Nàng ta giơ tay lên, tung một chưởng xuống người Dương Bách Xuyên, định đập vỡ tượng băng nát bấy, sau đó cướp pháp bảo động thiên và cả con trồn biết tìm bảo vật kia. Mới đầu Mai Hoa Tiên Tử muốn chọn Dương Bách Xuyên làm đạo lữ ấy chứ. Thế nhưng Dương Bách Xuyên lại đồ sao chổi, một hơi chém chết người của Tứ Đại Thánh Địa, trong mắt nàng ta, cho dù thiên phú của hắn có lợi hại đến cỡ nào cũng chỉ là một đống sắt vụn không có giá trị. Thế gian này không thiếu thiên tài, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là thiên tài có thể sống sót mới được. Dưới tình huống đắc tội Tứ Đại Thánh Địa, hầu như không có mấy thiên tài có thể sống sót. Ngay cả khi Dương Bách Xuyên là sư tổ gì đó của Trường Sinh Điện cũng thế. Vì vậy, Mai Hoa Tiên Tử đã từ bỏ lựa chọn này, bởi vì nàng ta biết rõ Tứ Đại Thánh Địa tượng trưng cho thứ gì. Nàng ta không dám mạo hiểm, hơn nữa trên người Dương Bách Xuyên còn có pháp bảo động thiên và một con trồn tầm bảo, hai thứ này cộng lại, trong mắt Mai Hoa Tiên Tử hiện giờ đã vào túi mình. Nhưng phải giết Dương Bách Xuyên đã thì mới có thể chiếm được đồ đạc trên người hắn. Mai Hoa Tiên Tử giơ tay lên, định chưởng Dương Bách Xuyên thì bỗng dừng lại, sư muội. Ngươi dùng huyền thiên trưởng giết Dương Bách Xuyên đi, để sư tỷ xem ngươi luyện chiêu thức kia tới đâu rồi. Nàng ta thật sự muốn kiểm tra công lực huyền thiên trưởng của sư muội à? Tất nhiên là không rồi, chẳng qua Mai Hoa Tiên Tử sực nhớ ra điểm quỷ dị trên người Dương Bách Xuyên, cảm giác bản thân tự ra tay thì hơi mạo hiểm. Lỡ như có chuyện gì đó, nàng ta ăn thiệt thì sao, vậy nên Mai Hoa Tiên Tử gian xảo cẩn thận đã phải sư muội bên cạnh ra tay với Dương Bách Xuyên. Vâng sư tỷ. Nữ tử kia vui vẻ mỉm cười, thật sự cho rằng sư tỷ muốn chỉ điểm cho mình. Nàng ta thúc giục chân nguyên, bàn tay lóe sáng hình thành dao động năng lượng mãnh liệt, vỗ mạnh xuống tượng băng Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên một giây sau đó,
chỉ thấy tượng băng Dương Bách Xuyên bỗng bùng nổ ngàn quang, răng rắc nứt vỡ. Mai Hoa tiên tử biến sắc, bản năng cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng lui về phía sau. Dương Bách Xuyên vừa sống lại lập tức tung quyền nghênh đón trưởng phong của nữ tử kia. Ầm, trong tiếng nổ vang dội, vị sư muội kia hứng trọn. Một quyền của Dương Bách Xuyên, thoáng cái đã biến thành tượng băng, rồi bị nắm đấm của hắn đập vỡ thành từng mảnh. Vụt. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mai Hoa tiên tử đi đến, nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng ta nên không sốt ruột, muốn nghe xem nàng ta nói cái gì, định làm gì. Kết quả phát hiện Mai Hoa tiên tử muốn giết hắn, làm đáy lòng của Dương Bách Xuyên trở nên nặng nề, nếu Mai Hoa tiên tử thật sự dám ra tay với hắn, hắn dám giết chết nàng ta. Trong lúc Mai Hoa tiên tử ra tay, sát ý trong lòng Dương Bách Xuyên bừng lên, chờ nàng ta ra tay sẽ giết ngược lại nàng ta, ai ngờ sự âm hiểm của nàng ta vượt xa suy nghĩ của hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng ta dừng lại, để sư muội bên cạnh ra tay, tìm kẻ chết thay. Chuyện này làm Dương Bách Xuyên hiểu biết sâu hơn về Mai Hoa tiên tử, âm thầm đưa ra một đánh giá âm hiểm xảo trá. Khi Mai Hoa tiên tử để sư muội ra tay, Dương Bách Xuyên trực tiếp giải trừ lớp băng trên người, tung ra một quyền. Sau khi đánh một lúc, Dương Bách Xuyên cũng bị chính mình dọa sợ, hắn không ngờ một quyền của mình có thể giết chết một đệ tử độ kiếp đại viên mãn của Thông Tiên Cung. Lấy lại tinh thần, nghĩ lại cuối cùng cũng hiểu ra, đây là lực lượng của mệnh tinh thái M, là lực lượng chí âm chí hàn, sức mạnh hàn khí đã đạt đến cực hạn. Đánh xong một quyền, trực tiếp đông lạnh đệ tử Thông Tiên Cung thành băng, cuối cùng dùng sức đánh tan đệ tử này thành băng vụn. Sự cường đại này không phải lực lượng của chính hắn, mà là lực lượng chí âm chí hàn do mệnh tinh thái M phát ra từ trong cơ thể hắn. Nhìn thấy Mai Hoa tiên tử nhanh chóng lùi về sau, Dương Bách Xuyên trực tiếp xông lên giết, nếu nữ nhân này muốn giết hắn, vậy thử xem. Thông Tiên Cung thì sao? Thánh Địa Tiên Tử thì sao? Ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ gây chuyện. Nếu đã là địch, vậy giết đi. Dương Bách Xuyên biết tính tình của đám đệ tử Thánh Địa, nếu hắn không giết nàng ta, hắn sẽ bị nàng ta giết, hơn nữa nếu tìm được cơ hội, có thể bị đánh sau lưng, khó lòng phòng bị. Mấy đệ tử Thông Tiên Cung khác không phải đồ ngốc, nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng một quyền đánh đồng môn của bọn họ thành băng vụn, tất cả đều cảnh giác, Mai Hoa tiên tử lùi về sau, các nàng cũng tản ra bốn phía, sợ bị Dương Bách Xuyên theo dõi. Nhưng Dương Bách Xuyên không để ý đến mấy đệ tử Thông Tiên Cung khác, đi thẳng đến chỗ Mai Hoa tiên tử, chỉ có chém chết Mai Hoa tiên tử, những người khác không đánh để lo. Dương Bách Xuyên tung ra một trường. Sau đó một đạo hàn khí hình thành, lao thẳng đến chỗ Mai Hoa tiên tử. Sau khi nỗi khiếp sợ trôi qua, Mai Hoa tiên tử cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Dương Bách Xuyên tấn công, nàng ta cũng biết rõ sự lợi hại của hàn khí trong tay Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không sợ hãi. Hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, một lưỡng nghi chân nguyên đồ hình thành trước người nàng ta, tỏa ra ánh sáng xanh sẫm, ngọn lửa thần hồn bốc cháy. Sau đó nàng ta hét lớn, các vị sư muội, phong hỏa liên thiên trận. Sau khi nàng ta ra lệnh, tám tên đệ tử Thông Tiên Cung còn lại lấy lại phản ứng, bắt đầu kết ấn niệm chú, ngọn lửa bốc lên trong tay. Lần này chín cao thủ đánh với Dương Bách Xuyên. Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi, Đả Tiên Thạch đứng ở một góc của linh trì cực kỳ sốt ruột. Chúng ta lên, Lục Yên Chi nói. Khi nãy lúc nàng ta và Thú Ngũ Hành nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị đông lạnh thành băng, định ra tay nhưng Đả Tiên Thạch lại nói, các ngươi đừng gấp, lần này chủ nhân gặp họa được phúc. Thuộc tính của giao long kia và tiểu yêu thú gần giống, chẳng qua cường đại hơn một ít, nếu chui vào trong cơ thể của chủ nhân, chắc chắn sẽ bị chủ nhân luyện hóa. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đã nhìn quen việc Dương Bách Xuyên có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa hàn khí của tiểu yêu thú, đều hiểu chuyện này sẽ mang đến chỗ tốt cho Dương Bách Xuyên. Cho nên nghe thấy Đả Tiên Thạch nói, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đều nhìn xuống. Sự thật cũng chứng minh Đả Tiên Thạch nói đúng. Kết quả thực lực của Dương Bách Xuyên tăng mạnh, dùng một quyền đấm đệ tử Đả Tiên Cung thành băng vụn. Nhưng lần này nhìn thấy Mai Hoa tiên tử dẫn người bao vây Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, Đả Tiên Thạch đứng ngồi không yên, lao đến chỗ Dương Bách Xuyên. Độc thể ách nạn trong tay Lục Yên Chi hóa thành hoa sen bảy màu bay về phía đám người Mai Hoa tiên tử. Thú Ngũ Hành nổi giận gầm lên, thân thể to lên, gầm gừ lao về phía một đệ tử Thông Tiên Cung. Đả Tiên Thạch lóe lên ánh sáng xanh, bay thẳng đến chỗ Mai Hoa tiên tử.
hàn khí trong tay Dương Bách Xuyên đánh thẳng lên lưỡng nghi chân nguyên của Mai Hoa Tiên Tử. Ầm đùng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Lưỡng nghi chân nguyên của Mai Hoa Tiên Tử vỡ tan, sau đó ảm đạm dập tắt. Nhưng hàn khí của Dương Bách Xuyên vẫn chưa tắt, đánh thẳng đến chỗ Mai Hoa Tiên Tử. Ngay sau đó trên tay Mai Hoa Tiên Tử hóa ra một đạo chân nguyên va chạm lên hàn khí của Dương Bách Xuyên vỡ vụn. Bởi vì hàn khí bị lưỡng nghi chân nguyên của Mai Hoa Tiên Tử tiêu hao gần hết, nên không ngăn cản được một đòn này của Mai Hoa Tiên Tử. Dương Bách Xuyên thấy lưỡng nghi chân nguyên của Mai Hoa Tiên Tử tan biến, nhưng hàn khí của hắn không biến mất, chứng tỏ hàn khí của hắn mạnh hơn lực lượng của Mai Hoa Tiên Tử. Mặc dù cuối cùng bị Mai Hoa Tiên Tử đánh vỡ, nhưng lòng tin của hắn đã tăng lên nhiều. Đúng lúc này, ngọn lửa của những đệ tử Thông Thiên Cung khác lao đến bao phủ lấy hắn. Dương Bách Xuyên biết bọn họ muốn dùng ngọn lửa đối phó với hàn khí của chính mình. Phương pháp đúng nhưng hàn khí của hắn lại không giống bình thường, ngọn lửa của bọn họ không có tác dụng với hàn khí của hắn. Lấy ra kiếm đồ long, thúc giục lực lượng hàn khí trong mệnh tinh thái M, cộng thêm lực lượng của kiếm đồ long, thi triển kiếm kỹ Hắc Liên. 4 hóa 8, giết. Ngay lập tức, 8 đóa kiếm khí Hắc Liên lao ra. 4 phía nứt vỡ. Ngọn lửa của 8 đệ tử Thông Liên Cung bị kiếm khí Hắc Liên cắn nát tiêu tan. Kiếm khí Hắc Liên là kiếm kỹ tấn công quần thể tốt nhất, đám đệ tử Thông Thiên Cung liên tục lùi lại. Một kiếm này của Dương Bách Xuyên không chỉ hóa giải ngọn lửa của bọn họ, hơn nữa còn đả thương bọn họ, trên người bọn họ đều bị kiếm khí xẹt qua, máu tươi đầm đìa. Đúng lúc này, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành lao đến, độc thể ách nạn của Lục Yên Chi không phải là độc bình thường, từng đóa hoa màu sắc rực rỡ bay xuống, rơi rụng trên người các đệ tử Thông Thiên Cung, xâm nhập vào miệng vết thương, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Độc thể ách nạn đi vào thân thể bắt đầu luyện hóa, có người phản ứng nhanh vội vàng chặt đứt cánh tay hoặc cẳng chân, tự đoạn thân thể, ngăn cản sự tổn thương của nọc độc. Phản ứng chậm một nhịp thì bị độc thể ách nạn của Lục Yên Chi xâm nhập vào tâm mạch, ngay lập tức hóa thành một bãi máu loãng. Thú Ngũ Hành xẹt qua, mỗi một đòn sẽ có một đệ tử Thông Thiên Cung bỏ mạng. Đả Tiên Thạch đánh Mai Hoa Tiên Tử, nhưng lại bị Mai Hoa Tiên Tử đánh bay ra ngoài. Dương Bách Xuyên lại tung ra một kiếm, Bát Hoang Quy Nhất. Kiếm quang rực rỡ chém xuống Mai Hoa Tiên Tử. Mai Hoa Tiên Tử chấn động, không ngờ sức chiến đấu của Dương Bách Xuyên lại quỷ dị như vậy, còn có độc của Lục Yên Chi, nàng ta cũng không dám đối đầu trực tiếp. Nhìn thấy một kiếm cường thế của Dương Bách Xuyên, ánh mắt do dự, không biết có nên sử dụng át chủ bài hay không. Nhưng nghĩ đến mục đích cuối cùng của nàng ta là bảo tàng Thiên Yêu Hành Cung, bây giờ dùng át chủ bài vẫn hơi sớm, hai tròng mắt lóe lên, nói, vài vị sư muội, vào linh chỉ đi. Cuối cùng Mai Hoa Tiên Tử lựa chọn lui xuống, nàng ta biết bây giờ chưa phải lúc liều mạng với Dương Bách Xuyên, đành phải lui xuống. Sau khi lớn tiếng nói với mấy sư muội, Mai Hoa Tiên Tử đối mặt với một kiếm cường thế của Dương Bách Xuyên, trên mặt không hoảng loạn, lật tay, trong tay xuất hiện một thông tiên lệnh màu bạc. Sau đó đọc chú ngữ thúc giục thông tiên lệnh. Dương Bách Xuyên chỉ nghe được trong miệng của Mai Hoa Tiên Tử phát ra một đống âm phù cổ xưa tối nghĩa, sau đó thông tiên lệnh trong tay nàng ta lóe lên ánh sáng màu bạc chói mắt. Ban đầu rất yếu ớt, nhưng ngay sau đó lại tỏa sáng như một vầng thái dương, phát ra ánh sáng chói mắt cực nóng. Tiếp theo Dương Bách Xuyên nhìn thấu kiếm khí của mình bị thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử hóa giải, hoặc nói đúng hơn là bốc hơi. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ hoảng sợ, mặc dù cách mười mấy mét nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố sau khi Mai Hoa Tiên Tử thúc giục thông tiên lệnh. Lần này Mai Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng hóa giải kiếm khí cường thế nhất của hắn, nhưng lại không thừa thắng xông lên, Dương Bách Xuyên biết một đòn này của nàng ta phải trả giá, không thể tùy tiện dùng. Nhưng dù vậy trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn rất cảnh giác, ban đầu hắn cũng đã nghĩ đến việc Mai Hoa Tiên Tử có đòn sát thủ, bây giờ xem ra hắn đoán không sai. Thông tiên lệnh trong tay nàng ta không phải vật bình thường, phải cẩn thận. Mai Hoa Tiên Tử đứng trước linh trì liếc nhìn hắn, sắc mặt lạnh nhạt, không nói gì, 4 tên đệ tử Thông Thiên Cung mang theo vết thương chạy đến linh trì, sau đó biến mất không thấy. Dương Bách Xuyên biết giữa linh trì là truyền tống trận, đã đưa bọn họ đến hành cung tiếp theo. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đuổi theo, lại bị Dương Bách Xuyên ngăn lại, nói, đừng đuổi theo, thông thiên lệnh trong tay nàng ta rất quỷ dị, ta không nắm chắc đối phó được. Hắn vừa dứt lời, Mai Hoa Tiên Tử cũng biến mất trong linh trì.
Dương Bách Xuyên biết thù này với Mai Hoa tiên tử đã được định xuống. Nhưng không sao cả, đối phương ra tay trước, hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện, nếu thật sự chọc hắn nóng nảy, hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Nhưng nếu lúc này đối phương đã rời đi, hắn cũng quá để ý, dù sao ba cây cỏ giao long đã bị chồn nhỏ cướp được, sau khi cắn nuốt giao long sát khí, mệnh tinh thái M của hắn đã được tăng lên một lần. Dương Bách Xuyên tạm thời gọi lực lượng hàn khí trong mệnh tinh thái âm là lực lượng thái M. Lực lượng thái M cao hơn chân khí trong cơ thể một bậc, đây là lực lượng hắn đạt được sau khi mệnh tinh thái M viên mãn. Xem ra sau này mệnh tinh thái dương của hắn cũng sẽ xuất hiện lực lượng này. Hai mệnh tinh một âm một dương có thể hấp thu hao loại lực lượng cực hạn. Có thể đến nơi này cũng là cơ duyên của hắn, không ai ngờ được, mệnh tinh thái M của hắn có thể hấp thu cắn nuốt luyện hóa hàn khí của yêu thú, chuyển hóa thành lực lượng thái M cho chính mình. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa lực lượng thái M và chân khí trong cơ thể cũng không xảy ra xung đột. Chỉ cần một suy nghĩ, hắn có thể khuếch tán lực lượng thái M ra toàn thân, cũng có thể dùng một suy nghĩ để thu vào trong mệnh tinh thái M. Tương đương nhiều thêm một loại lực lượng cao cấp hơn chân khí. Hơn nữa chờ sau khi mệnh tinh thái dương viên mãn, hắn sẽ có được loại lực lượng thứ ba. Còn có sau khi vượt qua thiên kiếp, chân khí trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên, đến lúc đó trong cơ thể hắn sẽ có được ba loại lực lượng cường đại. Chỉ cần vận chuyển lực lượng thái M lên thân kiếm đồ long, uy lực của kiếm đồ long sẽ tăng lên gấp đôi. Mặc dù lực lượng tăng lên, tu vi của hắn không tăng, nhưng thực lực của hắn đã thật sự tăng lên. Nhưng Dương Bách Xuyên biết trong thái hoang có sự hạn chế của pháp tắc, cảnh giới cấp bậc của hắn sẽ không tăng lên, chỉ có thể giữ nguyên ở giai đoạn độ kiếp sơ kỳ. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn hấp thu lực lượng thiên địa, tích lũy linh khí vào trong cơ thể, chờ sau khi rời khỏi đây. Có căn cơ cường đại, cơ hội vượt qua đại thiên kiếp của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa sau khi vượt qua thiên kiếp, nói không chừng cảnh giới tu vi của hắn có thể tăng vượt cấp. Lần này đi vào trong thiên yêu hành cung, hắn thu hoạch được rất lớn, đầu tiên là luyện hóa hấp thu yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng Vương, không chỉ giúp nguyên thần lớn mạnh, còn có thể thần thông thiên ưng Kim Sí. Bây giờ là U Đô Chi Môn cắn nuốt giao long hàn khí, có được lực lượng vượt xa chân khí. Còn có lực lượng phát ra của kiếm đồ long, cũng có được cỏ giao long và bảo vật cấp bậc huyết tinh, chuyến đi này Dương Bách Xuyên thu hoạch được rất nhiều. Hơn nữa hắn mới chỉ đi qua hai hành cung, phía sau còn năm hành cung lớn khác. Tất nhiên không phải hành cung nào hắn cũng có thu hoạch, dù vậy hắn cũng đã rất thỏa mãn, mấy hành cung tiếp theo thì thuận theo tự nhiên thôi. Có lợi, tất nhiên tệ cũng không nhỏ, một lúc đắc tội năm thánh địa lớn, thậm chí suýt chút nữa xử lý tất cả người của năm thánh địa lớn. Dương Bách Xuyên biết sau khi hắn rời khỏi đây sẽ có vô số rắc rối, giết nhiều người của nắm thánh địa lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nhưng không sao cả, nghiêm khắc mà nói người của nắm thánh địa lớn muốn giết hắn, không lẽ bảo hắn không phản kháng. Chuyện sau khi rời khỏi đây thì nói sau, trước tiên cứ xử lý tốt hành trình thiên yêu hành cung đã. Không phải hắn không động tâm với bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Đang nghĩ đến đây. Lục Yên Chi lên tiếng, Dương đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Có muốn đi vào hành cung tiếp theo không? Từ từ đã, nữ tử hoa mai kia quá xảo trá, ai biết nàng ta có thể đánh lén chúng ta ở hành cung tiếp theo hay không, chờ đám người mộ trường phong đến rồi cùng nhau đi vào hành cung tiếp theo. Dù sao đám người mộ trường phong cũng đã đến một lần, có kinh nghiệm đối phó, chúng ta hoàn toàn không biết hành cung tiếp theo có cái gì. Dương Bách Xuyên nói xong nhìn bốn phía xung quanh. Không gian rất lớn, tất cả đều là sơn động, ai biết tiếp theo kẻ địch có xuất hiện hay không, Lưu Giật Trần là một trong những người đã chạy thoát. Đám đệ tử thánh địa những chuyện khác không dành, nhưng âm mưu đánh lén bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối là người lành nghề. Chủ nhân, ta đạt được một ít huyết tinh thạch, rất có ích cho tu luyện, để lại cho ngươi mấy viên. Lúc này thú ngũ hành nói tiếng người, đưa cho Dương Bách Xuyên 5 viên huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch do hắn ta cướp đoạt được ở tế đàn. Lúc đó Dương Bách Xuyên không tham gia cướp đoạt huyết tinh, chỉ có hắn ta và Lục Yên Chi đi cướp được một ít. Ta cũng có, Lục Yên Chi vung tay lên, lấy ra 9 viên huyết tinh thạch, đưa đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất ấm áp, rất cảm động với cách làm của thú ngũ hành và Lục Yên Chi, cười nói, trong huyết tinh có chứa lực lượng cường đại,
trợ giúp tăng lên tu vi với mọi sinh linh tu luyện, các người dùng đi, tăng lên lực lượng tu vi của bản thân cũng là đang tăng lên thực lực của chúng ta trong Thiên Yêu Hành Cung này. Chồn nhỏ đã cho ta huyết tinh, các người cứ giữ lại dùng đi vừa luyện hóa, tu vi tăng lên chúng ta sẽ có thể một phần an toàn. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi cũng không chối từ, bọn họ cũng thật sự yêu cầu huyết tinh để tăng tu vi. Dương Bách Xuyên không có khả năng chỉ lo cho bản thân không quan tâm sống chết của người bên cạnh, hắn không phải người ích kỷ. Chỉ có Đả Tiên Thạch yếu ớt lên tiếng, chủ nhân, ta không có huyết tinh. Ngươi là đồ lười, không biết thứ tốt, ngươi không dùng không biết cướp đoạt một ít cho chủ nhân sao? Thú Ngũ Hành mắng. Lúc đó ta đang hộ pháp cho chủ nhân. Lý do Lý Chấu. Thú Ngũ Hành và Đả Tiên Thạch đấu võ mồm. Dương Bách Xuyên cười khổ, nói, được rồi, đừng mắng cục đá, công lao của nó không nhỏ, chủ yếu trong người cục đá bị thương, trở về tìm bảo vật kim loại chữa trị bản thể cho cục đá. Đả Tiên Thạch ảnh hưởng rất lớn đến Dương Bách Xuyên, rõ ràng bản thể có vết rách, nhưng vẫn xông lên lúc Dương Bách Xuyên yêu cầu. Cũng biết nếu bản thể của Đả Tiên Thạch không có vết nứt, chắc chắn rất mạnh, đáng tiếc vết thương không phục hồi lại. Chủ yếu là Đả Tiên Thạch yêu cầu bảo vật kim loại bổ sung dinh dưỡng, mấy thứ như đan dược linh dược không hề có tác dụng. Đả Tiên Thạch nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, vui vẻ nhảy nhót. Tỏ vẻ chắc chắn sẽ cố gắng lập công, sẽ không để Thú Ngũ Hành xem thường. Dương Đạo Hữu. Trong lúc mấy người Dương Bách Xuyên đang nói chuyện, một tiếng gọi vang lên. Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, phát hiện là Khương Thế Long, còn có Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô. Hiện tại hai người này là những người duy nhất chưa bị tổn hại thực lực trong chín thánh địa lớn, nói thật Dương Bách Xuyên vẫn có chút kiêng kỵ. Đặc biệt là người của U Linh Chi Đô thần bí. Từ xa đã nhìn thấy Khương Thế Long chào hỏi, Dương Bách Xuyên cũng không phải người không có lễ phép, đắc tội năm thánh địa lớn, lúc này Dương Bách Xuyên cũng muốn kết giao một hai người, mỉm cười chào hỏi Khương Thế Long. Khương Đạo Hữu, Minh Đạo Hữu, Dương huynh đệ, người thật sự làm ta lau mắt nhìn. Quả nhiên là nhân trung long phượng, người đầu tiên rời khỏi linh trì, chúng ta bị lạc đường ở bên trong, suýt nữa không ra được, Khương Thế Long cười nói. Dương Bách Xuyên cười nói, thông tiên cung Mai Hoa tiên tử đã mang theo người đi vào trong hành cung tiếp theo, ta cũng vừa mới đến đây. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Khương Thế Long như cười như không kéo dài giọng ồ một tiếng. Còn Minh Du Nhiên thì liếc nhìn Dương Bách Xuyên, chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói cho Khương Thế Long và Minh Du Nhiên biết hắn vừa mới đại chiến với Mai Hoa tiên tử, còn chém giết mấy đệ tử của Thông Thiên Cung. Lúc này, Khương Thế Long nhìn thi thể của mấy đệ tử Thông Thiên Cung trên mặt đất, chép miệng nói, xem ra con dao long trong linh chỉ quá mạnh, đã có mấy đệ tử Thông Thiên Cung mất mạng, chúng ta phải cẩn thận mới được. Dương huynh đệ nói xem có đúng không? Dương Bách Xuyên nghe Khương Thế Long nói vậy thì cảm thấy người này hơi kỳ lạ. Rất có thể là lúc nãy hắn đánh nhau với đám người Mai Hoa tiên tử, tên này và Minh Du Nhiên đã nhìn thấy tất cả nhưng ẩn nấp không xuất hiện. Lúc này nhìn thi thể của đệ tử Thông Thiên Cung trên mặt đất, hắn ta lại nói là giao long trong linh chỉ quá mạnh chứ không hỏi Dương Bách Xuyên xem đã xảy ra chuyện gì, có thể nói là một người thông minh. Nhưng cho dù hắn ta và Minh Du Nhiên hỏi, Dương Bách Xuyên cũng không thừa nhận. Hắn gật đầu, mỉm cười với Khương Thế Long, đúng là phải cẩn thận chút. Nói xong Dương Bách Xuyên lơ đãng nhìn ánh mắt của Khương Thế Long, nhưng lại nhìn thấy đối phương nghiêm túc gật đầu, sau đó nói, vậy thì chi bằng Dương Đạo Hữu hợp tác với ba nhà chúng ta xông ra khỏi hành cung này, ngươi thấy sao? Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc về lời đề nghị của Khương Thế Long. Hắn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Khương Thế Long không phải là đang nhạo báng, nhưng hiện giờ hắn vô cùng cảnh giác với đám đệ tử thánh địa này, đương nhiên không muốn qua lại với bọn họ. Hắn mỉm cười đáp. Cảm ơn ý tốt của Khương huynh, nhưng ta đã hẹn với Mộ Trường Phong là sẽ đợi hắn và Hiên Viên Linh Hề. Tất nhiên Dương Bách Xuyên tin tưởng Mộ Trường Phong hơn là những người khác. Ánh mắt Minh Du Nhiên không giấu được vẻ thất vọng. Khương Thế Long mở lời là do nàng gợi ý, thế nhưng Dương Bách Xuyên lại từ chối. Sau đó, Minh Du Nhiên dẫn người rời khỏi linh trì, Khương Thế Long theo sát phía sau. Sau khi người của hai phe đi hết, Dương Bách Xuyên thở phào một hơi. Trước mắt hắn thật sự không muốn qua lại với đám đệ tử thánh địa này. Hắn nhìn Khương Thế Long và Minh Du Nhiên rời đi, trong lòng không còn lo lắng, tiếp tục chờ Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề tới. Khi đi vào sơn động,
hắn cố ý đi hấp thụ và luyện hóa tiểu yêu thú, thế rồi mất liên lạc với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề từ lúc nào chẳng hay. Đến bây giờ bùa truyền tin vẫn chưa có tin tức gửi tới, hẳn là bọn họ đã đi xa. Nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng cuối cùng Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề sẽ đến đây, bởi vì nơi này là điểm cuối, hơn nữa bọn họ đã từng tới. Thời gian tiếp theo, nhóm Dương Bách Xuyên vừa chờ đợi vừa tu luyện ở Linh Trì, Dương Bách Xuyên kiểm tra vết thương cho con trồn, thấy không có gì đáng ngại. Khả năng hồi phục của nó cũng kinh người, một ngày sau đã khỏi. Hắn thả nó ra ngoài không gian bình càn khôn, đòi được 3 cây cỏ dao long trong miệng nó rồi cất giữ cẩn thận, dự định bớt chút thời gian để luyện chế đan độ kiếp. 3 cây cỏ dao long chắc chắn luyện chế được 3 lò đan dược, cũng đủ cho hắn và Lục Yên Chi dùng. Đan dược còn thừa thì giữ lại, đó đều là đồ giá trị cao có thể đổi lấy thiên tài địa bảo khác. Lục Yên Chi và thú ngũ hành đã luyện hóa huyết tinh và tu luyện. Ngày thứ 3, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề một trước một sau tới Linh Trì. Sau khi hai bên gặp nhau, Dương Bách Xuyên và Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề không giấu giếm gì, kể hết mọi chuyện đã gặp trong mấy ngày qua. Lúc Dương Bách Xuyên nói hắn đã chém giết Mộc Ngưng Hiên núi Thiên Kiếm và đệ tử của Bách Luyện Sơn Trang, còn đại chiến với Mai Hoa Tiên Tử, chém giết đệ tử của Thông Tiên Cung, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề gần như hóa đá. Chưa kể đám đệ tử thánh địa này đều không phải đèn cạn dầu. Sao có thể chém giết dễ dàng như vậy? Không nói đến những người khác, chỉ riêng Mộc Ngưng Hiên đã không dễ đối phó. Mộ Trường Phong đấu với Mộc Ngưng Hiên cũng chỉ ngang tài ngang sức, nhưng Mộc Ngưng Hiên lại bị vị sư tổ này giết chết. Chuyện này, quá chấn động. Tính ra thì vị sư tổ trẻ tuổi này đã đắc tội với 5 thánh địa lớn. Tu chân giới có tổng cộng 9 thánh địa lớn, vị sư tổ trẻ tuổi này đã đắc tội hơn một nửa. Xem như Mộ Trường Phong đã nhìn ra thực lực và thủ đoạn của vị sư tổ này không thể khinh thường, không hổ là sư tổ. Tuy nhiên, bản lĩnh gây họa cũng không nhỏ. Mặc dù hiện tại có vẻ như Dương Bách Xuyên rất có bản lĩnh, nhưng Mộ Trường Phong không cho rằng sau khi Dương Bách Xuyên rời khỏi đây vẫn có thể đối đầu với 5 thánh địa lớn. Đừng nói là 5 thánh địa lớn, ngay cả một thánh địa trong số đó Dương Bách Xuyên cũng không đối phó được. Mộ Trường Phong biết rõ 9 thánh địa lớn đều hùng mạnh cỡ nào. Mộ Trường Phong cười khổ trong lòng, y biết rằng đến khi chuyến đi hành cung thiên yêu kết thúc, mình phải rời đi trước mới được, phải báo cho thánh chủ biết vị sư tổ trẻ tuổi này đã gây họa để cho thánh thủ giải quyết. Nếu không, vị sư tổ trẻ tuổi này chỉ có đường chết. Sau khi gặp nhau, mấy người cũng bước vào trận pháp truyền tống ở Linh Trì. Trung Quy vẫn phải tiếp tục xông vào một hành cung mới được. Mộ Trường Phong vừa đi vừa giới thiệu cặn kẽ về lịch sử và tình hình của 9 thánh địa lớn cho Dương Bách Xuyên. Y biết mình cần phải làm cho vị sư tổ này kiềm chế tính tình một chút, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Một khi 5 thánh địa lớn thật sự bắt tay hợp tác thì ngay cả Trường Sinh Điện cũng không phải là đối thủ. Hiện tại Mộ Trường Phong vô cùng nhức đầu về sư tổ Dương Bách Xuyên. Y quyết định từ giờ trở đi nhất định phải theo sát vị sư tổ này kẻo hắn lại gây họa. May mà vị sư tổ này vẫn chưa đắc tội thánh địa Đao Chủng và U Linh Chi Đô. Nếu không các thế lực này cùng đứng về một phe thì ở trong hành cung cũng rất nguy hiểm chứ đừng nói chi đến bên ngoài. Người khác không biết, nhưng Mộ Trường Phong biết rõ thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử của thông tiên cung có uy lực nhường nào. Ngoài ra còn có U Linh Chi Đô thần bí cũng là thế lực không dễ đối phó. Nếu không đi theo Dương Bách Xuyên. Mộ Trường Phong thật sự sợ hắn sẽ đắc tội với U Linh Chi Đô và Thánh Địa Đao Chủng, như vậy sẽ đắc tội hết lượt, không chừng Dương Bách Xuyên sẽ bị sát hại tập thể, y chẳng có cách nào cứu được vị sư tổ trẻ tuổi này. Đoàn người bước vào trận pháp truyền tống ở Linh Trì, chớp mắt đã đến một tế đàn, trước mắt là rừng rậm nguyên thủy mênh mông vô bờ. Nơi này là hành cung của Thiên Cơ Tinh Bạch Hổ Thiên Yêu Vương. Theo lời của Mộ Trường Phong, hành cung của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương nằm trong rừng rậm ở trung tâm không gian này, cũng có thể nói cả thế giới nhỏ nơi này đều là rừng rậm bạt ngàn. Trung tâm rừng rậm có một cái cây cao dập trời, mọc ra từ máu thịt của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương, là một cây cổ đằng. Chỗ đó cũng là vị trí của trận pháp truyền tống đến hành cung tiếp theo. Mộ Trường Phong nói, sư tổ, nơi đây là rừng nguyên thủy với cổ thụ che trời. Không giống những nơi khác, nơi này có quá nhiều yêu thú hoang dã rất mạnh. Không dễ đến gần, cần phải chém giết xông qua. Xong, có một điểm kỳ lạ xin sư tổ ghi nhớ. Có lẽ yêu thú ở đây chịu ảnh hưởng của sức mạnh tinh huyết của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương,
từ đó sinh ra yêu thú dị biến không có trí tuệ, tất cả đều là hung thú. Một khi ra tay thì phải giết chết, nếu không chúng sẽ tấn công mạnh mẽ. Còn nữa, sau khi đến chỗ cổ đằng, hoặc phải gọi là cây hổ đằng, sư tổ tuyệt đối không được chạm vào hoa trên cây. Cây đó là tinh huyết của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương Thành Tinh, không biết đã dựng dục bao nhiêu năm rồi. Hoa có màu trắng sữa, nở mãi không tàn. Một bông hoa rơi xuống đất sẽ biến thành một con yêu thú Bạch Hổ có thực lực đại thừa, rất khó đối phó. Mấy lần trước chúng ta đến đây đều có rất nhiều đệ tử chết vì hoa cổ đằng. Nhưng không chạm vào thì không sao. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng vẫn có nghi vấn, nếu hoa cổ đằng nguy hiểm thì tại sao các ngươi còn phải chạm vào, dẫn đến đệ tử mất mạng. Hắn nghĩ nhất định là hoa cổ đằng có gì đó không bình thường. Mộ Trường Phong nhìn Dương Bách Xuyên, do dự giây lát, cuối cùng vẫn nói ra, thật ra hoa cổ đằng kia là một loại thiên tài địa bảo, chứa đựng linh lực hệ mộc vô cùng cường đại. Linh thực chứa trong một bông hoa có thể giúp một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ tăng thêm thực lực bằng trăm năm khổ tu. Tuy nhiên, một khi chạm vào hoa cổ đằng, nó sẽ biến thành thú yêu hồn Bạch Hổ có thực lực tương đương tu sĩ đại thừa. Vì vậy, không có thực lực mạnh thì sẽ chết, ta không kiến nghị sư tổ động vào. Có rất nhiều thiên tài địa bảo, không cần phải động vào hoa cổ đằng. Dương Bách Xuyên đã hiểu, lúc trước hắn còn hỏi Mộ Trường Phong xem thiên cơ tinh Bạch Hổ Thiên Yêu Vương có bảo vật gì. Các hành cung khác đều có bảo vật, vậy thì thiên cơ tinh Bạch Hổ Thiên Yêu Vương cũng có mới đúng. Mộ Trường Phong không nói, thì ra là hoa cổ đằng, nhưng hoa cổ đằng là cơ duyên nhưng cũng rất nguy hiểm. Thiết nghĩ nơi này thật kỳ lạ. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, sẽ không chạm vào hoa cổ đằng. Đoàn người đi xuống tế đàn, tiến vào rừng rậm. Theo Mộ Trường Phong nói, rừng rậm nơi này có rất nhiều yêu thú không có trí tuệ, đều là động vật hung ác và mạnh mẽ. Vì vậy Dương Bách Xuyên rất cẩn thận, đặt con trồn lên vai trói chặt và sợ nó gây họa. Nhưng lần này con trồn không gây họa, mà là họa từ trên trời rơi xuống. Sau khi bọn họ bước vào rừng rậm, bụi cỏ lay động rất mạnh. Tiếp đó, từng tiếng kêu chút chít lảnh lót vang lên. Mới nghe thì thấy giống tiếng trồn, nhưng khác ở chỗ tiếng kêu này rất chói tai. Hơn nữa, dường như có rất nhiều. Cả bụi cỏ đều lay động. Ban đầu chỉ một khoảng nhỏ, nháy mắt đã là cả một vùng lớn. Dừng lại, phòng bị. Mộ Trường Phong ra tay đầu tiên, chân nguyên hội tụ trong tay, phù văn lóe lên, y cảnh giác nhìn bụi cỏ xung quanh lay động. Hiên Viên Linh Hề cũng dặn dò các đệ tử xung quanh chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người đều căng thẳng, vô cùng nghiêm túc. Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, không cho là đúng. Hắn cảm thấy Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề quá căng thẳng thì phải. Tuy nhiên, trong lúc hắn nảy ra ý nghĩ này, bụi cỏ xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Vừa rồi còn là bầu không khí thần hồn nát thần tính, một giây sau đã trở nên yên tĩnh khiến người ta không kịp thích ứng. Sau khoảng chừng 10 hơi thở, bỗng nhiên một tiếng chít. Kéo dài vang lên, tựa như mang theo lực xuyên thấu của sóng âm cường đại vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, một tia sáng màu tím lóe lên như tia chớp, xông thẳng tới một đệ tử của Trường Sinh Điện. Tốc độ cực nhanh, hệt như một tia chớp màu tím xé toang không khí. Phập! Á! Đệ tử này trở tay không kịp, kêu gào thảm thiết. Tiếp đó, máu văng tung tóe. Tia sáng tím này xuyên thủng vai, để lại một lỗ máu đầm đìa trên người đệ tử Trường Sinh Điện. Mộ Trường Phong lập tức hừ lạnh, ra tay nhanh như chớp, đánh mạnh vào miệng vết thương của đệ tử này. Trong tay y hiện ra phù văn, sau đó tiếng chít ngưng bặt. Khi Mộ Trường Phong thu tay, trong tay y có thêm một con yêu thú màu tím rất giống chuột trù, to bằng nắm tay. Lông toàn thân nhẵn mịn, tỏa ra ánh sáng tím trông rất đẹp. Nhưng nó đã bị Mộ Trường Phong bóp chết. Lúc này ai nấy đều căng thẳng, không ai là kẻ yếu cả. Vừa rồi thực lực mà con yêu thú chuột trù màu tím này bộc phát ra có thể xuyên thủng vai của đệ tử Trường Sinh Điện, chứng tỏ một con yêu thú nhỏ có thực lực tương đương độ kiếp. Tuy nó không phát ra yêu lực cường đại gì, nhưng chỉ một kích cũng đủ chứng minh tất cả. Nếu chỉ một con thì đơn giản. Nhưng hồi nãy bụi cỏ xung quanh đều lay động rất mạnh, mọi người bất giác sởn da gà. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng nghiêm mặt, một con chuột tím rất dễ giải quyết, không có gì to tát. Nhưng nếu là một đàn thì sao? Lúc này sắc mặt mọi người đều thay đổi. Là chuột yêu tử kim, lực xuyên thủng kinh người, là yêu thú quần cư. Mọi người đứng sát vào nhau, kết thành trận, nhanh chóng tiến về phía trước.
chỉ cần chạy ra khỏi địa bàn của chuột yêu tử kim là có thể giải trừ nguy hiểm, tuyệt đối không được dừng lại. Một khi bị đàn chuột quấn lấy thì sẽ bị gặm thành vụn xương. Chạy mau! Mộ Trường Phong biến sắc, vừa hét to vừa chạy thẳng về phía trước. Phù văn trong tay Mộ Trường Phong phát sáng, y đã chuẩn bị sẵn sàng chém giết mở đường. Bốn đệ tử của Trường Sinh Điện theo sát phía sau. Ba đệ tử không bị thương vây sư đệ bị thương ở giữa, trông rất đoàn kết. Dương Bách Xuyên thầm gật đầu khen ngợi điểm này. Hiên Viên Linh Hề cũng dẫn theo đệ tử của Hoàng Triều Hiên Viên đi theo bên cạnh Mộ Trường Phong. Ai nấy đều vận chuyển chân nguyên toàn thân, sẵn sàng đối phó với tình huống đột xuất bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, che chở bên cạnh Lục Yên Chi. Lúc này hắn cũng không dám lơ là. Đoàn người vừa di chuyển, xung quanh xuất hiện từng tia sáng tím, chính là chuột yêu tử kim lao tới tấn công bọn họ như tên bắn. Ước chừng khoảng hơn 1000 con. Chúng nó là bầy đàn, mọi người không được dừng lại, hãy xông ra ngoài. Các sư đệ biến ra pháp tướng, bảo vệ mọi người. Mộ Trường Phong hô to, toàn thân phát ra ánh sáng vàng, cơ thể nhanh chóng biến to, chớp mắt đã hóa thành một pháp tướng cao gần 60 mét. Ầm ầm ầm. Kế tiếp là bốn đệ tử Trường Sinh Điện cũng biến ra pháp tướng, nhưng pháp tướng của họ giống Dương Bách Xuyên, chỉ cao 30 mét. Chỉ có Mộ Trường Phong là pháp tướng cao tới 60 mét. Sau khi năm người biến ra pháp tướng liền tản ra, bảo vệ mọi người ở giữa, tạo thành một lồng ánh sáng phòng ngự. Sau đó, từng con chuột yêu tử kim lao tới tông vào pháp tướng của năm người Mộ Trường Phong và lồng phòng ngự ánh sáng. Bộp, bộp, bộp. Chuỗi âm thanh và đập nghe như tiếng mưa đá rơi xuống mái ngói vang lên. May mà không phá vỡ phòng ngự. Lúc này, thần thông Trường Sinh Chí Tôn của Trường Sinh Điện phát huy ưu thế cực lớn, ngăn chặn vô số đợt tấn công của chuột yêu tử kim. Năm người Mộ Trường Phong giống như năm chiến thần khổng lồ, toàn thân phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, từng đạo phù văn lưu chuyển bên ngoài, thần thánh uy nghiêm, bảo vệ mọi người ở giữa. Kế tiếp, mọi người lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần ra khỏi địa bàn của chuột yêu tử kim là chúng sẽ không tấn công bọn họ nữa. Yêu thú ở bất cứ đâu cũng có khu vực địa bàn riêng, kẻ nào xông vào ắt sẽ bị tấn công. Dương Bách Xuyên nhìn pháp tướng của năm người Mộ Trường Phong, cảm thấy rất thân thiết, bởi vì cùng là nhất mạch truyền thừa thần thông thập nhị chí tôn mà hắn tu luyện. Điểm khác nhau là Dương Bách Xuyên biết nó có tên thần thông thập nhị chí tôn, còn Trường Sinh Điện gọi là thần thông Trường Sinh Chí Tôn, không biết thập nhị chí tôn là thần thông gốc. Thần thông Trường Sinh Chí Tôn là diễn hóa ra. Tên họ Dương nào đó biết rằng ngoại trừ đám Mộ Trường Phong, ở đây chỉ có hắn hiểu rõ thần thông này nhất. Thậm chí có thể nói hắn còn hiểu hơn đám Mộ Trường Phong, bởi vì thần thông hắn tu luyện là thân truyền của sư phụ Vân Thiên Tà, còn là thần thông thập nhị chí tôn hoàn chỉnh nhất. Ngay cả đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu sư tỷ chưa từng gặp mặt cũng không có thần thông hoàn chỉnh. Sư phụ từng nói thần thông thập nhị chí tôn mà mấy vị sư huynh sư tỷ tu luyện cũng chỉ đến tầng thứ 11 mà thôi. Đương nhiên hiện tại Dương Bách Xuyên mới chỉ tu luyện đến tầng thứ 2, phía sau còn có 10 tầng chưa tu luyện. Vì vậy Dương Bách Xuyên biết rõ tình trạng của 5 người Mộ Trường Phong. Trông thì cực kỳ oai phong đấy, nhưng thật ra tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Vô số chuột yêu tử kim không ngừng công kích. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ pháp tướng của năm người Mộ Trường Phong đã từ từ suy yếu. Cứ cái đà này thì sớm muộn gì chuột yêu tử kim cũng phá vỡ pháp tướng và phòng ngự của năm người. Hơn nữa, bọn họ không chỉ phòng ngự, mà còn phải vừa chạy vừa tấn công chuột yêu tử kim. Nếu không tấn công thì sẽ càng lúc càng nhiều. Do đó, năm người họ không chống đỡ được bao lâu nữa. Dương Bách Xuyên đã nhìn ra điều này, mà năm người Mộ Trường Phong cũng biết. Năm người Mộ Trường Phong hóa thành pháp tướng khổng lồ, mỗi bước xa 10 mét, vung tay tung ra nắm đấm to bằng cối xay, một đống chuột yêu màu tím bị đập chết. Trông rất oai, nhưng hao tổn rất nhiều chân nguyên. Mỗi kích tung ra đều tiêu hao lượng lớn chân nguyên và sức mạnh thần hồn. Khoảng 10 phút sau, Dương Bách Xuyên phát hiện tốc độ của năm người đã chậm lại, hắn cũng nhìn ra trận pháp bọn họ tạo thành đã xuất hiện kẽ hở. Tên họ Dương nào đó biết mình cần phải ra tay. Nếu hắn còn không ra tay thì phòng ngự do 5 người họ tạo ra sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, mọi người phải đối mặt với sự tấn công của gần 1 vạn con chuột yêu tử kim, chắc chắn sẽ có người bị thương nặng. Người của Trường Sinh Điện có pháp tướng mạnh mẽ, đệ tử của Hoàng Triều Hiên Viên không có, Lục Yên Chi cũng không có. Dương Bách Xuyên không muốn những người ở đây mất mạng.
Vì vậy, hắn không thi triển pháp tướng ngay từ lúc bắt đầu, thật ra là đang quan sát năm người Mộ Trường Phong phối hợp với nhau kết trận pháp. Thấy pháp tướng của Mộ Trường Phong cao 60 mét, hắn nghĩ xem mình có thể tăng chiều cao một chút hay không. Tốt xấu gì hắn cũng là sư tổ, không thể mất mặt trước đệ tử Trường Sinh Điện được, biến ra pháp tướng cao 30 mét thì chẳng khác gì đệ tử Trường Sinh Điện. Hơn nữa, sau khi tu luyện thần thông thập nhị chí tôn, pháp tướng của hắn vẫn luôn cao 30 mét, hắn cũng cảm thấy không bình thường. Bây giờ quan sát pháp tướng của Mộ Trường Phong, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã biết tại sao pháp tướng của mình không thể cao lên, đó là bởi vì cần sức mạnh thần hồn dẫn dắt. Hiện tại nguyên thần của hắn đã lớn hơn một vòng sau khi hấp thụ và luyện hóa yêu hồn châu của Thiên Ưng Vương Kim Xí, sức mạnh thần hồn cường đại hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Hắn nghĩ lúc này thi triển pháp tướng có thể cao hơn rất nhiều. Trong tình huống này, khi đối phó với chuột yêu tử kim, pháp tướng càng cao lớn mạnh mẽ thì càng chiếm ưu thế. Hơn nữa, hắn có thể dung hợp vào trận pháp của 5 người Mộ Trường Phong, tạo thành lục mang tinh thần trận, giúp nâng cao uy lực của trận pháp, đồng thời giảm bớt áp lực cho 5 người Mộ Trường Phong. Mắt thấy 5 người Mộ Trường Phong đã trở nên chầy chật, Dương Bách Xuyên lập tức hành động, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, phù văn cổ xưa lưu chuyển trên người, cơ thể dâng cao. Thoáng cái pháp tướng của Dương Bách Xuyên đã cao đến 100 mét, gấp đôi Mộ Trường Phong. Pháp tướng đạt tới chiều cao 100 mét, gấp đôi so với trước kia, điều này khiến cho ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng ngạc nhiên, vốn nghĩ pháp tướng có thể cao bằng Mộ Trường Phong là được rồi, không nghĩ lại cao tới 100 mét. Dương Bách Xuyên nhớ lão đầu từng nói, pháp tướng càng cao thì uy lực càng mạnh, khi luyện tới cuối cùng, pháp tướng đạt 100.000 trượng cũng là điều bình thường. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rõ, hiện tại hắn có thể đạt đới 100 mét đã là không tệ rồi. Nhưng sau khi pháp tượng của Dương Bách Xuyên hình thành, nó lập tức sáp nhập vào trận pháp 5 người Mộ Trường Phong, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Về bản chất, thần thông bản lĩnh của mọi người đều là nhất mạch tương truyền, nhanh chóng hợp lại mà không phát sinh thay đổi cũng có thể hiểu. Hơn nữa, pháp tướng của Dương Bách Xuyên giúp trận pháp 5 người Mộ Trường Phong nhanh chóng ổn định, lớp phòng ngự ngôi sao 6 cánh càng mạnh mẽ hơn. Mộ Trường Phong cũng rất khiếp sợ với Dương Bách Xuyên. Vốn dĩ y mang theo 4 đệ tử Điện Trường Sinh làm thành trận pháp phòng ngự nhanh chóng tiến về phía trước, mọi người đều làm tốt lớp bảo vệ, thế nhưng vận hành pháp tướng và trận pháp cần một lượng chân nguyên rất lớn để chống đỡ, cực kỳ lãng phí pháp lực thần hồn. Cộng thêm chuột yêu tử kim không ngừng tấn công khiến 5 người bọn họ dần cảm thấy khó khăn, bọn họ biết lát nữa trận pháp phòng ngự này sẽ bị chuột yêu tử kim công phá, tới khi đó mọi người phải cùng nhau chiến đấu. Mộ Trường Phong đang định nhắc nhở những người khác làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, y đột nhiên chú ý tới phía sau sư tổ Dương Bách tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thân là đệ tử tinh anh của Điện Trường Sinh, Mộ Trường Phong quá quen thuộc với ánh sáng phù văn sau lưng sư tổ mình đại biểu cho cái gì, chính là pháp tượng. Mộ Trường Phong thấy vậy thì cực kỳ vui vẻ, y cũng không ngạc nhiên với việc Dương Bách Xuyên thi triển pháp tượng, bởi vì lúc trước y cũng từng thấy. Vừa rồi khi 5 đệ tử Điện Trường Sinh bọn họ thi triển pháp tượng, y cũng không tiện để Dương Bách Xuyên gia nhập vào. Lúc này, Dương Bách Xuyên chủ động thi triển pháp tượng sẽ giúp bọn họ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa còn có thể tăng cường phòng ngự, giảm bớt thương vong, không chừng còn có thể xông ra, rời khỏi địa bàn của chuột yêu tử kim, lúc đó nó sẽ không tấn công họ nữa. Chỉ là, Mộ Trường Phong không ngờ, pháp tượng của Dương Bách Xuyên sau khi hình thành lại cao tới 100 mét. Trong mắt của Mộ Trường Phong, chỉ có đại trưởng lão Điện Trường Sinh mới có thể đạt được độ cao như vậy. Các đại trưởng lão của Điện Trường Sinh đều là cảnh giới phi thăng hoặc là địa tiên tam chuyển. Nhưng Dương Bách Xuyên hiện tại, nhìn thế nào cũng chỉ mới độ kiếp sơ kỳ mà thôi, quả đúng là khiến Mộ Trường Sinh khiếp sợ. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại thi triển ra pháp tượng cao 100 mét. Pháp tượng của Dương Bách Xuyên cũng chấn động tới những người khác, bọn họ nhìn Dương Bách Xuyên giống như cây cổ cụ che trời. Ai nấy đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Ngược lại, Dương Bách Xuyên cũng không để ý tới những người khác, sau khi vận công pháp lực gia tăng lớp phòng ngự, hắn ra hiệu cho mấy người Mộ Trường Phong tiếp tục mở đường. Đoàn người cũng không dừng lại, tiếp tục đuổi giết chuột yêu tử kim đang điên cuồng xông về phía bọn họ. Sau khi pháp tướng của Dương Bách Xuyên được thi triển, bàn tay to lớn chộp về phía chuột yêu tử kim, phù văn trong lòng bàn tay xoay tròn, hình thành một khối lớn. Dương Bách Xuyên thô bạo trực tiếp bóp, ngay lập tức, một hồi tiếng kêu vang lên, chết vô số. Vốn dĩ, mục đích của Dương Bách Xuyên chính là giết chết chuột yêu tử kim,
nhưng sau khi bóp nát thì lòng bàn tay lại bộc phát ra yêu lực cường lại. Ồ! Dương Bách Xuyên có chút kỳ quái, hắn xuất hiện lòng bàn tay xuất hiện từng viên yêu đan màu tím, nhỏ như hạt đậu, khoảng chừng hơn 10 viên. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới phản ứng kịp, hóa ra đám chuột yêu này cũng không phải vô dụng, trong cơ thể lại có yêu đan, vừa rồi hắn bóp chết nhiều như vậy nhưng trong tay chỉ còn hơn 10 viên, bên trong đều cất chứa năng lượng rất thuần khiết. Đây là tất cả những gì Dương Bách Xuyên cần. Hắn không biết tử phủ của mình phải hấp thụ bao nhiêu linh khí của đất trời mới có thể đầy. Có nhiều chuột yêu tử kim như vậy, bọn chúng đều có yêu đan, sau khi xử lý được đám yêu thú này thì sẽ có thể lấy được rất nhiều yêu đan. Đối với những người khác, đám chuột yêu tử kim rất khó đối phó, nhưng Dương Bách Xuyên lại không hề quan tâm, với hắn mà nói thì càng nhiều càng tốt. Yêu đan của những yêu thú này có tác dụng rất lớn trong việc bổ sung năng lượng cho tử phủ. Sau đó, Dương Bách Xuyên vừa đi vừa bắt, bóp chặt yêu thú trong tay đã lấy được 10, 20 viên yêu đan. Nhưng lúc này, đám chuột tử kim tới quấn lấy bọn họ càng lúc càng nhiều, bắt đầu là mấy nghìn, sau đó lên mấy vạn, bây giờ đã đạt tới chục vạn chuột yêu, bọn họ càng giết thì càng thu hút chuột yêu tử kim tới, mùi máu tươi không ngừng kéo bọn chúng tới. Dương Bách Xuyên và đám người Mộ Trường Phong giết chúng cũng cảm thấy khó khăn. Dương Bách Xuyên không ngừng thu thập yêu đan, thế nên không tránh khỏi ảnh hưởng tới tốc độ. Nhưng hắn không muốn bỏ phí đống yêu đan này. Trong mắt hắn, mỗi một viên yêu đan màu tím kia đều là một phần năng lượng. Nhưng may mắn thay, có thêm Dương, sau khi hình thành mấy pháp thể bọn họ phòng ngự cực kỳ cường đại, không có người nào bị thương. Cũng chính pháp tượng mấy người họ đã làm cho mọi người cảm thấy bình an vô sự. Dương Bách Xuyên đối mặt với càng lúc càng nhiều chuột yêu tử kim, hắn vừa giết vừa thu yêu đan, cuối cùng lại có chút luống cuống tay chân. Hắn lo lắng liệu lát nữa mình có chống đỡ được không. Dù sao thì pháp lực của hắn cũng không phải vô hạn, chân khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng xói mòn. Đúng lúc này, giọng nói sư phụ Vân Thiên Tà vang lên bên tai, thằng nhóc thối. Con cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng mệt chết, nếu con muốn yêu đan của chuột yêu thì vi sư sẽ giúp một tay. Lão đầu đột nhiên lên tiếng khiến Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn vội vàng hỏi, lão đầu, người có cách gì không? Tử phủ của con cần rất nhiều năng lượng mới lấp đầy được chân khí, những yêu đan này rất tinh khiết mặc dù là yêu lực nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc con tu luyện, nhanh giúp con. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần lão đầu ra tay thì nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ngay sau đó, hắn nghe thấy lão đầu nói, thằng nhóc thối, cũng không thấy con lĩnh hội mà vi sư truyền cho, nếu như chăm chỉ lĩnh hội thì đương nhiên sẽ biết cách ứng phó với tình huống hiện tại. Vân Thiên Tà mắng xong rồi nói tiếp, chiêu thần thông thứ ba của thập nhị chí tôn chính là đấu chuyển chí tôn, có ẩn long quyền, ấn tinh di, ấn nhật nguyệt, tam ấn thần thông. Chiêu thứ nhất có lực hút rất mạnh, đây là thần thông vi sư quan sát từ một gã ma tôn tu luyện hút tinh đại pháp, sau đó cải tiến. Tu luyện thành, có thể di chuyển ngôi sao, mặt trăng mặt trời, hấp thụ lực lượng của chúng để sử dụng cho bản thân, nhưng với tu vi hiện tại của con thì hấp thụ lực lượng yêu đan của đám tiểu yêu này cũng đủ. Dương Bách Xuyên hết sức muộn phiền. Đấu chuyển chí tôn thần thông quan trọng nhất là hai chữ hấp thu, tu luyện mà thành, tu vi càng cao thì lực lượng con có thể hấp thu từ những sinh linh khác càng lớn, điều này tỷ lệ thuận với tu vi của con. Sau khi nói tới đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được. Trợn mắt ngắt lời, lão đầu chết tiệt, người nói không phải uống công rồi hay sao? Thập nhị chí tôn, tu luyện mỗi chiều đều vô cùng khó, tiêu tốn rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ tu luyện, bây giờ người bảo con tu luyện thế nào? Thằng nhóc vô sỉ, nếu vi sư đã nói như vậy thì đương nhiên sẽ giúp con một tay, dựa vào con. Quá phế, con còn có mặt mũi làm sư tổ đám đệ tử điện trường sinh, đúng là làm mất mặt vi sư. Nghe rõ đây. Đợi lát nữa vi sư sẽ vận hành pháp tướng, sau đó sẽ thi triển đấu chuyển chí tôn, con nhìn kỹ, cảm nhận, nhìn xem vi sư tu luyện, thi triển môn thần thông này như thế nào, có thể cảm ngộ được bao nhiêu thì phải dựa vào may mắn của con, vi sư chỉ biểu diễn một lần. Vân Thiên Tà nói chuyện với Dương Bách Xuyên đầy vẻ đầy ghét bỏ. Dương Bách Xuyên rất buồn bực lão đầu nhưng đáy lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Lúc trước, lão đầu đã nói sẽ không giúp hắn. Tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, nhưng hiện tại tới thời khắc mấu chốt, lão đầu vẫn sẽ nhảy ra, mặc dù ngoài miệng chửi mắng nhưng với hắn thì đây chính là một loại bảo vệ. Còn không phải sợ bản thân hắn chịu thiệt hay sao? Đương nhiên lão đầu mượn cớ,
sư tổ điện Trường Sinh như hắn sẽ mất mặt trước đám đệ tử. Lý do rất gượng ép nhưng lại đầu yêu thương. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rất rõ, từ trước tới giờ, lão đầu vẫn luôn rất quan tâm hắn, chỉ là hai thầy trò bọn họ đều không nói, ngoài miệng cũng không chịu thừa nhận mà thôi. Nghe lão đầu nói xong, Dương Bách Xuyên cũng dùng giọng điệu chán ghét đáp, rồi, người mau nhanh lên, chuột yêu tử kim ngày càng nhiều, còn sợ đám mộ Trường Sinh không chống cự được bao lâu nữa. Ồn ào! Vân Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cơ thể run lên, một cỡ thần hồn cường đại truyền tới. Ngay sau đó, pháp tượng của hắn tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Dương Bách Xuyên cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại xuất hiện trong cơ thể truyền khắp các kinh mạch, khiếu huyệt toàn thân được mở ra, luồng sức mạnh tỏa ra từ mỗi huyệt, tụ lại trong pháp tượng cao 100 mét, giữ những khiếu huyệt đều có liên hệ với nhau, như có một tấm lưới răng trên cơ thể. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng của lão đầu vang lên, ấn Long Quyển, ấn Tinh Di, ấn Nhật Nguyệt, đấu chuyển Tinh Di, chí tôn hợp lực, lên. Lão đầu hô lên từng câu từng chữ, trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện 3 phù văn, sự chuyển động của mỗi một phù văn đã làm cho chân khí, kinh mạch, khiếu huyệt trong cơ thể thay đổi vô cùng rõ ràng. Chiêu thứ 3 đấu chuyển chí tôn của thành công. Lúc này, lão đầu đã mượn pháp tượng của hắn để biểu diễn một lần, chiêu thần thông thứ 3 đấu chuyển chí tôn, cũng giải quyết được hoàn cảnh khó khăn trước mắt, mặc dù lão đầu nói chỉ thi triển một lần cho hắn tự lĩnh hội. Nhưng mỗi một chi tiết tỉ mỉ của chiêu thần thông này đều in sâu trong đầu hắn. Cứ như vậy, sau này hắn lĩnh hội chiêu thần thông thứ 3 đấu chuyển chí tôn, nỗ lực một nửa cũng sẽ đạt được kết quả gấp đôi. Lần này thi triển xong, Dương Bách Xuyên đoán, cho dù bản thân hắn không thi triển được tam ấn, nhưng một ấn thì hắn vẫn có thể đánh ra được. Với Dương Bách Xuyên mà nói, màn thi triển lần này của lão đầu rất quan trọng. Lão đầu còn thi triển ra toàn bộ. Phát huy tối đa sức mạnh của chiêu thức thứ 3 đấu chuyển chí tôn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng, pháp tượng của hắn đã hóa thành cơn lốc, có lực hút không gì sánh kịp. Chớp mắt, rất nhiều chuột yêu tử kim đã bị hắn hút lên người, hình thành gió xoáy cuốn vô số chuột yêu qua. Dương Bách Xuyên cảm nhận được uy lực rất lớn trên cơ thể mình. Lúc này, hắn nghe lão đầu nói, để những người khác cách xa ra, bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên phản ứng kịp thời, hắn vội vàng hô lên với mộ Trường Phong, Trường Phong, các người mau rời khỏi đây, tránh ra xa một chút, ta cần luyện hóa đám chuột yêu tử kim này. Không cần Dương Bách Xuyên nhắc, đám người mộ Trường Phong cũng cảm nhận được trên người Dương Bách Xuyên phát ra một lực hút cực kỳ mạnh, trong lòng thầm đoán, chuyện này chắc chắn do vị sư tổ trẻ tuổi này làm. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, y cũng không hỏi nhiều, vội vàng rời đi, kéo dài khoảng cách với Dương Bách Xuyên. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, đám con tử kim không còn tấn công họ nữa mà tập trung hết về phía Dương Bách Xuyên. Chạy được hơn 100 mét, đám người mộ Trường Phong mới dừng lại vì không còn chuột yêu nào đuổi theo nữa. Vừa quay đầu nhìn thì hai mắt trừng lớn. Pháp tượng của Dương Bách Xuyên đã không thấy được màu sắc, toàn thân bị bao phủ bởi vô số chuột yêu tử kim, tạo thành một quả cầu khổng lồ. Lúc này, đám người mộ Trường Sinh bắt đầu lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Dương Bách Xuyên lại hút toàn bộ chuột yêu lên cơ thể, không biết hắn có sao không. Nghĩ lại vừa rồi, Dương Bách Xuyên nói muốn luyện hóa đám chuột này, đám người mộ. Trường Sinh lại cảm thấy có lẽ là không xảy ra chuyện gì, vị sư tổ trẻ tuổi này có vô số thủ đoạn mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Bách Xuyên khiến đám mộ Trường Sinh rất bất ngờ, không một ai nghĩ tới hắn lại hút toàn bộ chuột yêu tử kim lên người mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ như vẫn còn tiếp tục, rất nhiều chuột yêu tử kim bay tập trung quanh người Dương Bách Xuyên, cuối cùng hình thành một quả cầu khổng lồ có đường kính 100 mét. Nhìn từ góc độ nào cũng không thấy được pháp tượng của Dương Bách Xuyên, thứ mà họ trông thấy chỉ là một quả cầu kích thước lớn được hình thành bởi chuột yêu kim tử. Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên, sợ hắn sẽ bị vô số những chuột yêu tử kim kia cắn nuốt. Nhưng bọn họ cũng biết. Nếu Dương Bách Xuyên đã nói hắn có thể luyện hóa chuột yêu thì chắc cũng không việc gì, hắn đã có sách. Lục Yên Chi siết chặt nắm đấm, nhìn từ phía xa, Dương Bách Xuyên bị đám chuột yêu vây lại, nàng rất lo lắng, nhưng lúc này nàng cũng không có cách, chỉ biết cầu nguyện cho Dương Bách Xuyên không sao, nàng tin Dương Bách Xuyên nhất định có thể luyện hóa được đám chuột yêu tử kim. Khi tất cả mọi người đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên thì hắn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hoặc là nói tử phủ của hắn đã thay đổi. Có lão đầu ra tay,
thi triển kết hợp tam ấn của chiêu thứ ba trong thập nhị chí tôn, Dương Bách Xuyên đã hút tất cả chuột yêu lên cơ thể. Sau khi vận công pháp, một cỗ yêu lực khổng lồ đã bị Dương Bách Xuyên hấp thụ vào bên trong. Hắn đã dùng đấu chuyển chí tôn để hấp dụ lực của chuột yêu tử kim, sau đó dùng càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa, dưới sự tương trợ của thần thông và công pháp, Dương Bách Xuyên như sinh ra phản ứng hóa học. Sức mạnh hấp thu của đấu chuyển chí tôn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Lúc trước lão đầu đã nói, đấu chuyển chí tôn được dựa theo công pháp tu luyện của một vị ma tôn, sau đó lĩnh ngộ cải cách mà thành, điều này làm cho Dương Bách Xuyên nhớ tới Tinh Túc Lão Tiên pháp lực vô biên nổi tiếng trên truyền hình Trung Quốc. Thứ hắn đang tu luyện chính là hấp tinh đại pháp. Nhưng là bản cao cấp hơn vì đã được lão đầu cải tiến, thần thông và càn khôn tạo hóa quyết của hắn bổ trợ cho nhau chính là điều kiện thuận lợi nhất. Với Dương Bách Xuyên mà nói thì chẳng khác nào tu luyện thần pháp. Uy lực cắn nuốt yêu lực của chuột yêu tử kim vượt qua sức tưởng tượng của hắn, cộng thêm càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa, dược lực trực tiếp luyện hóa năng lượng của chuột yêu thành chân khí trong tử phủ. Vốn dĩ còn đang lo lắng tử phủ của hắn quá lớn, không biết bao lâu mới có thể lấp đầy chân khí, nhưng sau khi có được thần thông đấu chuyển chí tôn, Dương Bách Xuyên biết mình cuối cùng cũng có thể thả lòng. Vô số chuột yêu tử kim bị lão đầu thi triển đấu chuyển chí tôn tập hợp lại một chỗ, hóa thành một quả cầu khổng lồ, mà bản thân hắn ở chính giữa hình cầu đang bắt đầu cắn nuốt. Yêu lực khổng lồ bị hấp thụ rồi luyện hóa thành chân khí bên trong tử phủ dần tăng lên, nếu như nói sức chứa chân khí của tử phủ là 100, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được, sau khi hấp thụ yêu lực của chuột yêu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chân khí đã đạt được 1%. Dương Bách Xuyên biết nếu như cứ dựa vào tốc độ này, chỉ cần có đủ chuột yêu tử kim cho hắn cắn nuốt luyện hóa, tử phủ rộng lớn mênh mông của hắn sẽ đầy. Sau khi bình tâm lại, Dương Bách Xuyên bắt đầu nghiêm túc cắn nuốt, luyện hóa yêu lực của chuột yêu tử kim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng hơn vạn chuột yêu bị Dương Bách Xuyên tập hợp lại một chỗ. Đấu chuyển chí tôn thần thông giống như ma lực, thu hút tất cả chuột yêu tử kim lại phía này. Hơn vạn chuột yêu tập trung lại quả thật là một cỗ sức mạnh không nhỏ, Dương Bách Xuyên ở trung tâm đám yêu thú, vùi đầu cắn nuốt luyện hóa. Đám người Mộ Trường Sinh đứng ở xa đợi Dương Bách Xuyên. Mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của Dương Bách Xuyên, cũng không biết qua bao lâu, thú ngũ hành đột nhiên nói tiếng người, a, quả cầu yêu thú này hình như đang thu nhỏ lại. Nghe thú ngũ hành nói vậy, tất cả nhìn qua phía Dương Bách Xuyên, quả nhiên trông thấy quả cầu chuột yêu tử kim đang nhỏ đi. Hiện tượng này chứng minh, Dương Bách Xuyên không hề nói khoác, hắn thật tự đã luyện hóa chuột yêu tử kim. Vị sư tổ trẻ tuổi này đã mang lại cho Mộ Trường Phong và đám đệ tử Điện Trường Sinh một cảnh tượng kinh diễm, trong lòng bọn họ đều âm thầm kính phục. Hiên Viên Linh Hề cũng chấn động, ban đầu nàng rất chán ghét khi Mộ Trường Phong giúp đỡ Dương Bách Xuyên, nhưng Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên luôn cùng tiến cùng lùi, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể theo Mộ Trường Sinh, giúp đỡ Dương Bách Xuyên, đấu với người của những thánh địa khác. Trong lòng nàng cũng không có nhiều thiện cảm, nhưng lúc này, cuối cùng Hiên Viên Linh Hề cũng thay đổi thái độ với Dương Bách Xuyên. Thực lực mà Dương Bách Xuyên thi triển cũng đủ cho nàng và đệ tử Hoàng Triều Hiên Viên giúp đỡ. Việc kết bạn với những cường giả hoặc những tu sĩ có tiềm năng ở tu chân giới cũng là một khóa học bắt buộc. Thực lực và tiềm lực mà Dương Bách Xuyên thể hiện lúc này đủ để Hiên Viên Linh Hề mạo hiểm giúp đỡ hắn. Lúc này, Hiên Viên Linh Hề biết những đệ tử đã ngã xuống đều đáng giá. Lục Yên Chi ôm Trồn Nhi trong ngực, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng và Dương Bách Xuyên thành đạo lữ là bởi vì cứu người, quỷ thần xui khiến mà trở thành đạo lữ của nhau. Nhưng Lục Yên Chi biết nàng thích Dương Bách Xuyên. Lo lắng cho Dương Bách Xuyên từ tận đáy lòng. Trước ánh mắt của mọi người, quả cầu khổng lồ đang thu nhỏ lại, ánh sáng màu tím cũng dần mờ nhạt. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã tích lũy một lượng chân khí rất lớn bên trong cơ thể, đạt được một nửa. Cắn nuốt luyện hóa vẫn đang tiếp tục. Khoảng 3 ngày sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên không còn cảm nhận được sự tồn tại của yêu lực nữa. Ngay sau đó, cơ thể hắn rung lên. Tất cả chuột yêu tử kim bao quanh cơ thể hắn đã biến thành xác khô, sau khi cơ thể hắn run lên, xác chết thi nhau rơi xuống đất, bộ lông hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một đống xương trắng chất thành ngọn núi. Nhưng trong mắt đám người Mộ Trường Phong và Lục Yên Chi chỉ thấy một người xuất hiện giữa đống xương chuột yêu tử kim, không ai khác chính là Dương Bách Xuyên đã khôi phục lại hình dáng bình thường. Lúc này, đám người Mộ Trường Phong vô cùng kinh ngạc.
nhìn đống xương yêu thú chất thành núi, bọn họ không hỏi khít một hơi khí lạnh. Họ không phải tu sĩ trẻ tuổi ngu dốt, ai cũng có thể nhìn ra, Dương Bách Xuyên đã hút đám chuột yêu tử kim này thành xác khô. Công pháp thần thông này thật đáng sợ. Nếu như đổi thành người thì cũng sẽ bị Dương Bách Xuyên hút khô sao? Mọi người Dương Bách Xuyên đang đi từ đống xương trắng kia tới, trong lòng ai nấy đều rất sợ hãi, sống lưng phát lạnh. May mà Dương Bách Xuyên cùng phe. Nếu như hắn là kẻ thù thì cũng quá đáng sợ. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi tới trước mặt mọi người rồi cười chào hỏi, xong rồi, đã giải quyết được phiền phức, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hắn nói chuyện luôn mang dáng vẻ tươi cười, tâm trạng không tệ. Tính toán thời gian, hắn mất 7 ngày để cắn nuốt luyện hóa chuột yêu tử kim, nhưng trong khoảng thời gian đó chân khí trong tử phủ của hắn đã đạt được 60%. Mặc dù vẫn chưa đầy nhưng Dương Bách Xuyên đã rất mãn nguyện rồi. Bởi vì lúc trước, chân khí trong tử phủ của hắn cực kỳ ít, cũng chỉ 1-2%, nhưng bây giờ đã được tới 60. Chỉ cần 40% nữa là sẽ đầy. Sau khi chân khí trong cơ thể đầy thì mới có thể độ đại thiên kiếp, hoặc nói đúng hơn là nắm chắc độ kiếp. Chân khí trong cơ thể đầy chính là căn cơ để độ kiếp. Cắn chuốt, luyện hóa yêu lực của chuột tử kim đã giúp hắn tăng 60% chân khí, sao Dương Bách Xuyên lại không vui vẻ được? Dương Bách Xuyên vừa nói, đám người Mộ Trường Sinh đã lấy lại tinh thần. Trường Phong xin bái phục sư tổ, Mộ Trường Phong tâng bốc Dương Bách Xuyên. Những đệ tử khác của Điện Trường Sinh cũng ôm quyền phụ họa, sư tổ lợi hại. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười gian trá, nhìn vẻ mặt của mọi người lúc này, hắn cũng biết vì sao mọi người lại bị dọa sợ, còn không phải công pháp cắn nuốt luyện hóa kia sao. Nói chính xác thì đó là chiêu thức thứ ba của thập nhị chí tôn, hoặc nói đúng hơn thì đó là công lao của lão đầu. Ha ha, ăn may thôi, được rồi đi thôi. Dương Bách Xuyên có chút khiêm tốn. Nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ lời khen của đám người Mộ Trường Sinh. Hắn lẩm bẩm, lão đầu, cuối cùng thì con cũng không mất mặt trước đám đệ tử Điện Trường Sinh đúng không? Nhưng mà, đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh của Vân Thiên Tà. Vân Thiên Tà vô cùng khinh thường. Dương Bách Xuyên cũng không lạ gì với đả kích của lão đầu, trong lòng hắn cũng chẳng quan tâm, ngược lại rất đắc ý. Lần này lão đầu đích thân truyền dạy và thi triển đấu chuyển chí tôn tam ấn. Mặc dù Dương Bách Xuyên chỉ đứng nhìn nhưng lại thu được lợi ích không nhỏ. Dù sao thì đấu chuyển chí tôn đã in rõ trong đầu hắn, chỉ cần cho hắn thời gian lĩnh hội, sớm muộn gì hắn cũng có thể thi triển được. Chân khí trong tử phủ đã tăng lên 60%, lại lấy được ba ấn thần thông của đấu chuyển chí tôn, Dương Bách Xuyên cực kỳ vui vẻ. Hắn theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Hắn phát hiện, ánh mắt đám người Mộ Trường Phong nhìn về phía hắn tràn đầy kính trọng. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Mà Hiên Viên Linh Hề cũng bắt đầu cố tình nói chuyện với hắn. Bản thân Dương Bách Xuyên biết rõ những thay đổi này, tất cả đều bởi vì thực lực của hắn. Thực lực vĩnh viễn là giấy thông hành ở tu chân giới. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng không sợ ý tốt của Hiên Viên Linh Hề, trong lúc nói chuyện với nàng ta, hắn cũng có chút hiểu biết nữ nhân mặt dỗ trông có vẻ xấu xí nhưng lại có khí chất phi phàm. Thật ra, Hiên Viên Linh Hề mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác nàng là một người tài hoa uyên bác. Nói chuyện với Hiên Viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thoải mái, chưa từng xuất hiện tình huống tẻ nhạt, hắn nói cái gì nàng đều có thể tiếp lời, hơn nữa còn là học một biết mười. Hành trình phía trước không có thay đổi lớn nào, cũng có yêu thú tấn công, nhưng chúng không phải theo bầy đàn, chỉ cần không phải là yêu thú tập trung thành đàn thì đệ tử Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên có thể giải quyết được. Tốc độ của mọi người nhanh hơn không ít. Sau 10 ngày, bọn họ cuối cùng cũng tới được trung tâm rừng rậm. Từ phía xa, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một gốc cây cổ thụ cao chọc trời. Cây đằng cổ thụ xuất hiện trước mắt mọi người, sau khi qua đó, khóe mắt Dương Bách Xuyên giật giật, hắn nhìn thấy đám người Mai Hoa Tiên Tử. Dương Bách Xuyên nhìn thấy không chỉ có mỗi đoàn người Mai Hoa Tiên Tử, mà còn thấy cả Lưu Giật Trần đang chạy trốn cũng xuất hiện bên người Mai Hoa Tiên Tử. Ở phía bên kia cây cổ đằng là Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô và đám người Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Trùng. Nhìn qua có vẻ Minh Du Nhiên và Khương Thế Long không liên hợp với Mai Hoa Tiên Tử, điều này làm cho Dương Bách Xuyên yên tâm rất nhiều. Lúc này hắn và Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề đi qua, thế là hình thành nên thế chân vạc. Dương Bách Xuyên thấy thế cục trước mắt cũng coi như là một kết quả tốt, vì ít nhất Mai Hoa Tiên Tử sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Sau đó nhóm người Mai Hoa Tiên Tử đi đến một nhánh cây leo trên cây cổ đằng. Lại nói về cây cổ đằng, đó là một gốc cây cực kỳ đồ sộ, cao thì không cần bàn cãi vì những dây leo của nó quấn quanh những cây cổ thụ khác, chạy thẳng lên chân tận trời xanh. Dương Bách Xuyên cảm giác diện tích lan tràn chiếm cứ của những nhánh dây leo này hẳn là phải kéo dài cả vài dặm. Cho nên giờ phút này đám người Mai Hoa Tiên Tử quả thật đang đứng trên một nhánh cây cổ đằng. Còn đám người Minh Du Nhiên thì ở cách đó không xa. Dương Bách Xuyên và Mộ Trường Phong vừa vặn ở chính diện, ba bên tạo thành một hình chữ thập. Theo như lời Mộ Trường Phong nói, bộ rễ của cây cổ đằng này chính là truyền tống trận thông đến hành cung tiếp theo. Toàn bộ truyền tống trận được cây cổ đằng bao vây nằm ở bên trong. Mục đích của nhóm người Mai Hoa Tiên Tử rất rõ ràng, bọn họ nhắm thẳng tới truyền tống trận mà đi. Sư tổ, chúng ta cũng đi thôi. Mộ Trường Phong nhìn thoáng qua nơi Mai Hoa Tiên Tử biến mất rồi nói với Dương Bách Xuyên, cũng may đối phương không có ý động thủ, điều này làm cho lòng y thở phào nhẹ nhõm, thực ra Mộ Trường Phong rất sợ chuyện phải trở mặt với Mai Hoa Tiên Tử. Dù sao Mai Hoa Tiên Tử cũng là người đại diện cho Thông Tiên Cung, mà Thông Tiên Cung cổ xưa đứng đầu cửu đại thánh địa, là tồn tại không hề đơn giản, tuy nói giữa bọn họ đều là những thế hệ trẻ, nhưng bọn họ cũng đại biểu cho thể diện thánh địa đứng sau mình. Nếu thật sự đánh nhau cũng không tốt. Hơn nữa Trường Sinh Điện thành lập muộn nhất, nên nội tình cũng yếu nhất trong cửu đại thánh địa. Dương Bách Xuyên gật gật đầu nói, đi thôi. Đúng rồi, sao lại không thấy loại hoa cây đằng mà ngươi nói? Hồi bẩm sư tổ, hoa cổ đằng vốn không mọc nhiều, vẻn vẹn chỉ có 9 đóa, hơn nữa còn sinh trưởng rất vô lý, hay mọc ở trong rễ cây cổ đằng, nơi đó cũng là cửa vào của truyền tống trận. Cũng do loài hoa này mọc ngay tại lối vào, cho nên rất nhiều người không chịu được sự hấp dẫn mà chết, nhưng chỉ cần không đụng chạm vào hoa cổ đằng thì sẽ không phát sinh việc gì. Dương Bách Xuyên gật đầu, trong lòng cũng thầm nghĩ đến lúc đó hắn vẫn nên cách xa một chút. Lúc bọn họ đi về phía trước thì đã không thấy tung tích đám người Mai Hoa Tiên Tử đâu nữa, còn Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng lần lượt biến mất trên cây cổ đằng. Đám người Dương Bách Xuyên và Mộ Trường Phong nhảy lên, bước lên thân cây cổ đằng màu trắng ngà. Đứng ở trên nhánh cây leo, giống như bước lên một con đường nhỏ trong núi vậy. Cành cây cổ đằng vô cùng tráng kiện, cành nhỏ nhất cũng đã to chừng 1-2 mét, còn những cành thô to lớn nhất thì lên đến 7-8 mét. Dù chạy nhảy lung tung trên đó cũng không thành vấn đề. Sau khi bước lên cành cây cổ đằng, tốc độ của Mộ Trường Phong rất kỳ quái, dường như y rất sốt ruột, y không thèm để ý những người khác chạy thục mạng về phía trước. Hành động này của Mộ Trường Phong trái ngược hoàn toàn với tính cách luôn luôn điềm tĩnh của y, điều này làm cho Dương Bách Xuyên buồn bực trong lòng, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đuổi theo. Vài phút sau chợt nghe thấy tiếng Mộ Trường Phong đã cách hắn cả trăm mét hô to, Mai Hoa Tiên Tử chớ động thủ. Dương Bách Xuyên ôm nghi ngờ tự hỏi Mộ Trường Phong đã xảy ra chuyện gì, nghe trong giọng nói giống như bị Mai Hoa Tiên Tử bắt được điểm yếu. Sao y lại dùng giọng điệu cầu xin? Lúc này hắn khẩn trương bước đi nhanh hơn. Mai Hoa, ngươi! Ngay lúc này, giọng nói giận dữ của Mộ Trường Phong vang lên. Thì Dương Bách Xuyên cũng kịp lúc đến bên người Mộ Trường Phong. Theo tầm mắt Mộ Trường Phong nhìn lại thì thấy phía trước mấy chục mét, xuất hiện một hang động bằng dây leo rất lớn, ở bốn phía hang động mọc 9 đóa hoa màu trắng ngà to độ chừng cái cối xay, hẳn là 9 bông hoa cổ đằng mà Mộ Trường Phong đã từng nói qua. Tuy cách chỗ đó thật xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng dao động mạnh mẽ từ trong đóa hoa tản mát lan ra, năng lượng dao động này khiến cho Dương Bách Xuyên phải kinh ngạc, trong lòng hắn thầm nghĩ hèn chi có nhiều người không ngăn cản được sự hấp dẫn, bởi nếu có thể hấp thu năng lượng dao động mạnh mẽ này thì dù chống đỡ hơn trăm năm khổ tu cũng không phải là nói khoác. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy hành động của Mai Hoa Tiên Tử, lập tức hiểu rõ vì sao Mộ Trường Phong lại giận dữ như vậy. Dương Bách Xuyên thấy sau khi Mai Hoa Tiên Tử tiến vào hang động bằng cây leo, đột nhiên trong tay nàng ta bắn ra một vệt sáng đánh vào một đóa hoa cổ đằng. Tức thì một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó toàn bộ cây cổ đằng run rẩy. Lúc này Dương Bách Xuyên rõ ràng ý tứ của Mai Hoa Tiên Tử, nàng ta muốn hại người. Sự âm hiểm của nàng ta nằm ở chỗ khi đoàn người của nàng ta đã tiến hết vào trong động cây không còn nguy hiểm, thì nàng ta mới ra tay chọc hoa cổ đằng. Hòng khiến toàn bộ cây cổ đằng này nổi giận. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu được vì sao lúc nãy Mộ Trường Phong điên cuồng chạy về phía trước, y là lo Mai Hoa Tiên Tử âm thầm hại người, bây giờ xem ra câu nói nữ tử và tiểu nhân không thể đắc tội quả là rất đúng.
Giờ phút này Dương Bách Xuyên bọn họ đều đang đứng trên cây cổ đằng, khi Mai Hoa Tiên Tử đánh vào đóa hoa cổ đằng kia, giống như là chạm vào mông hổ, làm cho cây cổ đằng vốn yên tĩnh ôn hòa lập tức trở nên giận dữ. Hậu quả là toàn bộ các nhánh cây rung lắc kịch liệt, bọn người Dương Bách Xuyên toàn bộ đều bị cành dây leo khô ném ra ngoài. Toàn thân cây cổ đằng múa may điên cuồng, những nhánh cây trải dài mấy trăm dặm cũng rung lắc dữ dội. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát lại có tiếng động long trời lở đất vang lên. Là những nhánh cây dây leo của cây cổ đằng đang tự bứng mình lên khỏi mặt đất, khiến cho mặt đất rung động ác liệt. Dương Bách Xuyên cũng bị văng ra ngoài, hắn giơ tay cắm kiếm đồ long vào trên dây leo, nắm chặt không buông tay, cả người giống như đang đu dây. Ngay sau đó hắn lại phát hiện bầu trời dần dần ảm đạm xuống, lúc này hắn mới biết những nhánh cây leo đang co rút lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặt mày Mộ Trường Phong nhăn nhó, sư tổ, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách đến chỗ hoa cổ đằng, nếu không sẽ bị những dây leo này co rút xiết chết. Dương Bách Xuyên nghe thấy Mộ Trường Phong nói vậy, lập tức nhìn về phía trước, quả nhiên khu vực mọc hoa cổ đằng và động cây cách đó vài thước rất yên bình, còn những nơi khác đều đang run lắc kịch liệt, từng sợi dây leo thô to không đồng nhất đang không ngừng co rút lại. Dương Bách Xuyên lúc này mới phát hiện những nhánh dây leo to lớn bực này rất dẻo dai. Đến cả kiếm đồ long kiếm cũng không thể chặt đứt dù chỉ một chút. Những người khác cũng nghe thấy lời của Mộ Trường Phong, sắc mặt ai nấy đều nhăn nhó, nhưng vẫn đi về phía hoa cổ đằng. Dương Bách Xuyên tuy rằng cảm thấy có điều kỳ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên lấy hết sức nhảy đến bên cạnh Lục Yên Chi, sau đó nắm lấy tay Lục Yên Chi kéo về phía trước. Chỉ có hắn biết cơ thể Lục Yên Chi hơi kém, cho nên lúc này cần phải chiếu cố nàng. Lục Yên Chi bị Dương Bách Xuyên nắm tay, trong lòng rất ngọt ngào, trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lung linh. Hai người nhanh chóng chạy về phía trước. Về phần thú ngũ hành, chồn nhỏ và đá đả tiên, Dương Bách Xuyên từ đầu đến cuối không thèm để ý. Thú ngũ hành là thiên địa dị thú da dày thịt béo bị dây mây quất trúng nhiều lắm chỉ hơi đau một chút, tốc độ thân thể của chồn nhỏ như thiểm điện, chấn động kiểu này hoàn toàn vô dụng với chồn nhỏ. Còn đá đả tiên thì càng thoải mái hơn, nó đã núp sẵn trong bộ lông dày của thú ngũ hành. Hoàng Triều Hiên Viên cùng đệ tử Trường Sinh Điện ai nấy đều là cao thủ độ kiếp đại viên mãn, tự đám người này có thể dễ dàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Hơn nữa bọn họ cách hoa cổ đằng và động cây không xa, rất nhanh đoàn người đã đến phạm vi chín thước tính từ chỗ hoa cổ đằng. Lúc này chấn động kịch liệt rốt cuộc biến mất, bọn họ không còn bị dây leo quất đánh nữa. Nhưng bọn họ nhìn thấy dây leo phía sau đã co rút thành một cái hình tròn. Che khuất bầu trời, chỉ chốc lát sau đã không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, dù là một khe hở cũng không tồn tại. Dương Bách Xuyên nhìn vòng tròn phía sau lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Mộ Trường Phong toàn thân phủ văn thét lớn, kết trận. Nhìn dáng vẻ Mộ Trường Phong so với lúc trước dường như càng khẩn trương hơn, hơn nữa Hiên Viên Linh Hề và đệ tử hai bên cũng lập tức phòng ngự như lâm đại địch. Khí tức toàn thân mỗi người tăng vọt, sau khi rơi xuống đất liền hình thành một trận pháp, hơn 10 người kết thành trận pháp phòng ngự, bao phủ toàn bộ mọi người bên trong, hào quang đại thịnh hẳn lên. Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đến nơi này xem như yên tĩnh, nhưng sao nhìn đám người Mộ Trường Phong càng căng thẳng hơn lúc nãy. Hơn nữa nơi bọn họ đứng rất gần hoa cổ đằng, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ đám người Mộ Trường Phong không cần phải tỏ vẻ lo lắng như thể kẻ địch sắp như thế. Đang lúc hắn nghĩ thầm trong lòng thì trong tai lại vang lên một tiếng thét dài, growl. Một tiếng thét dài này vang lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy nguyên thần của mình suýt chút nữa xuất khiếu, có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng thét này làm cho người ta có loại cảm giác sùng bái. Giống như một con thú cổ đại khổng lồ thức tỉnh. Ngay sau đó lại là một tiếng thét dài vang lên, growl. Growl growl, tiếng thứ ba, thứ tư, liên tiếp 9 tiếng thét dài. Cũng có thể nói là 9 tiếng hổ gầm, Dương Bách Xuyên rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là 9 đóa hoa cổ đằng đã xảy ra biến dị. Lúc trước Mộ Trường Phong đã từng nói, hoa cổ đằng là do tàn hồn Bạch Hổ Thiên Yêu Vương biến thành, do đó nó có thể hóa thành Bạch Hổ Thiên Yêu tiến hành công kích người. Vừa rồi Mai Hoa Tiên Tử trước khi tiến vào động cây đã cố ý kích động một đóa cổ đằng, hòng mưu hại bọn họ một phen. Dương Bách Xuyên biết Mai Hoa Tiên Tử rõ ràng là nhằm vào bọn họ. Bởi vì không nhìn thấy tung tích Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đâu, nói không chừng bọn họ sớm đã đi vào. Lúc trước mặt mày Mai Hoa Tiên Tử tối sầm, dù nàng ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên cũng không phát tác,
vốn hắn còn tưởng là nàng ta không dám, hiện tại mới biết hắn nghĩ sai rồi, nữ nhân kia không phải là không dám mà là có chiêu thức âm hiểm hơn. Kích động hoa cổ đằng, khiến cho toàn thân cây cổ đằng tức giận, cốt lõi là nhằm để trả thù. Dương Bách Xuyên cũng hiểu được tại sao khi Mộ Trường Phong nói đến hoa cổ đằng lại cố giấu vẻ mặt nhăn nhó, đó là bởi vì hoa cổ đằng rất nguy hiểm. Chín đóa cổ đằng truyền ra tiếng gào thét, điều đó cũng có nghĩa là sẽ xuất hiện chín hoa yêu cảnh giới có thể so với tu sĩ đại thừa công kích bọn họ. Điểm này so với công kích của những dây leo kia càng khủng bố hơn. Những dây leo cổ đằng vẫn không ngừng co rút, múa may công kích, như vậy khắp phạm vi chín giảm tính từ hoa cổ đằng và động cây thì không còn chỗ nào có thể đứng nữa. Nhưng sau khi bọn họ có chỗ đặt chân lại xuất hiện một vấn đề nan giải hơn. Đó là hoa cổ đằng bị mai hoa tiên tử kích động, chín đóa cổ đằng hóa thành hoa yêu công kích bọn họ. Không thể không nói mai hoa tiên tử này quả thật rất âm hiểm. Trái phải không để bọn họ có đường lui. Dương Bách Xuyên biết bây giờ bày ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, đó là tiến vào động cây, nhưng muốn tiến vào động cây, nhất định phải đối mặt với chín đóa hoa yêu công kích. Cũng may Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề có chuẩn bị trước, ngay sau khi rơi xuống mặt đất lập tức để mọi người kết trận. Khi đám người Mộ Trường Phong kết thành trận pháp, hào quang từ trận pháp bao phủ bọn họ bên trong, chín đóa hoa cỡ trứng cối xay gió cũng hiện lên quang mang rực rỡ hóa thành hoa yêu. Từng tiếng hổ gầm xuất hiện từ những hoa yêu mọc trên rễ cây. Hoa yêu đầu hổ trong nháy mắt từ trên cây nhào xuống, vừa giống giận vừa tông vào kết giới trận pháp mới hình thành của đám người Mộ Trường Phong. Ầm ầm ầm, chín đóa hoa yêu đầu hổ một đầu sinh trưởng trên rễ cây cổ đằng, giống như sợi dây xích vào trong cây, đầu còn lại kia là một cái đầu bạch hổ thật lớn, sau khi nhào xuống lập tức cắn xé kết giới trận pháp. Đột nhiên tất cả mọi người trong trận pháp cảm thấy chấn động. Răng rắc, chỉ một kích, nhưng kết giới của trận pháp đã phát ra tiếng răng rắc, Dương Bách Xuyên biết, nếu chịu thêm một kích thì trận pháp này tất sẽ bị phá. Giờ phút này chín đóa hoa yêu đầu hổ lui về sau khi đánh ra một kích, quang thân chúng tản ra ánh sáng trắng bạc chói mắt, rồi lại lao đến giống lần đầu tiên. Dương Bách Xuyên hừ lạnh nói, Trường Phong các ngươi đi trước. Hắn giống to với đám người Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên trực tiếp vận chuyển thân thể pháp tướng. Quyền Long Ấn, lên. Dương Bách Xuyên thi triển ra chiêu thức thứ ba đấu chuyển chí tôn tam ấn trong quyển Long Ấn của thần thông thập nhị chí tôn, trong lòng nghĩ thầm có quyển Long Ấn ở đây, lại thêm việc hắn đang vận chuyển thân thể pháp tướng, hẳn là có thể hấp thu chín đóa hoa yêu đầu hổ lên trên người mình, ngày sau có thể luyện hóa chín đóa hoa yêu này được hay không thì không biết, nhưng Dương Bách Xuyên muốn thoát thân khỏi chúng thì chẳng phải vấn đề khó. Sở dĩ Dương Bách Xuyên dám mạo hiểm như thế, bởi vì hắn ỷ lại việc lão đầu tử vẫn còn ở đây. Thế nên hắn biết rõ nếu không thể khống chế sự việc gì lão già sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ầm ầm. Sau khi Dương Bách Xuyên vận chuyển thân thể pháp tướng lên thì chín đóa hoa yêu cũng công kích lên kết giới của đám người Mộ Trường Phong lần thứ hai. Trong tiếng ầm ầm, kết giới trận pháp quả nhiên giống như Dương Bách Xuyên dự liệu, bị phá tan. Cũng ngay lúc đó, Dương Bách Xuyên vận chuyển quyển Long Ấn, ngay lập tức toàn thân pháp tướng cao lớn trăm thước truyền đến lực hút thật lớn. Chín đóa hoa yêu đầu hổ vốn đang công kích vào Mộ Trường Phong, trong nháy mắt đã bị Dương Bách Xuyên vận chuyển quyển Long Ấn hút toàn bộ hấp thu trên thân thể pháp tướng của hắn. Biến hóa đột nhiên xảy ra, làm cho mặt mày Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề lúc nãy còn đang nhăn nhó đã chuyển qua mừng rỡ. Trước đây bọn họ đã gặp qua việc Dương Bách Xuyên dùng thần thông pháp tướng thôn phệ cường đại, luyện hóa hàng ngàn vạn chuột yêu tử kim thành một đống xương trắng. Bây giờ lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên vận chuyển thần thông hấp thu toàn bộ hoa yêu đầu hổ lên trên người thân thể pháp tướng, bọn họ thở phào một hơi. Dường như tất cả mọi người đều nghĩ chỉ cần Dương Bách Xuyên xuất thủ là có thể luyện hóa hoa yêu đầu hổ. Nhưng đám người Mộ Trường Phong nào biết rằng lúc trước Dương Bách Xuyên có thể luyện hóa chuột yêu tử kim là bởi vì có Vân Thiên Tà âm thầm hỗ trợ, mà hiện tại là Dương Bách Xuyên tự mình chủ trương, có thể thôn phệ luyện hóa hoa yêu đầu hổ hay không vẫn là một ẩn số. Giờ đây đám người Mộ Trường Phong xem như thoát khốn ngay trong gang tấc, khi nghe Dương Bách Xuyên nói dứt câu, Mộ Trường Phong rốt cuộc phản ứng lại, lập tức cùng Hiên Viên Linh Hề mang theo người đi nhanh tới chỗ hang động cây. Dù sao ở trong lòng Mộ Trường Phong, thủ đoạn của vị sư tổ Dương Bách Xuyên này rất dọa người, hẳn là hắn sẽ có thể có biện pháp trấn áp hoa yêu đầu hổ. Nhưng Dương Bách Xuyên không biết rằng giờ phút này ở động cây cách đó không xa, đám người Mai Hoa Tiên Tử vừa nhìn bọn họ vừa cười âm hiểm. Sư tỷ,
lần này tiểu tử Dương Bách Xuyên kia chết chắc. Không sai, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, thật đáng chết. Bị chín đóa hoa yêu đầu hổ ngăn cản, bọn họ đừng hòng thoát. Một gã đệ tử Thông Thiên Cung còn chưa nói xong chữ thoát thân, đã nhìn thấy toàn thân Dương Bách Xuyên kim quang thiền định, sau một khắc đã hấp thu toàn bộ chín đóa hoa yêu đầu hổ lên trên người. Cái này, tên tiểu tử này đang làm gì vậy? Còn có thể làm gì, hắn muốn chết, chín đóa hoa yêu đầu hổ đều là tàn hồn Bạch Hổ Thiên Yêu Vương biến thành, tuy rằng chỉ là tàn hồn, nhưng là tinh hoa do cây cổ đằng thai nghén sinh ra, mà cây cổ đằng lại hấp thu tinh huyết Bạch Hổ Thiên Yêu Vương tẩm bổ sinh trường. Thế nên chín đóa hoa yêu đầu hổ sẽ hấp thu hắn để biến thành người. Lúc này Mai Hoa Tiên Tử cười lạnh nói. Đối với Dương Bách Xuyên nếu nàng ta không thể giao hảo cũng không thể trở thành đạo lữ, vậy thì chỉ có thể chém giết. Lúc trước Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử Thông Thiên Cung khiến nàng ta rất tức giận, nhưng vì kiên trì đến đệ thất cung, Mai Hoa Tiên Tử muốn tổn thực lực, nên không động đến Dương Bách Xuyên, thế nhưng có thể thông qua cây cổ đằng không phí sức diệt sát đám người Dương Bách Xuyên cũng là chuyện tốt. Sư tỷ Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề bọn họ đang chạy tới đây. Một đệ tử Thông Thiên Cung nói. Mai Hoa Tiên Tử lạnh nhạt, không cần để ý, bọn họ không có lá gan kia động thủ với chúng ta. Chỉ chốc lát sau Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Lục Son, Thú Ngũ Hành và Chồn Nhỏ tất cả đều tiến đến chỗ động cây. Có Dương Bách Xuyên ngăn cản chín đóa hoa yêu đầu hổ, lực cản đối với bọn người Mộ Trường Phong cũng nhỏ đi rất nhiều. Rất nhanh bọn họ tiến đến chỗ hang động cây, chỉ cần đi vào bên trong động cây coi như an toàn. Mộ Trường Phong sau khi đi vào thấy đám người Mai Hoa Tiên Tử đứng một bên động cây quan sát Dương Bách Xuyên và cửu đại hoa yên đầu hổ bên ngoài, nhất thời siết chặt nắm tay, thế nhưng y biết quả thật không thể động thủ với Mai Hoa Tiên Tử. Thứ nhất Mộ Trường Phong biết y không phải là đối thủ của Mai Hoa Tiên Tử, thứ hai bọn họ còn phải dựa vào thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử để mở ra đại cung cuối cùng. Bởi vì người của cửu đại thánh địa bọn họ đều biết rằng cung cuối cùng trong thiên yêu hành cung cần tiên nguyên lực mới có thể mở ra, mà chỉ có thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử là có tiên nguyên lực. Đối với sự âm hiểm lúc trước của Mai Hoa Tiên Tử, đám người Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề tuy là rất phẫn nộ, nhưng chung quy lại thì Mai Hoa Tiên Tử cũng không trực tiếp ra tay với bọn họ, nàng ta chỉ đụng chạm vào hoa cổ đằng mà thôi, do đó Mộ Trường Phong bọn họ cũng không có lý do gì để động thủ. Cách đó không xa, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Khương Thế Long nhìn Dương Bách Xuyên bên ngoài hóa thân thành pháp tướng cao lớn trăm thước, trên người chín đóa hoa yêu đầu hổ áp sát, tặc lưỡi nói, vị Dương đạo hữu này cũng rất thú vị đấy, một người đắc tội với người của năm đại thánh địa, Mai Hoa Tiên Tử khó chơi nhất, lần này thì tốt rồi, hắn có thể sẽ bị chín đóa hoa yêu đầu hổ hút khô. Minh Du Nhiên xuyên qua khe hở trong động cây nhìn Dương Bách Xuyên nói sâu xa, vì sao không phải là Dương Bách Xuyên hút khô chín đóa hoa yêu đầu hổ. Nghe vậy, Khương Thế Long kinh ngạc thốt lên, Du Nhiên muội muội, người nói đùa à? Ai có gan dám cắn nuốt chín đóa hoa yêu chín đầu chứ? Đệ tử của cửu đại thánh địa chúng ta bị hoa yêu chín đầu tổn hại còn ít sao? Vậy mà có thấy ai có thể đối phó với hoa yêu? Huống chi Dương Bách Xuyên bị chín đóa hoa yêu đầu hổ cùng nhau vây công một lần, hắn không chết cũng mất một lớp da, theo ta thấy chuyện Dương Bách Xuyên bị chín đóa hoa yêu đầu hổ thôn vệ chỉ là sớm muộn. Nhưng vừa rồi ta thấy, cũng cảm nhận được trên người Dương Bách Xuyên sinh ra lực hút thật lớn, lực hút đó đã hút chín đóa hoa yêu đầu hổ lên thẳng trên người hắn, một người dám chủ động hấp thu chín đóa hoa yêu đầu hổ, ngươi cho rằng hắn sẽ chết sao? Minh Du Nhiên nói với Khương Thế Long. Hích, ý ngươi là Dương Bách Xuyên chủ động chọc vào hoa yêu. Ôi, to gan quá nhỉ, Khương Thế Long vô cùng kinh ngạc. Nghe Minh Du Nhiên nói xong, hắn nhìn sang Dương Bách Xuyên, cẩn thận quan sát và cảm nhận thì phát hiện thấy Dương Bách Xuyên tự hấp thu hoa yêu chín đóa hoa yêu đầu hổ chứ không phải chín đóa hoa yêu đầu hổ chủ động tấn công Dương Bách Xuyên. Khương Thế Long không khỏi khâm phục Dương Bách Xuyên, lá gan này không phải ai cũng có, ngay cả hắn ta cũng không dám. Về chuyện Dương Bách Xuyên chủ động hấp thu hoa yêu, ngoại trừ Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề biết nhưng không thấy lạ, những người khác đều rất kinh ngạc. Minh Du Nhiên quan sát cẩn thận là người đầu tiên phát hiện. Mai Hoa Tiên Tử vừa mới cười khẩy xong, thế nhưng ngay sau đó nét mặt chợt cứng đờ, bởi vì cuối cùng nàng ta cũng phát hiện chỗ bất thường trên người Dương Bách Xuyên. Mai Hoa Tiên Tử đã nhận ra Dương Bách Xuyên chủ động hấp thu chín đóa hoa yêu đầu hổ, không phải chúng chủ động tấn công. Trông thì giống như hoa yêu bám trên người Dương Bách Xuyên,
nhưng thật ra khác biệt một trời một vực. Điều này đã chứng tỏ thực lực của Dương Bách Xuyên. Hiện giờ Mai Hoa đã mất hết tự tin, song nàng ta cũng rất tò mò rốt cuộc Dương Bách Xuyên dựa vào đâu mà lại chủ động chọc vào chín đóa hoa yêu đầu hổ. Lúc này tất cả mọi người trong tối ngoài sáng đều đổ dồn ánh mắt vào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực, sau khi hắn thuận thế hấp thụ chín đóa hoa yêu đầu hổ, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi mất, là do bị chín đóa hoa yêu đầu hổ cắn nuốt. Điều này trái ngược với mong muốn của hắn. Hắn muốn dựa vào thần thông đấu chuyển chí tôn hút khô chín đóa hoa yêu đầu hổ, nhưng chín đóa hoa yêu đầu hổ lại hấp thu sức mạnh trong cơ thể hắn. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng thôi động công pháp ngăn cản nhưng không có tác dụng gì. Đối đầu với chín đóa hoa yêu đầu hổ, sức mạnh đến từ thần thông đấu chuyển chí tôn và quyển long ấn của hắn chẳng là gì hết. Dương Bách Xuyên biết nếu không có biện pháp giải quyết, hắn sẽ bị chín đóa hoa yêu đầu hổ hút khô trong vài phút. Hắn vội vàng hô to trong lòng, sư phụ mau cứu con. Thằng nhóc thúi, con chẳng biết điểm dừng gì cả. Tiếng mắng chửi của Vân Thiên Tà vang lên, giọng nói có phần kinh ngạc. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên cảm thấy cánh tay trái nóng lên, năng lượng nóng hừng hực truyền khắp toàn thân. Sau đó, hắn nghe thấy sư phụ trầm giọng thi triển hai đại ấn còn lại của đấu chuyển chí tôn là Tinh Di và Nhật Nguyệt. Hai ấn ký phù văn nổ tung trong người Dương Bách Xuyên, pháp tướng phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Lúc này rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng nhận thấy sức mạnh trong cơ thể không còn trôi mất. Thần thông đấu chuyển chí tôn tạo thành sức mạnh cắn nuốt, bắt đầu đấu đá với sức mạnh cắn nuốt của chín đóa hoa yêu đầu hổ giống như đang kéo co, hai bên đều ra sức. May nghĩ cách cắt đứt liên hệ giữa đám hoa yêu này và thân cây đi, vi sư không chống đỡ được lâu đâu. Đám hoa yêu này sống dựa vào rễ cây lan khắp mặt đất, sức mạnh cuồn cuộn vô hạn. Thằng nhóc thúi nhà con đúng là tự tìm đường chết, cái gì cũng dám chọc vào. Vân Thiên Tà mắng to. Nghe thấy sư phụ mắng, Dương Bách Xuyên cũng biết là mình quá liều. Trước đây sư phụ không nói chuyện nghiêm túc như vậy, xem ra lần này hắn đã lỗ mãng rồi. Dương Bách Xuyên không dám lơ là, kiếm đồ long trong tay lóe lên tia sáng lạnh. Lần này hắn dứt khoát dùng thần hồn mạnh mẽ điều khiển kiếm đồ long, kết nối với kiếm linh, tấn công bằng phi kiếm. Nếu không, với cơ thể khổng lồ hiện tại, hắn không thể cầm kiếm đồ long được. May mà Dương Bách Xuyên có thể nói chuyện với kiếm linh, điều khiển bằng lực thần hồn cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên hô to, kiếm linh. Kiếm đồ long phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, chém vào một đóa hoa yêu đầu hổ. Dù sao hiện tại chín đóa hoa yêu đầu hổ đều bị sư phụ ra tay giữ chặt, không thể phản kháng. Tương đương với sư phụ đã tạo cơ hội cho Dương Bách Xuyên, nếu đến vậy mà hắn vẫn không thể chém dụng hoa yêu đầu hổ thì thà đập đầu vào đậu phụ tự sát còn hơn. Có nguyên thần cường đại chống đỡ, Dương Bách Xuyên điều khiển kiếm đồ long, chẳng mấy chốc đã chém đứt một rễ cây hoa yêu. Chín đóa hoa yêu đầu hổ đều mọc trên cây cổ đằng có bộ rễ to khỏe. Theo lời sư phụ, chỉ cần chặt đứt liên hệ giữa hoa yêu và gốc cây cổ đằng là có thể giải trừ nguy hiểm. Chín đóa hoa yêu đầu hổ sống dựa vào năng lượng dưới mặt đất mà bộ rễ hấp thụ được, đóa hoa là tinh hoa của toàn bộ năng lượng trên cây cổ đằng. Một kiếm chém tới, phát ra tiếng nổ nặng nề. Cả cây cổ đằng đều lay động. Hoa yêu đầu hổ bị chém trúng, thét lên thảm thiết, sau đó rơi từ pháp tướng của Dương Bách Xuyên xuống mặt đất, không còn ánh sáng. Dương Bách Xuyên mừng rơn, không ngờ mình chỉ chém một nhát là trúng. Hắn còn tưởng mình phải chém rất nhiều nhát mới có thể thành công. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục thôi động kiếm đồ long chém dụng những đóa hoa yêu đầu hổ còn lại. Mỗi một nhát kiếm chém xuống đều có một đóa hoa yêu đầu hổ rơi xuống đất. Dương Bách Xuyên chém 8 nhát liên tiếp, tương đương 8 đóa hoa yêu đầu hổ bị hắn chém dụng, lần lượt rơi xuống đất, hóa thành từng đóa hoa trắng tinh, đầu hổ cũng biến mất. Chỉ còn một đóa hoa cuối cùng. Khi Dương Bách Xuyên thôi động kiếm đồ long, đột nhiên hắn cảm thấy đầu choáng váng, sau đó mất kết nối với kiếm đồ long. Lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên trong đầu hắn, thằng nhóc thúi, đừng có chui đầu vào chỗ chết nữa, lực nguyên thần của con sắp cạn kiệt rồi. Được rồi, con có thể dừng lại, đầu hổ cuối cùng không đáng lo ngại, con có thể trực tiếp thôn phệ và luyện hóa. Trước tiên hãy gác lại những chuyện khác. Con mau vận chuyển càn khôn quyết luyện hóa đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng đi.
Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết thì ra nguyên thần tiêu hao quá độ cũng có rủi ro. Hắn vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, bắt đầu luyện hóa hoa yêu đầu hổ duy nhất bị dính chặt trên pháp tướng của mình. Sau khi bớt đi 8 đóa hoa yêu đầu hổ, thần thông đấu chuyển chí tôn thôn vệ đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng với sự giúp đỡ của sư phụ. Khi Dương Bách Xuyên thôi động càn khôn tạo hóa quyết, nguồn yêu lực khổng lồ vô tận cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn. Hắn biết đây là sư phụ đang giúp mình. Sau khi công pháp vận hành, tốc độ luyện hóa không chậm chút nào. Sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy một tiếng hét như vang lên trong đầu và cơ thể hắn, làm hắn giật mình. Sư phụ bình tĩnh nói, không cần để ý, cứ luyện hóa tàn hồn của hổ yêu là được. Vâng, Dương Bách Xuyên đáp lời. Hắn không quan tâm tới những chuyện khác nữa, chỉ tập trung thôi động công pháp để thôn phệ và luyện hóa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã gia tăng, đạt đến 80%. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng không hề có dấu hiệu suy yếu. Điều này khiến hắn khó hiểu. Theo lý thì hắn thôn phệ hấp thu hoa yêu đầu hổ như thế, đáng lẽ ra nó phải khô kiệt suy yếu mới đúng. Dương Bách Xuyên không nhịn được bèn hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, sư phụ, con thấy hoa yêu không có dấu hiệu khô kiệt, vô lý thế nhỉ? Sư phụ trả lời, đồ ngốc, xem như lần này con nhặt được món hời rồi. Đóa hoa yêu cuối cùng này hẳn là thủ lĩnh của chín yêu, tức là tinh linh kết nối với cả cây cổ đằng. Vì vậy sau khi luyện hóa nó, thứ tiếp theo con có thể luyện hóa là sức mạnh của toàn bộ cây cổ đằng. Con hãy chăm chỉ luyện hóa đi, có thể giúp chân khí trong cơ thể con viên mãn đấy. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên lập tức phấn chấn tinh thần, tập trung thôn vệ và luyện hóa. Ngày lại ngày trôi qua. 10 ngày trôi qua. 1 tháng trôi qua, chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên gần như viên mãn. Mà lúc này hắn cũng nhận thấy cây cổ đằng rốt cuộc cũng có trạng thái suy yếu, sắp khô kiệt rồi. Điều này lại khiến Dương Bách Xuyên lo lắng. Nếu tiếp tục thôn vệ và luyện hóa theo mức độ này, hắn lo lắng liệu tử phủ của mình có nổ tung vì căng quá hay không. Sư phụ ơi, chân khí sắp viên mãn rồi, giờ con phải làm sao? Có cần dừng lại không? Dương Bách Xuyên thấp thỏm hỏi sư phụ. Tiếp tục hấp thu đi, hiện tại con chưa độ đại thiên kiếp. Tử phủ viên mãn tức là đã tiến vào độ kiếp trung kỳ, nhưng chưa độ thiên kiếp thì không thể lên độ kiếp viên mãn, chân khí ở tử phủ đạt đến một lượng nhất định sẽ xảy ra biến đổi về chất. Nén chân khí thành dạng hơi rất tiện, đến khi con độ thiên kiếp sẽ có lợi. Hơn nữa còn có thể bước vào trung kỳ hoặc thậm chí cao hơn. Bây giờ con tích lũy càng nhiều chân khí trong cơ thể thì khi độ thiên kiếp càng có lợi, không phải lo lắng những cái khác. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy thì tự tin hẳn. Hắn tiếp tục thôn phệ, hấp thu, luyện hóa hoa yêu, hay nói chính xác hơn là sức mạnh của cây cổ đằng. Lúc này tác dụng của hoa yêu chỉ là làm môi giới, thứ Dương Bách Xuyên thôn phệ và hấp thu thật là sức mạnh của cây cổ đằng. Khi tu sĩ tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Bách Xuyên thôn phệ và luyện hóa hoa yêu, hay nói chính xác hơn là cây cổ đằng thêm nửa tháng nữa, rốt cuộc cây cổ đằng cũng có dấu hiệu khô héo, trong tử phủ của Dương Bách Xuyên hơi chấn động, sau đó chân khí hóa thành dạng hơi. Theo lời sư phụ, chưa độ đại thiên kiếp thì chân khí không thể viên mãn, nhưng có thể không ngừng nén lại khiến chân khí xảy ra biến đổi về chất, trạng thái dạng hơi chính là sự biến đổi về chất của chân khí. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên cảm thấy mình sắp nổ tung vì căng đầy, nhưng sau khi chân khí hóa hơi, tử phủ lại khôi phục trạng thái trống rỗng. Hiện giờ hắn cảm thấy mình hấp thu thêm một lượng chân khí lớn cũng không thành vấn đề. Sau khi chân khí trong tử phủ hóa thành dạng hơi trông có vẻ ít đi, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ năng lượng đã tăng gấp nhiều lần. Đây là lợi ích của sự biến đổi về chất. Một chút chân khí dạng hơi có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 10 lần trạng thái chân khí. Mà đám người Mai Hoa Tiên Tử đang quan sát Dương Bách Xuyên cũng phát hiện thấy có gì đó bất thường. Trước đó bọn họ trông thấy Dương Bách Xuyên chém liên tiếp 8 hoa yêu đầu hổ rồi dừng, giữ lại một hoa yêu trên người, sau đó đứng im bất động. Bọn họ còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên đã bị đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng thôn phệ, kìm hãm. Nhưng nào ngờ lúc này bọn họ lại thấy cả cây cổ đằng đã khô héo. Điều này không bình thường chút nào. Từ cảnh tượng trước mắt có thể thấy không phải Dương Bách Xuyên bị hoa yêu đầu hổ thôn phệ, mà trái lại là Dương Bách Xuyên dùng hoa yêu đầu hổ làm môi giới để thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của cả cây cổ đằng. Nghĩ vậy Mai Hoa Tiên Tử hít sâu một hơi. Ai cũng biết cây cổ đằng được nuôi dưỡng bằng tinh huyết của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương sau khi chết,
chứa sức mạnh không tầm thường. Bây giờ thì hay rồi, Dương Bách Xuyên đã thôn phệ sức mạnh của cả một cây cổ đằng. Nhìn trạng thái khô héo của cây cổ đằng, rõ ràng là nó đã bị Dương Bách Xuyên luyện hóa gần hết. Người của chín thánh địa lớn đã đến Thiên Yêu hành cung mấy lần, ngay cả hoa yêu đầu hổ tràn đầy dược hiệu mà bọn họ cũng bó tay không giải quyết được chứ đừng nói chi đến toàn bộ cây cổ đằng. Vậy mà Dương Bách Xuyên không chỉ chém dụng 8 hoa yêu đầu hổ liên tiếp, mà còn trực tiếp thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của cả cây cổ đằng. Cho dù là thánh tử, thánh nữ của chín thánh địa lớn cùng lắm cũng chỉ làm được đến thế mà thôi. Lúc này, không chỉ Mai Hoa Tiên Tử nghĩ như vậy, đám người Minh Du Nhiên, Khương Thế Long cũng đã bất giác đặt Dương Bách Xuyên ngang hàng với thánh tử thánh nữ của chín thánh địa lớn. Ở chín thánh địa lớn, địa vị của thánh tử và thánh nữ chỉ xếp sau thánh chủ và các trưởng lão. Xét về thiên phú lẫn tiềm lực, bọn họ đều là nhân trung long phượng, thiên tài hiếm thấy. Không ngoa khi nói rằng người xuất sắc thật sự trong thế hệ trẻ chính là các thánh tử, thánh nữ. Nhất thời tất cả mọi người đều so sánh Dương Bách Xuyên với thánh tử thánh nữ của các thánh địa lớn. Đương nhiên chín thánh địa lớn còn có một số quái vật còn đỉnh hơn cả thánh tử thánh nữ, ví dụ như quái vật bị các thánh địa lớn giấu kín. Nhưng những quái vật đó chỉ là số ít, hơn nữa có một số người không cùng thế hệ, cho nên không thể so sánh. Hiện nay, thánh tử và thánh nữ của chín thánh địa lớn tuyệt đối là gương mặt đại diện xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Tuy các đệ tử tinh anh của những thánh địa này, chẳng hạn như Mai Hoa Tiên Tử, không phục các thánh tử thánh nữ mạnh hơn bọn họ, nhưng thực tế đúng là người ta mạnh hơn bọn họ, và lại còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Dương Bách Xuyên được đặt ngang hàng với thánh tử thánh nữ chứng tỏ thực lực và thủ đoạn của hắn đã được các đệ tử thánh địa này công nhận. Sau khi phát hiện ra Dương Bách Xuyên không chỉ bình an vô sự mà còn thôn phệ và luyện hóa cây cổ đằng, Mai Hoa Tiên Tử là người chán nản nhất. Nàng ta cứ tưởng mình chẳng cần ra tay đã có thể xử lý Dương Bách Xuyên. Ai dè kết quả lại thế này? Vẻ mặt Mai Hoa Tiên Tử trở nên u ám. Nàng ta liếc nhìn Lưu Dật Trần bên cạnh, trong đầu đã có ý tưởng. Lúc trước Lưu Dật Trần tới tìm nàng ta với dáng vẻ vô cùng chật vật, đệ tử bên cạnh đã bị Dương Bách Xuyên giết sạch. Hắn ta hận Dương Bách Xuyên thấu xương, luôn miệng nói phải báo thù, mong Mai Hoa Tiên Tử giúp hắn ta giết Dương Bách Xuyên. Mai Hoa Tiên Tử không coi trọng một tông sư nhỏ như Bách Luyện Sơn Trang, nhưng nàng ta vẫn đồng ý liên minh với Lưu Dật Trần, cũng đồng ý sẽ hợp tác với hắn ta đối phó Dương Bách Xuyên. Nhưng Mai Hoa Tiên Tử không muốn tiêu tốn sức lực vào Dương Bách Xuyên, hơn nữa nàng ta phải tới hành cung cuối cùng trong hành cung thất tinh Thiên Yêu để lấy bảo vật của Thiên Yêu chi chủ. Nhưng nàng ta cũng sẵn lòng làm mấy chuyện tiện tay hãm hại Dương Bách Xuyên, ví dụ như lúc ở chỗ cây cổ đằng. Nhưng bây giờ kết quả không được như mong muốn khiến Mai Hoa Tiên Tử rất thất vọng. Nàng ta quay đầu nhìn sang cũng thấy Lưu Dật Trần đang sầm mặt nhìn Dương Bách Xuyên. Sau đó, Mai Hoa Tiên Tử nói, Lưu Đạo Hữu, xem ra lợi thế đã mất, chúng ta phải rời khỏi đây. Hoa yêu đầu hổ đã bị Dương Bách Xuyên chém rụng xuống đất, biến thành thiên tài địa bảo có yêu lực cường đại, vừa hay có thể sử dụng. Mai Hoa Tiên Tử nói đến đây rồi thôi. Nhưng Lưu Dật Trần hiểu Mai Hoa Tiên Tử đang xúi dục hắn cướp hoa yêu đầu hổ bị Dương Bách Xuyên chém rụng dưới đất. Sau khi hoa yêu đầu hổ bị chém đứt, chúng không còn nguy hiểm, ngược lại đã trở thành thiên tài địa bảo chưa yêu lực tinh khiết. Nếu cướp được thì một đóa hoa yêu ngang với trăm năm khổ tu. Được, ta hiểu rồi. Hai mắt Lưu Dật Trần sáng ngời. Hắn ta chăm chú nhìn 8 đóa hoa yêu đầu hổ bị Dương Bách Xuyên chém đứt, rơi tứ tung trên mặt đất. Hiện giờ trong mắt hắn ta chúng đều là thiên tài địa bảo. Mai Hoa Tiên Tử nhếch môi cười, sau đó nói với hai đệ tử Thông Tiên Cung, Ngọc Thanh, Ngọc Minh, hai người đi cùng Lưu Đạo Hữu đi. Hoa yêu đầu hổ là chí bảo mang yêu lực tinh khiết, vô cùng hiếm có, các ngươi đi lấy về đây. Vâng, tuân lệnh sư tỷ. Hai đệ tử Thông Tiên Cung mừng rơn, đây là sư tỷ trao cơ hội cho bọn họ đó. Một đóa hoa yêu đầu hổ ngang với trăm năm khổ tu. Ai mà chẳng thèm muốn chứ. Lưu Dật Trần cũng không để bụng. Đệ tử Bách Luyện Sơn Trang đi cùng hắn ta đã bị Dương Bách Xuyên giết sạch, giờ chỉ còn hắn ta lẻ loi một mình. Hắn ta hợp tác với Mai Hoa Tiên Tử của Thông Tiên Cung thì đương nhiên phải phân chia lợi ích với người ta. Có những 8 đóa hoa yêu đầu hổ, được chia một nửa cũng hời rồi. Hơn nữa, kẻ liều mạng là Dương Bách Xuyên, bây giờ hắn ta và hai đệ tử Thông Tiên Cung chỉ đi nhặt của hời mà thôi. Lúc này Dương Bách Xuyên vẫn đang lơ lửng giữa không trung, bị đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng giữ chặt.
và lại hắn đang thôn phệ và luyện hóa cây cổ đằng, không phân thân được. Nghĩ vậy Lưu Giật Trần lập tức điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong, chuẩn bị dùng bí pháp lao đến với tốc độ nhanh nhất, cướp được hoa yêu đầu hổ liền rút ngay. Đương nhiên tuyệt nhất là có thể hại Dương Bách Xuyên một vố. Sau đó, Lưu Giật Trần hóa thành một vệt sáng lao tới. Mục tiêu là 8 hoa yêu đầu hổ nằm rải rác trên mặt đất. Hai đệ tử Thông Thiên Cung không chịu lép vế, cũng lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Mai Hoa Tiên Tử nhìn ba người xông ra, mắt lấp lóe nhìn Dương Bách Xuyên. Thật ra nàng ta càng ngày càng không thể nhìn thấu Dương Bách Xuyên, nếu không thì một đóa hoa yêu đầu hổ tương đương trăm năm khổ tu, làm sao nàng ta có thể để cho Lưu Giật Trần được hời. Chính vì Dương Bách Xuyên không nhìn thấu, khó phán đoán nên Mai Hoa Tiên Tử càng không dám manh động. Nàng ta xúi dục Lưu Giật Trần và hai sư muội ra tay, còn mình chỉ đứng xem rốt cuộc Dương Bách Xuyên còn thủ đoạn gì. Đám Mộ Trường Phong đều dồn hết sự chú ý lên người Dương Bách Xuyên, tâm trạng chuyển từ lo lắng sang cổ vũ. Nhưng bỗng nhiên bọn họ phát hiện ra bên kia xuất hiện ba vệt sáng. Kẻ đi đầu là Lưu Giật Trần, phía sau là hai đệ tử của Thông Thiên Cung. Mục tiêu là 8 đóa hoa yêu đầu hổ nằm rải rác dưới đất. Lúc này kẻ ngu cũng biết ba người nhóm Lưu Giật Trần muốn nâng tay trên nhân lúc Dương Bách Xuyên đang tu luyện. Ai mà chẳng biết 8 hoa yêu bị Dương Bách Xuyên chém dụng là bảo vật chứ? Mộ Trường Phong nổi giận, vô liêm sỉ, Lưu Giật Trần, các ngươi dám. Mộ Trường Phong giận dữ xông tới, nhưng vẫn chậm hơn Lưu Giật Trần. Bởi vì ai mà ngờ được có kẻ nhảy ra cướp đồ. Thấy Mộ Trường Phong xông đến, Lưu Giật Trần cười gằn. Đương nhiên hắn ta biết Mộ Trường Phong không kịp ngăn cản mình. Lưu Giật Trần vung tay cuốn lấy 6 đóa hoa yêu, cố ý để lại 2 đóa cho hai đệ tử của Thông Thiên Cung. Mộ Trường Phong không kịp ngăn cản Lưu Giật Trần và hai đệ tử Thông Thiên Cung. Sau khi cướp đồ thành công, Lưu Giật Trần và hai đệ tử Thông Thiên Cung bay vèo trở lại tập hợp cùng Mai Hoa Tiên Tử. Sắc mặt của đám người Mộ Trường Phong lập tức xanh mét. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng ầm ầm vang lên. Mặt đất và bầu trời không ngừng rung chuyển. Mọi người phát hiện thì ra cây cổ đằng đã phong hóa, biến mất như thể đã hoàn toàn trở thành cát bụi. Tất cả đang đứng trên một mảnh đất bằng phẳng rộng mấy dặm, cây cổ đằng khổng lồ đã biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, một giọng nói u ám vang vọng khắp không gian. Đã lấy đồ của ta mà còn muốn chạy ư? Giọng nói này rất bình tĩnh nhưng lại vang vọng toàn trường, đúng là Dương Bách Xuyên. Lưu Giật Trần nghe xong thì run bần bật, hắn ta biết lời này của Dương Bách Xuyên đang nhắm vào mình. Lưu Giật Trần rất ngạc nhiên trước biến hóa long trời lở đất, cây cổ đằng biến mất, bốn phía biến thành bình địa, giọng nói hờ hững của Dương Bách Xuyên vang vọng bên tai, há có thể không khiến hắn ta kinh ngạc được. Kỳ thật cả Lưu Giật Trần và mọi người đang đứng giữa đều rung động sâu sắc. Cây cổ đằng là hạch tâm của hành cung Bạch Hổ Thiên Yêu, thế mà hiện nó đã tan biến hoàn toàn. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì thật sự khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều biết sự tan biến của cây cổ đằng có liên quan đến Dương Bách Xuyên, hay là nói cây cổ đằng đã bị Dương Bách Xuyên cắn nuốt luyện hóa hết. Bỗng dưng, con người Lưu Giật Trần co rút, không biết Dương Bách Xuyên đã xuất hiện trước mắt bọn họ từ bao giờ, chặn đường đi cả đám. Lúc này Lưu Giật Trần đã đi tới bên cạnh Mai Hoa Tiên Tử, chỉ không ngờ Dương Bách Xuyên lại phản ứng nhanh đến thế. Trái tim Lưu Giật Trần không nhịn được đập thình thịch, hắn ta từng thua thiệt dưới tay Dương Bách Xuyên nên biết rõ thực lực lẫn thủ đoạn của đối phương, cộng với sự biến mất của cây cổ đằng, Lưu Giật Trần không sợ hãi là giả. Lúc này hắn ta mới nhận ra, hình như mình đã bị Mai Hoa Tiên Tử lừa gạt. Hắn ta liếc Mai Hoa Tiên Tử, chỉ thấy gương mặt nàng ta không hề gợn sóng, ung dung tự tại, trông có vẻ chẳng hề bận tâm đến sự ngăn cản của Dương Bách Xuyên. Thấy vậy, Lưu Giật Trần cũng bình tĩnh lại. Dù sao thì hắn ta và Mai Hoa Tiên Tử đều cùng một ruột, nàng ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Quan trọng nhất là Lưu Giật Trần biết Dương Bách Xuyên từng giết đệ tử Thông Thiên Cung, bọn họ cùng chung kẻ địch. Dương Bách Xuyên đắc tội người của Ngũ Đại Thánh Địa, tuy đã ngao du ở Thái Hoang thì không bàn chuyện sống chết nhưng đây chỉ là lời nói suông mà thôi, Cửu Đại Thánh Địa chưa từng chịu thiệt hại gì. Lúc này, không chỉ bị Dương Bách Xuyên giết mất đệ tử mà còn mất sạch mặt mũi. Mấy thứ này sẽ tính sổ với ngươi sau, Lưu Giật Trần ác độc nghĩ, chờ sau khi hắn ta rời khỏi đây sẽ liên hệ với sư môn chém Dương Bách Xuyên thành 8 mảnh, đối với thánh địa, dù có 100 tên Dương Bách Xuyên cũng chẳng đáng ngại. Trước mắt bị Dương Bách Xuyên chặn đường đi,
tuy Lưu Giật Trần hơi căng thẳng nhưng vẫn cố ổn định bản thân. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên âm u nhìn chòng chọc đám Lưu Giật Trần và đệ tử Thông Tiên Cung. Cho các ngươi một cơ hội, thả đồ của ta xuống. Đây là câu thứ hai của Dương Bách Xuyên, hắn không ngờ Lưu Giật Trần và đệ tử Thông Tiên Cung, hoặc phải nói là Mai Hoa Tiên Tử lại vô liêm sỉ như thế, nhân lúc hắn cắn nuốt cây cổ đằng cướp đoạt chiến lợi phẩm của hắn, trong lòng hắn đã nổi bão từ lâu. Thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử vẫn khiến hắn hơi kiêng kỵ, chẳng qua nàng ta đã sai người cướp đoạt Hoa Yêu Đầu Hổ, lúc trước còn kinh động Hoa Yêu Em Mờ Nhân, nhiều lần gây rắc rối cho hắn. Dương Bách Xuyên không ăn chay, nếu lần này bọn họ không bỏ đồ lại thì hắn sẽ giết hết đám đệ tử Thông Tiên Cung. Dương Bách Xuyên không thèm để Lưu Giật Trần kia vào mắt. Dù sao thì trước đó thằng nhãi này đã là bại tướng dưới tay mình, huống hồ hiện tại hắn vừa hấp thu và luyện hóa cây cổ đằng xong, lượng chân khí trong tử phủ đã đạt tới trạng thái biến hóa thành sương mù, phải nói là sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp bội. Dương Bách Xuyên cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập một nguồn sức mạnh vô tận, có thể xé xác bất cứ ai dám sằng bậy. Nếu Lưu Giật Trần và đệ tử Thông Tiên Cung biết điều giao Hoa Yêu Đầu Hổ ra, hắn có thể tha bọn họ một phen. Tuy nhiên, hắn không ngờ trả lời mình nhận được lại là những lời kiêu căng ngạo mạn hơn của Lưu Giật Trần. Họ Dương kia, ngươi liên tục đắc tội mấy đại thánh địa chúng ta, giết chết rất nhiều đệ tử Liễu Thiên Kiếm Sơn, Vạn Linh Thánh Địa, Thần Phù Linh Tông và Bách Luyện Sơn Trang, chết đến nơi còn không tự biết, nay ngươi còn dám đối nghịch với Thông Tiên Cung. Mai Hoa Tiên Tử há là người ngươi có thể tùy tiện trêu chọc sao? Lưu Giật Trần bị Mai Hoa Tiên Tử lừa một vố, trong lòng vô cùng khó chịu, giờ mắng Dương Bách Xuyên tự nhiên sẽ không để Mai Hoa Tiên Tử yên lặng đứng xem náo nhiệt mà kéo nàng ta vào cùng. Dương Bách Xuyên nghe Lưu Giật Trần nói xong, trong mắt pháp tướng hơn trăm mét bỗng lập lòe ánh sáng, hắn hử lạnh một tiếng, quạt thẳng một chưởng vào mặt Lưu Giật Trần. Hắn biết Lưu Giật Trần sẽ không giao Hoa Yêu Đầu Hổ ra, hay còn nói hắn ta sẽ ca cúi đầu với hắn. Người thánh địa luôn trưng ra dáng vẻ cao cao tại thượng làm Dương Bách Xuyên rất khó chịu, một khi đã như vậy, đánh một trận cho biết mùi. Đánh đến khi cả đám đều phục hắn sát đất mới thôi. Pháp tướng lại tung chưởng. Thứ Dương Bách Xuyên đang vận chuyển chính là một trường hợp lực của Tam Ấn Trường Sinh Chí Tôn. Chân khí hội tụ thành lốc xoáy khổng lồ dưới lòng bàn tay, che trời lấp đất. Một trường hiện giờ của Dương Bách Xuyên gần như không cần dùng chân khí, bởi vì chân khí trong thân thể hắn đã bị áp xúc thành sương mù, sau khi hấp thu và luyện hóa cây cổ đằng, trong sương mù đã tiếp cận trạng thái viên mãn khủng bố. Uy lực một trường này không phải người bình thường có thể tiếp được. Mục tiêu đầu tiên chính là Lưu Giật Trần, đương nhiên cũng cố ý vô tình lan ra đám người Thông Tiên Cung. Mà Lưu Giật Trần thấy một trưởng của Dương Bách Xuyên cũng không hề sợ hãi, trước hắn ta bại dưới tay Dương Bách Xuyên là vì thanh kiếm kia, hắn ta không ngăn được kiếm khí không đại biểu không đỡ được một trưởng của Dương Bách Xuyên. Thân là đệ tử thánh địa, tất nhiên sẽ không thiếu chiến kỹ thần thông. Hơn nữa trong mắt Lưu Giật Trần, Dương Bách Xuyên chỉ là độ kiếp sơ kỳ mà thôi, sao so được với độ kiếp viên mãn. Dùng thần thông chém giết ỉ vào pháp lực trong cơ thể pháp lực mà. Chẳng lẽ một đại viên mãn như hắn ta còn giết không được một tên sơ kỳ như Dương Bách Xuyên? Lại nói trong tử phủ vượt qua đại thiên kiếp đều là chân nguyên, cao hơn chân khí một cấp bậc, uy lực cũng hơn xa. Trong cơ thể Dương Bách Xuyên là chân nguyên, điểm này Lưu Giật Trần đã được lĩnh giáo trước đó rồi. Lúc này thấy Dương Bách Xuyên không rút kiếm, tinh thần Lưu Giật Trần chấn động. Hắn ta cho rằng nếu so pháp lực với Dương Bách Xuyên, mình có thể vứt đối phương mấy con phố, đúng lúc thừa dịp này rửa mối nhục xưa, hắn ta sẽ không cho Dương Bách Xuyên cơ hội, định ra tay trấn áp trước. Ngay sau đó Lưu Giật Trần vung phất trần, toàn thân tỏa ra ánh sáng, phía sau xuất hiện hư ảnh cũng cao trăm mét. Hư ảnh bạch y tay cầm phất trần, đúng là mệnh tinh thần tượng của Lưu Giật Trần, biến hóa lớn nhỏ theo ý niệm. Bách luyện khai sơn quyền, bách luyện thối hỏa quyền. Bách luyện thí sát quyền. Lưu Giật Trần gầm lên, tung quyền về phía pháp tướng trăm mét của Dương Bách Xuyên, điều động chân nguyên toàn thân hội tụ ở thần tượng, hung hăng va chạm với cự trưởng của Dương Bách Xuyên. Pháp tướng của hắn ta khá giống Dương Bách Xuyên nhưng mệnh tinh thần tượng lại khác xa. Pháp tướng của Dương Bách Xuyên giống thực thể hóa mà mệnh tinh thần tượng là hư ảnh. Nhưng hai người đều có thể sử dụng thần hồn và pháp lực để công kích. Dương Bách Xuyên nhìn Lưu Giật Trần vận chuyển chiến kỹ thần thông, liên tiếp đánh ra ba quyền đánh, quyền trước cường đại tàn nhẫn xảo quyệt hơn quyền sau. Hắn hử lạnh một tiếng,
chân nguyên trong cơ thể như hồng thủy hung mãnh hội tụ trên tay. Ngay sau đó trưởng và quyền chạm nhau. Rầm rầm, từng tiếng vang kinh thiên động địa, ba động cường đại tản ra xung quanh. Mai Hoa tiên tử dẫn người vội vàng lùi lại. Đám Mộ Trường Phong cũng vội vàng lui về sau. Dương Bách Xuyên và Lưu Dật Trần cứng đối cứng phát ra khí kình vô cùng cường đại. Bọn họ không thể không trốn. Đúng lúc này, giữa sân bộc phát ánh sáng chói mắt như thái dương, chiếu rọi toàn trường, tất cả mọi người nhìn không được nhắm mắt lại, chói quá. Mà ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, a. À. Tất cả vô thức trợn mắt nhìn, phát hiện thế mà một trưởng của Dương Bách Xuyên đánh thẳng vào đầu mệnh tinh thần tượng của Lưu Dật Trần, mệnh tinh thần tượng của hắn ta lập tức rách bươm, đã bị Dương Bách Xuyên phá pháp. Lưu Dật Trần kêu thảm thiết, hộc máu, ngã xuống đất. Pháp tướng của Dương Bách Xuyên khôi phục về độ nhỏ bình thường, vèo một cái đã tới trước mặt Lưu Dật Trần, tung quyền về phía đầu hắn ta. Tha mạng! Dừng tay! Hai giọng nói vang lên một trước một sau. Người trước là Lưu Dật Trần xin tha, người sau thế mà lại là Mai Hoa tiên tử. Nắm đấm của Dương Bách Xuyên dừng lại trước trán Lưu Dật Trần, hắn nheo nhìn đám Mai Hoa tiên tử, lạnh lùng nói, thông tiên cung các ngươi cầm đồ vật của ta, giao ra đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta đã cho tên Lưu Dật Trần này cơ hội, hiện giờ, ta sẽ tiến hắn lên đường. Dứt lời, nắm đấm của Dương Bách Xuyên đã nện xuống. Một quyền này khiến Lưu Dật Trần ngã xuống, Dương Bách Xuyên không hề nể mặt Mai Hoa tiên tử, giết chết Lưu Dật Trần ngay trước mặt nàng ta. Sắc mặt đám người thông tiên cung đều xanh mét. Đương nhiên Dương Bách Xuyên đang lập uy, mặt khác hắn giết nhiều đệ tử Bách Hóa Sơn Trang như vậy, đã bị Lưu Dật Trần hận chết rồi. Dù sao đều là địch nhân, lần này hắn buông tha Lưu Dật Trần, lần sau Lưu Dật Trần tất sẽ giết hắn. Đã như vậy, bớt đi một tên địch nhân có phải hơn không? Đồng thời cũng để Mai Hoa tiên tử nhìn xem, Dương Bách Xuyên này không sợ nàng ta. Thu hồi pháp khí của Lưu Dật Trần, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn về phía thông tiên cung, gằn từng chữ với hai gã đệ tử cầm hoa yêu đầu hổ, giao hoa yêu đầu hổ ra đây, kia không phải đồ vật của các ngươi. Trong lúc nói, toàn thân Dương Bách Xuyên tỏa ra kim quang chói lọi, xuất hiện một đám phù văn lưu chuyển bên ngoài thân thể. Kim Cương Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn, hai đại thần thông sáu đại phù văn, tất cả đều hiện ra. Hắn cầm đồ long kiếm nhìn hằm chằm hai gã đệ tử thông tiên cung khiến bọn chúng không khỏi sợ hãi, vô thức liếc Mai Hoa tiên tử, người được lợi nhất. Lưu Dật Trần hái quả đào bị Dương Bách Xuyên hạ gục chỉ trong một quyền, các nàng tự hỏi bản thân không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên. Lúc này bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, hai người run lẩy bẩy. Khiếu Ngọc Thanh nhìn về phía Mai Hoa tiên tử, nhịn không được mở miệng, sư tỷ, ý tứ là làm sao bây giờ? Sắc mặt Mai Hoa tiên tử tĩnh lặng như nước, nghe sư muội mở miệng, nàng ta im lặng nửa ngày, hai con ngươi nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không yếu thế, đối mắt với Mai Hoa tiên tử. Lúc Mai Hoa tiên tử nhìn Dương Bách Xuyên, thật ra trong lòng cũng đang giãy giụa, nghĩ rốt cuộc có nên lôi át chủ bài giết chế Dương Bách Xuyên hay không. Tiểu tử này thật sự quá đáng ghét, trước thẳng tay giết Lưu Dật Trần không hề chừa mặt mũi cho nàng ta, sau uy hiếp hai sư muội. Thật sự đáng chết. Nhưng hiện tại nếu dùng át chủ bài giết Dương Bách Xuyên, Mai Hoa tiên tử lại không nắm chắc ở bước cuối cùng. Hành cung thất tinh thiên yêu mới là bảo vật quan trọng nhất với nàng ta, có thể giúp nàng ta đột phá đại thừa, tăng thực lực. Nhưng mà tên Dương Bách Xuyên đáng chết này đã trở mặt với nàng ta rồi. Không giết hắn thì mất sạch mặt mũi, giết hắn, nói thật Mai Hoa tiên tử không nắm chắc, đương nhiên dùng át chủ bài là một chuyện khác. Chẳng qua át chủ bài không phải muốn dùng là dùng. Trong đầu Mai Hoa tiên tử hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng nàng ta chậm rãi mở miệng, đưa hoa yêu đầu hổ cho Dương đạo hữu đi. Sư tỷ, dựa vào cái gì, chúng ta, lúc này đứng bên cạnh Ngọc Thanh, Ngọc Minh không phục lên tiếng. Không ngờ, Ngọc Minh còn chưa nói xong, Mai Hoa tiên tử bỗng nhiên ra tay, tung hai chưởng vào đầu Ngọc Minh, Ngọc Thanh, Ngọc Minh, Ngọc Thanh kêu thảm thiết một tiếng. Trực tiếp bị Mai Hoa tiên tử trở tay đập chết. Hẳn hai người hoàn toàn không ngờ sư tỷ các nàng lại hạ sát chiêu, dưới tình huống không đề phòng bị Mai Hoa tiên tử chém giết. Lúc này những người khác cũng bị dọa chết khiếp, im thin thít như ve sầu mùa đông, không nghĩ ra được tại sao sư tỷ các nàng lại giết Ngọc Minh, Ngọc Thanh. Giọng nói lạnh như băng của Mai Hoa tiên tử vang lên, Ngọc Minh, Ngọc Thanh không nghe quản giáo, vô lễ vô phép,
trộm đồ vật của Dương đạo hữu, thân là tiên tử thông tiên cung, Mai Hoa cho Dương đạo hữu một câu trả lời, chẳng biết Dương có vừa lòng không. Dứt lời, Mai Hoa tiên tử vươn tay chạm vào thi thể Ngọc Minh, Ngọc Thanh, tức khắc hai đóa hoa yêu đầu hổ bay ra từ thân các nàng về phía Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cũng bị thủ đoạn của Mai Hoa tiên tử hù dọa, hắn không ngờ nữ nhân này còn dám giết chết sư muội của mình. Sao hắn có thể không hiểu ẩn ý trong lời vừa rồi của Mai Hoa tiên tử đây? Thay vì nói nàng ta đang dạy dỗ sư muội ngỗ nghịch, đúng ra là đang muốn hắn xem, thù này của chúng ta, không chết không giải. Dương Bách Xuyên cũng không biết tại sao Mai Hoa tiên tử không trực tiếp ra tay với mình, ngược lại dùng cách chém giết sư muội cho hắn một câu trả lời nữa. Nhưng hắn hiểu một điều, chắc chắn Mai Hoa tiên tử có cất giấu át chủ bài, thông tiên lệnh lúc trước là bằng chứng, nếu nàng ta dùng thông tiên lệnh, hắn cũng không chắc chắn có thể giết ngược nàng ta. Hiện tại Mai Hoa tiên tử không tiếc chém giết hai vị sư muội trả lời hắn, chuyện này rất bất thường, đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin, thông tiên cung thật sự có thể làm ra chuyện công bằng chính trực như thế. Chỉ có thể chứng minh, Mai Hoa tiên tử không trở mặt với hắn là vì có băn khoăn, một là kiêng kỵ hắn, hai là nàng ta giữ đòn sát thủ lại vì mục đích khác, hơn nữa không thể dễ dàng sử dụng. Nếu không hà cớ gì phải giết hai vị sư muội của mình. Nhìn Mai Hoa tiên tử đưa hai đóa hoa yêu đầu hổ lại đây, Dương Bách Xuyên mỉm cười, vung tay thu hồi hai đóa hoa yêu đầu hổ, nói, Mai Hoa tiên tử công bằng chính trực, quả nhiên không hổ là đệ tử thông tiên cung đứng đầu cửu đại thánh địa, ta, rất hài lòng. Dương Bách Xuyên cố tình nhấn nhá ba chữ cuối. Nếu hài lòng, vậy ta đã cho ngươi câu trả lời, cũng trả lại đồ, từ giờ trở đi, Dương đạo hữu ngươi tự bảo trọng. Hành cung hiểm ác, đường khó đi. Ngươi phải cẩn thận vào đấy, chết nhiều nhất ở Thái Hoang chính là thiên tài kiêu ngạo, hy vọng đạo hữu may mắn. Dứt lời, Mai Hoa tiên tử vung tay ra hiệu đám đệ tử thông tiên cung, đi. Ngay sau đó cả đám bỏ đi không hề ngoái lại. Mà Dương Bách Xuyên hét lên với Mai Hoa tiên tử cũng phải bảo trọng nhé, ồ đúng rồi, đáng tiếc ta không phải thiên tài, thế gian ai không biết đệ tử thánh địa các ngươi mới là thiên tài chứ, các vị tiên tử thông tiên cung cũng phải chú ý đấy. Hành cung nguy hiểm chập trùng, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Mai Hoa tiên tử đã đi được mấy mét bỗng khựng lại, đôi tay siết chặt nhưng vẫn không quay đầu, im lặng một lát rồi nói, đa tạ ý tốt của đạo hữu, mong đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Hai người tung ra những lời nói sắc bén, đều đang cảnh cáo đối phương. Dương Bách Xuyên từng đánh thua người khác chứ chưa nói thua ai bao giờ, hắn là kiểu người khác kính hắn một tấc thì hắn trả lại một trường. Trái ngược, nếu có người uy hiếp hắn, hắn có chết cũng không chịu thua khuất phục, người mạnh thì ta càng mạnh hơn. Dương Bách Xuyên biết mối thù lần này với Mai Hoa tiên tử không thể giải được rồi, từ giờ trở đi hai bên đều sẽ không cho ai cơ hội. Nói cách khác, từ lúc Mai Hoa tiên tử giết chết hai sư muội của mình đã xác định hai bên sẽ có một cuộc đại chiến sống còn ở hành cung thiên yêu, chẳng qua không phải trước mắt. Mai Hoa tiên tử có điều cố kỵ nên mới giết hai vị sư muội, cho Dương Bách Xuyên một câu trả lời. Mà đối với Dương Bách Xuyên, hắn coi như cũng đè đầu đám đệ tử thánh địa cao cao tại thượng kia, vậy đủ rồi. Nhìn Mai Hoa tiên tử dẫn người đi đến giữa sân, nơi đó xuất hiện một tế đàn truyền tống. Đúng là trung tâm nơi cây cổ đằng cắm rễ, hiện giờ cây cổ đằng bị Dương Bách Xuyên luyện hóa rồi, tế đàn truyền tống hiện ra trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy đám người Mai Hoa tiên tử nhanh chóng biến mất ở tế đàn truyền tống, tiến vào hành cung tiếp theo. Cách đó không xa. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long thấy Mai Hoa tiên tử đi rồi bèn gật đầu với Dương Bách Xuyên, bước vào tế đàn truyền tống. Khương Thế Long vừa đi vừa thì thầm với Minh Du Nhiên sư muội, chúng ta cần phải đề phòng Mai Hoa tiên tử, nữ nhân kia thật tàn nhẫn, lòng dạ khó lường, rõ ràng là nàng ta sai khiến hai vị sư muội thông tiên cung đi giữa sân hái đào, chớp mắt đã thẳng tay chém giết, còn đội mũ vô lễ vô phép lên đầu người ta, thật đáng sợ. Từ trước đến nay các đời đại tiên tử thông tiên cung đều không có một ai đơn giản, chẳng qua Mai Hoa tiên tử âm mưu xảo trá, kiểu người này nguy hiểm nhất, đùn là phải cẩn thận. Minh Du Nhiên lên tiếng. Hai người vừa nói chuyện vừa biến mất cho Ninh truyền tống trận. Lúc này đám người Mộ Trường Phong cũng đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Thú Ngũ Hành hét lớn, chủ nhân, người thật khí phách, tiên tử thông tiên cung đều phải cúi đầu trước chủ nhân, sướng chết, ha ha. Chi chi. Điêu Nhi vui sướng nhảy tót lên vai Dương Bách Xuyên. Lục Yên Chi cũng vui mừng cho Dương Bách Xuyên,
đây là chứng minh cho thực lực, ở tu chân giới, chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Hôm nay tuy Mai Hoa tiên tử thông tiên cung có ý uy hiếp Dương Bách Xuyên nhưng thật ra nàng ta đã cúi đầu chịu thua một trận, đây chỉ là bước khởi đầu cho con đường trở thành cường giả của Dương Bách Xuyên. Lục Yên Chi và đám người thú ngũ hành không nghĩ nhiều, đều vui mừng vì Dương Bách Xuyên làm Mai Hoa tiên tử cúi đầu. Hơn nữa, từ khi đi vào Thái Hoang, mấy người bọn họ liên tục bị cường giả áp chế, gặp được người thánh địa lại càng thêm quá mức, tìm rắc rối khinh thường, cực kỳ nghẹn khuất. Lúc này Dương Bách Xuyên có thể làm Mai Hoa tiên tử cúi đầu, đám người Lục Yên Chi cực kỳ vui vẻ. Chỉ có Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề liếc nhau, trong mắt hiện lên sự lo lắng, Mai Hoa tiên tử đại biểu thông tiên cung đứng đầu chín thánh địa, rất để ý mặt mũi. Cũng không biết lần này vì cái gì mà Mai Hoa tiên tử lại cúi đầu trước Dương Bách Xuyên, nhưng tuyệt đối có nguyên nhân. Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề đều biết Mai Hoa tiên tử có thủ đoạn, từ lúc nhìn thấy nàng ta có thể tự tay giết chết hai sư muội đã định sẵn sẽ không bỏ qua. Lần này Dương Bách Xuyên đã đắc tội chết với Mai Hoa tiên tử, từ trong lời nói sắc bén của nàng ta cũng có thể nghe ra được, nàng ta chỉ tạm chịu đựng, chắc chắn sẽ trả thù. Nhìn đám người Dương Bách Xuyên cười to, Mộ Trường Phong không nhìn được nói, sư tổ, Mai Hoa tiên tử không phải loại người đơn giản, có thể trở thành tiên tử của thông tiên cung đều là tinh anh trong tinh anh, cần phải cẩn thận. Mặc dù nói những lời này trong lúc Dương Bách Xuyên đang vui vẻ sẽ rất mất hứng, nhưng Mộ Trường Phong vẫn nói ra. Dương Bách Xuyên không tức giận, còn rất vui mừng nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, phải cẩn thận Mai Hoa tiên tử, nhưng nếu ta đã dám trêu chọc nàng ta, ta sẽ không sợ, Trường Phong, đoạn đường tiếp theo chúng ta tách ra thôi. Sư tổ, ta không có ý khác, ta, Mộ Trường Phong nghe thấy Dương Bách Xuyên nói muốn tách ra, rất sốt ruột, còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên đa tâm, sợ liên lụy. Dương Bách Xuyên xua tay cười nói, Trường Phong, đừng suy nghĩ nhiều, đầu tiên ta có thể nói thẳng cho ngươi, ta tuyệt đối là sư đệ của Thánh Chủ Trường Sinh Điện, Vân Trường Sinh, cam đoan không giả. Cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có ý gì khác. Trong chuyến đi hành cung này, ngươi và đệ tử Trường Sinh Điện còn có đệ tử của Hoàng Triều Hiên Viên đã giúp ta rất nhiều, còn mất vài đệ tử vì ta, nói đi nói lại, là ta thua thiệt mọi người. Hiện tại ta đã quyết liệt với thông tiên cung, ta cũng có cảm giác Mai Hoa tiên tử không phải loại người đơn giản, cho nên chúng ta tách ra là lựa chọn tốt nhất. Ngươi yên tâm, ta còn có thủ đoạn và át chủ bài để đối phó với nàng ta. Nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy đệ tử hai nhà các ngươi lại xuất hiện thương vong, một mình ta di chuyển, mục tiêu sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta tách ra, chỉ cần ta không ở bên cạnh các ngươi, chắc chắn Mai Hoa tiên tử sẽ không cố tình nhằm vào các ngươi. Dương Bách Xuyên không muốn liên lụy đệ tử Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, hành động một mình cũng có chỗ lợi. Sau khi giải thích một lúc, Mộ Trường Phong cũng nhìn ra được, Dương Bách Xuyên đã ra quyết định, nên cũng không kiên trì. Hành lễ với Dương Bách Xuyên rồi mang theo người đi bước vào tế đàn truyền tống, đi vào hành cung tiếp theo. Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thú ngũ hành nói. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc, nói, thất tinh thiên yêu hành cung, càng đi càng nguy hiểm, chúng ta không vội, ta có được ba đóa hoa yêu đầu hổ, chứa đựng yêu lực thuần tịnh, mỗi người các ngươi luyện hóa hai đóa, tăng thực lực trước rồi tính sau. Có lẽ Mai Hoa tiên tử sẽ dùng ám chiêu ở hành cung tiếp theo. Chỉ có tăng lên thực lực, chúng ta mới có thể đi xa hơn. Nói xong, Dương Bách Xuyên lấy ra 8 đóa hoa yêu đầu hổ, đưa cho Lục Yên Chi, thú ngũ hành, chồn nhỏ, chỉ có đả tiên thạch là không thể dùng bảo vật bậc này. Dương Bách Xuyên bỏ 2 đóa còn lại vào trong không gian hồ càn khôn, truyền cho Mai Tỷ. Trong hành trình thiên yêu hành cung này, mỗi người đều ra sức, đều có thưởng. Trong không gian hồ càn khôn còn có Thanh Ngưu, nhưng Thanh Ngưu có thể sánh ngang với Đại Thừa. Dương Bách Xuyên biết 2 đóa hoa yêu đầu hổ không có tác dụng với Thanh Ngưu nên cũng không đưa ra. Chính hắn thì không cần, lần này hắn hấp thu cả một cây cổ đằng, một đóa hoa yêu đầu hổ, chân khí trong cơ thể đạt đến trạng thái xương mù hóa. Dương Bách Xuyên tin tưởng chỉ cần bước ra Thái Hoang, hắn có thể độ đại thiên kiếp. Tạm thời hắn chỉ có thể hấp thu chân khí, dựa theo lời của sư phụ, muốn cho hắn tiếp tục hấp thu, hiện tại chân khí đang ở trạng thái xương mù hóa. Còn có thể tiến thêm một bước làm trạng thái xương mù hóa chuyển thành chất lỏng, đến lúc đó đi ra ngoài sẽ tăng lên tỷ lệ độ thiên kiếp. Muốn chân khí chuyển từ xương mù hóa thành chất lỏng, nói thì dễ, làm mới khó, cần phải hấp thu một lượng linh khí thiên địa cực kỳ khổng lồ. Bởi vì nguyên nhân này,
Dương Bách Xuyên biết cho dù vắn nuốt luyện hóa 8 đóa hoa yêu đầu hổ, hắn cũng không tăng lên chân khí, còn không bằng đưa cho đám người Lục Yên Chi hấp thu, còn có thể tăng lên lực lượng cả đội. 10 ngày sau, Lục Yên Chi, thú ngũ hành và chồn nhỏ đã luyện hóa xong lực lượng của hoa yêu đầu hổ. Lục Yên Chi nói chân khí trong cơ thể đã gần đến viên mãn, Dương Bách Xuyên nói nàng ta có thể tiếp tục hấp thu, không ngừng áp xúc chân khí, làm chân khí xương mù hóa, có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp. Sau khi thú ngũ hành luyện hóa lực lượng của hoa yêu đầu hổ, Tu Vu đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước sẽ là đại viên mãn, cũng coi như rất tốt. Còn chồn nhỏ, sau khi cắn nuốt hấp thu hoa yêu đầu hổ, chỉ dùng một ngày đã hấp thu xong, nhưng sau khi hấp thu xong, Dương Bách Xuyên cũng không cảm nhận được sự biến hóa gì ở chồn nhỏ, chỉ có lông tóc càng thêm bóng mượt. Biết chồn nhỏ là huyết mạch dị chủng hồng hoang, không thể nhìn theo lẽ thường, Dương Bách Xuyên cũng không để ý, dù sao chồn nhỏ thường trưởng thành trong vô thức. Trong chuyến đi hành cung lần này, chồn nhỏ đã hoàn toàn thể hiện thiên phủ của nó. Có thể cắn đứt cánh tay của tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, giết chết cao thủ như Thẩm Bạch, đã chứng tỏ thực lực của chồn nhỏ. Tóm lại, có thể làm người thân bạn bè và linh thú bên cạnh tăng lên thực lực, Dương Bách Xuyên đều rất vui mừng, không khác gì thực lực của bản thân tăng lên. Dương Bách Xuyên biết rõ tầm quan trọng của đoàn đội trong chuyến đi bí cảnh lần này. Trong số bạn họ, chỉ có Đả Thiên Thạch có chút uể oải, không nói gì, nhưng cũng không còn cách nào khác, Đả Thiên Thạch là kỳ thạch trong thiên địa, muốn tăng lên thực lực cần phải có bảo vật kim loại thiên địa, cho đến bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn chưa gặp phải bảo vật dạng đó. Dương Bách Xuyên đặc biệt dặn dò chồn nhỏ, Hương Hương để ý bảo vật kim loại. Chi chi, chồn nhỏ tỏ vẻ đã biệt. Nếu có thiên tài địa bảo kim loại thì có thể giúp Đả Thiên Thạch nhanh chóng khôi phục, còn có thể hóa hình, với hình thể che kín vết rạn như bây giờ của Đả Thiên Thạch, muốn hóa hình là chuyện không thể. Cảm ơn chủ nhân, Đả Thiên Thạch còn đang uể oải, nghe thấy Dương Bách Xuyên dặn dò chồn nhỏ, làm nó rất cảm động. Mặc dù nó là một cục đá, nhưng cũng là một cục đá có linh hồn, có cảm tình, có nghĩa khí. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi, hành cung tiếp theo sẽ càng ngày càng nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận gấp đôi, đi thôi. Nói xong, Dương Bách Xuyên bước vào tế đàn truyền tống. Bước vào hành cung thứ tư, hành cung thiên quyền tinh của Thiên Lang Thiên Yêu Vương. Sau khi xuất hiện trên tế đàn, cho Đả Thiên Thạch nhìn ghi chép trên tấm bia đá ở tế đàn, gần như không khác gì mấy hành cung trước, mục tiêu của bọn họ ở núi Thiên Yêu. Ở đó có một thiên yêu động phủ, sau khi đi vào sẽ là nối vào của hành cung tiếp theo. Thất tinh thiên yêu cung có 7 hành cung lớn, theo lời kể của Mộ Trường Phong, 9 thánh địa lớn lần lượt đi vào vài lần cũng mới chỉ đến được hành cung thứ 6. Mục tiêu lần này là hành cung thứ 7, rốt cuộc đã đi qua 6 hành cung, đều có kinh nghiệm. Đối với người của 9 thánh địa lớn, chuyện đi thẳng qua 6 hành cung chuyện không khó. Khó khăn nằm ở hành cung thứ 7. Bởi vì bọn họ chưa từng đi qua hành cung thứ 7, đi qua được hành cung thứ 7 sẽ có được bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ. Mặc dù không ai biết bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ là gì, nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản. Ai cũng muốn có được bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ. Bao gồm cả Dương Bách Xuyên. Sau khi đi vào hành cung Thiên Lang, Dương Bách Xuyên chưa gặp được người nào, 10 ngày trôi qua, có lẽ đám người Mộ Trường Phong cũng đã đi xa. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không quá để ý, đối với hắn, sau khi đi vào Thái Hoang, hắn đã có được rất nhiều, hắn hiểu đạo lý tốt quá hóa lốp. Đả Thiên Thạch hiểu được nội dung ghi trên tấm bia đá ở tế đàn, truyền đạt lại nội dung cho Dương Bách Xuyên, theo lời của Đả Thiên Thạch, mối nguy hiểm nhất ở Thiên Lang Thiên Yêu Vương là bầy sói yêu thú trên núi Thiên Lang. Sau khi đi vào Sơn Động Thiên Lang, phải vượt qua sự tấn công của bầy sói, chỉ cần xông qua, đi vào Sơn Động Thiên Lang thì sẽ an toàn. Hơn nữa hành cung Thiên Lang này cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần có đủ thực lực thì có thể xông qua. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn bảo mọi người tăng cao cảnh giác, bầy sói là chủng tộc am hiểu tác chiến đoàn đội, có lẽ chiến đấu một mình thì yếu, nhưng tấn công quần thể sẽ không đơn giản. Một ngày sau, đám người Dương Bách Xuyên đi đến chân núi Thiên Lang, cả ngọn núi Thiên Lang cao hơn 100 trượng, so với mấy ngọn núi ở mấy hành cung trước thì không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đứng ở chân núi, Dương Bách Xuyên nhìn thấy được thỉnh thoảng có một con thanh lang trên núi Thiên Sơn thoáng hiện. Hú! Một tiếng kêu như tiếng sói khóc vang lên. Hú hú hú! Sau đó giống như hiệu ứng liên hoàn, vô số tiếng sói hú vần quanh ngọn núi Thiên Lang.
làm người nghe có cảm giác khó chịu tắc nghẽn trong lòng. Tiếng kêu này có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh. Hít sâu, Dương Bách Xuyên vung tay lên, nói, lên núi, Tiểu Ngũ đi sau, ta đi trước, Yên Chi đi giữa, tìm cơ hội dùng độc, cục đá, người đi cùng Tiểu Ngũ, Hương Hương bảo vệ cho Yên Chi. Vâng, chủ nhân. Vâng Dương đại ca. Chi chi. Phù văn thập nhị chí tôn xuất hiện trên hai tay của Dương Bách Xuyên, dự trữ lực lượng, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tất nhiên hắn có thể vận chuyển pháp tương, uy lực sẽ càng thêm cường đại, nhưng Dương Bách Xuyên biết nếu pháp tương xuất hiện, mục tiêu quá lớn, không thích hợp tác chiến đoàn đội. Hơn nữa hắn cũng muốn rèn luyện đám người Lục Yên Chu, nếu không bọn họ sẽ không trưởng thành được, đồng thời cũng mài giũa sự phối hợp lẫn nhau của mọi người. Cả ngọn núi Thiên Lang là một ngọn núi xám xịt, gần như không có thảm thực vật. Sau khi bọn họ đi lên hơn 100 mét, có mấy con thanh lang không kiềm chế được xông lên tấn công. Hú! Tiếng sói hú vang lên, bên phải Dương Bách Xuyên có một con thanh lang to như con trâu xông đến. Dương Bách Xuyên nhìn thấy tứ chi của thanh lang là nanh vuốt sắc bén, há to miệng, lộ ra danh nanh cực dài cực bén nhọn, nhìn cũng đủ sợ hãi. Nhưng Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị từ trước, sau khi thanh lang nhảy đến, bước ra xa, quay người ra quyền, đánh trúng bụng của thanh lang. Rắc rắc, hú, một tiếng xương cốt nứt gãy và va chạm nặng nề vang lên. Sau đó vang lên tiếng kêu thảm thiết của thanh lang, máu rơi rụng giữa không trung, bị Dương Bách Xuyên đánh bay ra xa mấy chục mét, biến mất không thấy. Hắn cảm giác được con thanh lang này có tu vi độ kiếp sơ kỳ, mặc dù bây giờ hắn cũng là độ kiếp sơ kỳ, nhưng nguyên thần lớn mạnh, sau khi áp xúc chân khí trong cơ thể thành trạng thái xương mù hóa, thực lực đã vượt xa độ kiếp kỳ, cho dù đám đệ tử thánh địa độ kiếp đại viên mãn cũng không đỡ được một kiếm trong tay hắn. Nói gì đến một con lang yêu? Một quyền nhẹ nhàng đánh bay một con thanh lang. Đúng lúc này, một trận gầm rú vang lên, vô số thân hình màu xanh lơ vọt đến từ bốn phương tám hướng. Hú hú hú. Tiếng gầm rú làm lòng người sởn gáy liên tục vang lên. Nhìn vô số thanh lang đến từ bốn phương tám hướng, Dương Bách Xuyên nói, giết. Thú ngũ hành thét dài, thân thể biến to, ánh sáng năm màu hiện lên, lao ra, máu văng khắp nơi, mang theo tiếng rên rỉ của thanh lang. Lục Yên Chi múa may độc liên hoa ách nan, ném từng đóa ra ngoài. Độc thể ách nan đâm thẳng vào thân thể của thanh lang, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh lang hóa thành một bãi máu. Dương Bách Xuyên nhìn ra được Lục Yên Chi càng ngày càng vận dụng thuần thục độc thể ách nan, hơn nữa tu vi càng cao, tiên thiên độc thể ách nan càng thêm lợi hại. Phía trước có hắn ngăn cản, phía sau có thú ngũ hành áp trận, Lục Yên Chi ở giữa, không cần lo lắng bị thanh lang tấn công, chuyên tâm dùng độc. Độc liên hoa ách nạn nở rộ tản ra đầy trời, thanh lang trong vòng 100 mét đều bị độc chết, hóa thành một bãi máu loãng. Ngay lập tức thiên địa yên tĩnh, thanh lang phía xa cũng không dám tấn công bọn họ, tất cả chạy tán loạn. Dù là hung thú nhưng cũng biết lợi hại. Độc thể ách nan của Lục Yên Chi cực kỳ lợi hại, thanh lang cũng khiếp sợ. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng khiếp sợ. Nghĩ thầm, không biết sau này Yên Chi sẽ lợi hại cỡ nào. Tóm lại là chuyện tốt, sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ đi thẳng lên trên núi, dọc đường đi không bị thanh lang tấn công, bọn chúng chỉ dám đứng xa, không dám đến gần, nhiều nhất gầm rú vài tiếng. Rất nhanh Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy lối vào sơn động Thiên Lang. Một canh giờ sau, nhìn thấy tế đàn trong sơn động Thiên Lang. Dọc đường đi bọn họ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Trên tế đàn sơn động có tượng đá Thiên Lang, nhưng lại bị tàn phá. Có lẽ bức tượng này là vật bảo vệ tế đàn, nhưng bây giờ bị phá hư, cũng tốt, Dương Bách Xuyên bất việc, dẫn theo đám người Lục Yên Chi đi vào trận truyền tống trên tế đàn, đi đến hành cung tiếp theo. Trong hai hành cung tiếp theo, Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành, Lục Yên Chi, chồn nhỏ, đã tiên thạch phối hợp lẫn nhau. Xông qua ngọc hành tinh thiểm điện báo thiên yêu vương, khai dương tinh huyền quy thiên yêu vương. Thuận lợi xông qua hai hành cung này, bởi vì phía trước đã có thông tiên cung, u linh chi đô, thánh địa đao chủng và mộ trường phong, hiên viên linh hề xông qua. Mặc dù cơ hội có được thiên tài địa bảo ít đi, nhưng cũng bớt rất nhiều rắc rối. Sau khi bọn họ đứng ở trên tế đàn hành cung thứ 6, truyền tống đi đến hành cung thứ 7, hành cung giao quang tinh cửu vĩ thiên yêu vương. Đây cũng là hành cung cuối cùng trong thất tinh, cũng là hành cung duy nhất chưa từng bị người của chín thánh địa xông qua, có cửu vĩ thiên yêu vương canh giữ.
Sau khi đám người Dương Bách Xuyên truyền tống, một thế giới băng thiên tuyết địa xuất hiện, vị trí dưới chân vẫn là quảng trường tế đàn. Mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi tuyết ở nơi xa. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng đoán được ngọn núi tuyết đó là hành cung cửu vĩ thiên yêu. Cục đá, nhìn xem tấm bia ghi lại gì. Dương Bách Xuyên lên tiếng bảo Đà Tiên Thạch đọc nội dung trên tấm bia cạnh tế đàn. Đà Tiên Thạch nói, chủ nhân, bia đá ghi, hành cung cửu vũ thiên yêu vương nằm trên đỉnh núi tuyết, muốn bước lên trên đỉnh không hề dễ, có hàn khí chí âm, có thiên cương sát phong như đao nhọn, đây là vật cản tồn tại trên núi tuyết, sau khi bước lên cửu vĩ thiên yêu cung, sẽ có cửu vĩ thiên yêu chín đuôi canh giữ hành cung, rất khó bước vào đại điện của cửu vĩ thiên yêu. Muốn bước vào đại điện, phải vượt qua cửu vĩ thiên yêu vương chín đuôi, tấm bia đá chỉ ghi vật trong đại điện của thiên yêu chi chủ là chí bảo, không còn gì nữa. Không còn, chỉ có vậy. Dương Bách Xuyên hỏi. Không còn, chỉ có vậy. Đà Tiên Thạch trả lời. Dương Bách Xuyên nhíu mày, hàn khí chí âm và thiên cương sát phong còn tạm, nhưng trên đỉnh núi tuyết có cửu vĩ thiên yêu vương để lại chín đuôi canh giữa, chuyện này lại không đơn giản. Chưa nói đến việc bản thân cửu vĩ thiên yêu vương là cấp bậc thiên yêu, dựa theo ghi chép về 8 cấp bậc ở kim xí thiên yêu, cửu vĩ thiên yêu vương có 9 đuôi, chắc chắn là viên mãn, 100% là đại yêu đỉnh cấp. Để lại 9 đuôi canh giữ hành cung, coi như là bản thể, rốt cuộc cấp bậc của 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương là gì, sẽ có hình thái gì? Là hóa thành 9 pháp khí? Hay hóa thành 9 hồ ly tinh? Không có nhắc nhở, thật sự khó nắm bắt được. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng nổi lên hứng thú với hành cung này. 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương canh giữ hành cung cuối cùng, còn nhắc nhở sẽ có chí bảo của thiên yêu chi chủ, dụ hoặc rất lớn. Cách 1000 năm, người của 9 thánh địa sẽ đến, cho dù ngã xuống bao nhiêu đệ tử vẫn sẽ kiên trì phá giải hành cung cuối cùng. Thậm chí Dương Bách Xuyên có chút hiểu ra, có lẽ Mai Hoa tiên tử cúi đầu trước hắn cũng vì muốn đi đến hành cung cuối cùng này. Người khác có lẽ không biết thiên yêu chi chủ của thiên yêu hành cung là gì, nhưng hắn lại biết. Bởi vì sư phụ cũng hiểu biết nơi này, theo lời của sư phụ, thiên yêu chi chủ là thần thú Kỳ Lân. Đứng đầu thượng cổ thần thú Kỳ Lân. Dương Bách Xuyên cực kỳ mong chờ hành cung này. Nhưng hắn cũng biết, ngay cả người của 9 thánh địa đi vào mấy lần cũng không vượt qua được hành cung cuối cùng này, hoặc nói cách khác, không bước lên được núi tuyết, đủ để thuyết minh rất khó. Mộ Trường Phong cũng từng nói, 9 thánh địa bọn họ liên hợp xông vào rất nhiều lần, đều không đi lên được đỉnh núi tuyết. Nguy hiểm vượt mức quy định, nhưng nguy hiểm càng lớn, cơ duyên cũng càng lớn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nói với Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, chúng ta đi, có lẽ người của mấy thánh địa vẫn chưa lên được núi tuyết, ở nơi này khởi đầu của chúng ta giống nhau, có gặp được cơ duyên hay không phải xem vận may của chúng ta. Trên đường tới núi tuyết, nhóm người Dương Bách Xuyên đi được chừng hơn 10 dặm, gió lạnh và tuyết đã lớn tới mức không thể không dùng chân khí để chống đỡ. Mới chỉ hơn 10 dặm mà thôi, khoảng cách tới núi tuyết còn rất xa. Vừa mắt đầu đã có sương lạnh cường đại như vậy, bọn họ có thể tưởng tượng, sau khi lên được núi tuyết thì môi trường sẽ khốc liệt như thế nào. Theo như Đá Đả Tiên nói, khí lạnh trên núi tuyết có thể đông chết cơ thể kim cang, hơn nữa, thiên cương sát phong sắc như dao. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết cơ thể kim cang ở đây có giống như thân thể kim cang mà hắn tu luyện hay không, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng không khỏi trầm xuống vài phần. Hắn không tự chủ dặn dò đám Lục Yêu Chi, nhất định phải xốc lại tinh thần, bây giờ là hành cung cuối cùng, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, bọn họ không thể lật thuyền trong mương. 7 ngày sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tới được chân núi tuyết, nhìn những ngọn núi phủ tuyết hùng vĩ, những bông tuyết bay khắp bầu trời, mang đến một cảnh đẹp quỷ dị. Sau khi tới nơi, xung quanh vô cùng yên tĩnh, loại yên tĩnh này là về mặt cảm giác, mà hoàn cảnh xung quanh lại hoàn toàn tương phản, gió lớn gào thét giống như quỷ khóc sói gào, khiến cho người ta không nhịn được mà hoảng sợ. Càng như vậy thì Dương Bách Xuyên lại càng phải cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn, hắn không thể thấy được ngọn núi phủ đầy tuyết này cao bao nhiêu, những bông tuyết như lông ngỗng cũng che khuất tầm nhìn, khiến Dương Bách Xuyên không thể nhìn được bất cứ thứ gì ngoài 10 mét. Leo núi thôi, mọi người cẩn thận. Dứt lời, Dương Bách Xuyên dẫn đầu leo lên trước. Tuyết phủ rất dày nhưng không ngăn được tu sĩ, hai chân vận chân khí, đạp tuyết vô ngân giống như uống nước lạnh. Tuyết bay tán loạn cũng không nhìn được bất cứ sự vật gì. Có gió lạnh, tuyết rơi dày đặc, khi thì nặng hạt, khi thì gào thét.
Môi trường ở đây càng trở nên khắc nghiệt, đám người Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều tỏa sáng rực rỡ, dùng chân khí tới cực điểm. Gió lạnh trên núi tuyết như đạt đến đỉnh điểm, nếu như không dùng chân khí thì rất có thể sẽ bị đông thành tượng đá. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Càng lên lao thì gió lạnh càng điên cuồng gào thét. May mà tạm thời mọi người vẫn có thể chống cự được. Toàn bộ núi tuyết không phải là một ngọn núi dựng thẳng đứng như thiên ưng, nhìn chung tương đối bằng phẳng và bậc thang lượn vòng. Kỳ lạ là tất cả những bậc thang này lại không hề có bông tuyết nào rơi xuống, nhìn qua rất sạch sẽ, bậc thang trắng như ngọc. Giống như được làm phép, rõ ràng tuyết bay lả tả khắp núi, sau khi rơi xuống bậc thềm sẽ biến mất, một bông cũng không còn. Dương Bách Xuyên đoán, chắc chắn là có cấm thuật gì đó. Hắn cũng không nhìn ra điểm bất thường, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi leo được 1000 mét, ánh mắt Dương Bách Xuyên khựng lại, hắn nhìn thấy có người xuất hiện. Nhìn kỹ, bậc thang phía trước còn có người. 1, 2, 3 người, dọc theo đường đi dường như có rất nhiều bóng người. Tất cả đều đang quay lưng lại với phía bọn họ, tư thế như đang leo về phía trước. Rải rác khắp các bậc thang. Mới nhìn, Dương Bách Xuyên bị dọa sợ hết hồn, lúc nhìn kỹ lại thì thở phào, nhưng hắn luôn có cảm giác kỳ quái. Tiến lên vài bước, đến chỗ người thứ nhất, Dương Nhất Phân thở phào nhẹ nhõm, đúng như hắn nghĩ, bọn họ đều đã chết. Bọn họ đều là tượng đá, bị đông thành băng. Nhìn qua lớp băng trong suốt, hắn có thể thấy rõ, người bị đông thành tượng đá đầu tiên mặc quần áo đệ tử thần Phù Linh Tông. Lúc này, Dương Bách Xuyên bắt đầu thấy quái lạ, trước đó, người của thần Phù Linh Tông đã bị hắn, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành giết chết toàn bộ, chỉ có Thẩm Bạch tiến vào hành cung, nhưng cũng bị Trồn Nhi xé nát. Rõ ràng, người bị đông cứng trước mặt này không tiến vào cùng đợt với bọn họ. Nghĩ vậy, người này nhất định là đệ tử của thần Phù Linh Tông đã tiến vào trước đó. Mộ Trường Phong cũng đã nói, trước kia có rất nhiều người cửu đại thánh địa tiến vào. Nhưng cũng tổn thất không ít ở bên trong Thiên Yêu hành cung. Hiện tại xem ra, quả đúng là như vậy. Vô số tượng băng rải rác trước mặt chính là người của cửu đại thánh địa năm xưa. Vẻ mặt của họ đều đờ đẫn, trên mặt không có biểu hiện sợ hãi hay bất cứ điều gì, có thể là bị đông đá đến chết. Trong lúc vô tình bị đông cứng chết trên bậc thang. Lúc này Dương Bách Xuyên chợt giật mình, sau đó mới nhớ ra bọn họ đã đi một quãng đường dài lên núi, càng đi càng thấy lạnh. Cộng thêm những ghi chép trên bia đá, khí lạnh trên núi tuyết có thể đông chết cơ thể kim cang, hơn nữa, thiên cương sát phong sắc như dao. Giống như chết cóng cũng không phải chuyện gì lạ. Hơn nữa, thân thể kim cang được nhắc tới ở đây không phải là kim cang mà hắn từng tu luyện. Người có thể tiến vào Thiên Yêu hành cung, đâu ai không phải tu vi độ kiếp. Vậy nên thân thể kim cang ở đây còn kinh khủng hơn. Đệ tử của cửu đại thánh địa vào đây đã bị đông chết. Cảm nhận kỹ lại, quả thật khí lạnh trên này còn mạnh hơn dưới chân núi gấp 10 lần. Lúc này, nếu như hắn không có nội công và ngoại công càn khôn, thân thế cường hãn cảnh giới sinh tử, chân khí nồng hậu bảo vệ bản thân thì có thể hắn cũng sẽ kết băng. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bất chợt quay đầu, hắn bị dọa sợ. Ở phía sau, toàn thân Thú Ngũ Hành đều là tuyết, Trồn Nhi cũng không biết bị đóng băng từ lúc nào. Chỉ có Đá Đả Tiên. Toàn thân vẫn tỏa ra ánh sáng đi ở đội ngũ sau cùng, bước từng bước chậm rãi, khoảng cách gần 100 mét. Đá Đả Tiên là kỳ thạch của trời đất, bản chất của đá đã chống lại băng, hắn có đá đắc đạo nhưng tác dụng lại không nhiều. Chỉ có Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Trồn Chi là cơ thể bằng xương bằng thịt, nhưng lại không có thân thể cảnh giới sinh tử như hắn, càng không có công pháp càn khôn, cũng không chân khí nồng đậm, bên ngoài kết băng cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, khi Dương Bách Xuyên nhìn qua, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, Trồn Nhi giống như đã đơ người. Suốt dọc đường, khí lạnh dần tăng lên, giống như nước ấm đun ếch nhái, trong lúc vô tình, người ta chỉ cảm thấy lạnh, nhưng lại từng chút xâm nhập làm tê liệt ý thức. Tới khi leo lên cao, khí lạnh ngày càng dày, Dương Bách Xuyên biết chắc chắn Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, Trồn Nhi sẽ bị khí lạnh đông thành tượng đá, thậm chí là chết cóng. Có lẽ những đệ tử của cửu đại thánh địa này cũng bị đông thành tượng đá. Hay chết cóng từ lúc nào không hay. Nếu như hắn không quay đầu nhìn, có lẽ Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Trồn Nhi cũng sẽ giống như những đệ tử này, cuối cùng cũng sẽ bị khí lạnh ngày càng dày đặc làm cho chết cóng. Nghĩ tới đây, trán Dương Bách Xuyên không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đi tới chỗ ba người, thu bọn họ vào trong không gian càn khôn.
Sau khi thu cả ba vào, Dương Bách Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, ý thức của bọn họ đã bị tê liệt nhưng ở trong không gian càn khôn sẽ dần lấy lại được sức. Mặc dù làm như vậy có thể làm họ thiếu đi một phần cơ duyên, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng, hơn nữa đợi sau khi lên được tới đỉnh, Dương Bách Xuyên xem tình hình thế nào rồi sẽ thả bọn họ ra. Dương Bách Xuyên cũng không thu đá đả tiên vào không gian. Thứ nhất, đá đả tiên có thể kháng trụ được khí lạnh của núi tuyết, điều này chứng minh hắn có cơ duyên của hắn. Thứ hai, Dương Bách Xuyên nhìn đá đả tiên đang chậm rì lê từng bước một, hắn đột nhiên bật cười. Thạch Thanh, xem ra không cần ta giúp nữa, cơ duyên của ngươi tới rồi. Dương Bách Xuyên nhìn đá đả tiên đang cách mình 30 mét nói. Trong mắt hắn, mỗi một lần nhảy lên của đá đả tiên đều sẽ khiến cho bậc thang nứt ra khe hở. Đúng lý mà nói, bậc thềm của núi tuyết này đã trải qua vô số năm tháng dưới cái lạnh có thể đông chết tu sĩ độ kiếp, không thể nào bị đá đả tiên đập vỡ được. Nhưng Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy rõ, bậc thềm kia đã bị vỡ khi đá đả tiên nhảy lên. Hắn biết, cơ duyên của đá đả tiên đã tới. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, đá đả tiên như tỉnh lại từ trong giấc mộng, cơ thể lóe lên, chủ nhân, bậc thang Bạch Ngọc ở đây là Bạch Ngọc Chi Tinh, chúng đã hấp thu tinh khí của toàn bộ núi tuyết, đây chính là thuốc bổ cho một tảng đá như ta, mặc dù lực lượng yếu ớt mỏng manh nhưng lại có số lượng nhiều, ta đoán nếu hấp thụ hết thì sẽ có thể chữa trị các vết nứt trên cơ thể rồi hóa hình. Bọn họ đâu? Dứt lời, đá đả tiên đã nhảy tới trước mặt Dương Bách Xuyên, lúc này mới phát hiện không thấy thú ngũ hành, Lục Yên Chi và Trồn Nhi đâu. Dương Bách Xuyên cười nói, cơ duyên của ngươi tới thật rồi, thể xác và tinh thần đều rất chuyên tâm. Ba người họ cũng không phải đá, chịu không nổi khí lạnh ở nơi này, thấy tượng đá kia không? Đá đả tiên vừa nhìn qua đã hiểu được tình hình, hắn cười gian trá nói, xem ra tộc kỳ thạch của ta vẫn còn có chút năng lực kháng đông. Hai chủ tớ vừa nói vừa cười, tiếp tục đi về phía trước. Dương Bách Xuyên quan sát dọc đường, người bị đông cứng có của cửu đại thánh địa, hắn còn nhìn thấy vài đệ tử của Điện Trường Sinh. Trước kia, những người này đã tới Thiên Yêu Hành Cung. Nhưng lại vĩnh viễn ở lại nơi này. Hắn cũng không đụng chạm gì tới những người bị đóng băng, dù sao thì người cũng đã chết. Tiếp tục đi về phía trước, đá đả tiên theo sát ngay sau hắn, hoàn toàn không bị khí lạnh ảnh hưởng. Hơn nữa hắn càng hấp thụ được nhiều tinh khí trong bậc thềm, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được hơi thở của đá đả tiên ngày càng mạnh, vết nứt trên bản thể cũng dần dần biến mất. Dương Bách Xuyên đã dùng càn khôn tới cực hạn để chống lại khí lạnh, sau một ngày, cũng không biết đi được bao xa, hắn có cảm giác chầy chật. Lúc này, khí lạnh đã đạt tới giới hạn cao nhất mà Dương Bách Xuyên có thể chịu được. Nhưng hắn nghĩ, dọc đường lần này, hắn không nhìn thấy bất kỳ đệ tử thánh địa nào. Điều này chứng minh mọi người đều không sao, an toàn leo tới nơi cao nơi, vậy thì chẳng có lý nào mà hắn không thể. Trong thâm tâm Dương Bách Xuyên luôn tin tưởng mình không kém gì đệ tử cửu đại thánh địa, nếu người khác làm được thì hắn sẽ không có vấn đề gì. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên bên tai hắn nghe thấy một tiếng gió gào thét. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nhưng hắn biết đó là cơn gió lớn thổi qua. Nhưng mà khi cơn gió mạnh thổi qua, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị hàng nghìn con dao cắt thành từng mảnh. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng lại có thể cảm nhận được. Loại cảm giác đau đớn này rất thật. Lúc này, tiếng gào khóc như giết heo của đá đả thạch vang lên. Oa hu hu, chủ nhân, thiên cương sát phong này giống như bị dao cắt. Oa hu hu, đau quá. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng gào của đá đả tiên thì dở khóc dở cười. Thật ra hắn có thể thấy được, đá đả tiên không có thương tổn gì lớn. Con hàng này đang làm quá mà thôi, không đau tới như vậy. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng không biết Thạch Thanh có đau thật hay không. Được rồi, một hòn đá như ngươi thì đau cái gì? Người bằng xương bằng thịt như ta không kêu thì thôi, tiếp tục đi, người khác lên được thì chúng ta cũng có thể lên được. Dứt lời, Dương Bách Xuyên không thèm để ý tới đá đả tiên đang oán giận, hắn tiếp tục đi về phía trước. Đá đả tiên nhảy theo ở phía sau, chủ nhân. Người ta cũng là linh thạch có được không, sao lại không đau được? Đừng có rên nữa, đi nhanh lên, đừng có tưởng ta không biết cơ thể ngươi sắp hồi phục rồi. Chỉ một câu của Dương Bách Xuyên đã vạch trần bản chất của đá đả tiên. Chủ nhân không thể nói như vậy được nha. Đá đả tiên vẫn còn khua môi múa mép với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không ngại đấu võ mồm với đá đả tiên, thật ra hắn đang phân tán lực chú ý của mình.
giảm bớt đau đớn do thiên cương sát phong cắt trên cơ thể. Hai chủ tớ vừa đi vừa nói, sau khi đi được một canh giờ, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình sắp không trụ được nữa. Mặc dù đá đả tiên luôn miệng kêu gào nhưng nhìn bản thể của hắn đã không còn vết nứt, xem ra thương thế hồi phục không tệ. Nhưng đá đả tiên vẫn không ngừng hấp thụ linh khí trên bậc thềm ngọc trắng. Đúng lúc này, đá đả tiên lên tiếng, chủ nhớ, phía trước hình như có người. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì nhìn qua, quả nhiên cách xa mấy chục mét có bóng người đang di chuyển. Lúc này nhìn thấy người, không cần hỏi cũng biết, nhất định là người của cửu đại thánh địa đã tiến vào lúc trước. Trong lòng thầm nhủ, cuối cùng cũng đuổi kịp, hai bên chênh lệch thời gian nửa tháng, Dương Bách Xuyên đuổi theo bọn họ, chỉ có thể nói núi tuyết này thật sự quá khó đi nếu không thì trong khoảng thời gian này, những người kia đã sớm leo tới đỉnh rồi. Điều này cũng có nghĩa là, thực lực hiện tại của Dương Bách Xuyên không hề yếu. Nghĩ như vậy, tinh thần Dương Bách Xuyên phấn chấn hẳn lên, hắn bước nhanh về phía trước, đương nhiên mỗi bước tiến vào lúc này đều vô cùng đau đớn. Lực lượng của thiên cương sát phong ngày càng mạnh. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên vốn đã so đo với đám đệ tử thánh địa, đương nhiên sẽ không dừng lại. Bên trong và bên ngoài càn khôn gần như được dùng tới cực điểm. Dương Bách Xuyên phải mất hơn 10 phút mới đi được khoảng cách 6-70 mét. Khi chỉ còn 8-9 mét, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hầu như mọi người đều đã đến nơi. Giải rác trên những bậc thềm ngọc trắng. Trước mặt hắn chính là Mai Hoa Tiên Tử dẫn theo đệ tử của Thông Tiên Cung, theo sau là Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô và Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Chủng. Cuối cùng là Mộ Trường Phong Hiên Viên Linh Hề. Nhưng khi Dương Bách Xuyên trông thấy bọn họ thì ngẩn người. Bởi vì Dương Bách Xuyên phát hiện, tất cả bọn họ gần như đều triệu hoán ra mệnh tinh thần tượng để chống lại thiên cương sát phong. Lúc này, hắn thầm mắng mình hồ đồ, sớm biết vậy thì hắn cũng triệu hóa mệnh tinh ra, tự dưng lại phải chịu nỗi khổ bị nghìn đao chém. Dương Bách Xuyên tới, bọn họ đương nhiên cũng phát hiện. Mộ Trường Phong vui mừng hô lên, sư tổ. Lúc gọi, Mộ Trường Phong cũng ngẩn cả người. Y không ngờ Dương Bách Xuyên chỉ dựa vào chân khí cũng có thể đi được lên đây. Không chỉ có Mộ Trường Phong mà tất cả mọi người đều thấy Dương Bách Xuyên không dùng tới mệnh tinh thần tượng, biểu cảm trên gương mặt của ai nấy đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mai Hoa Tiên Tử quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên, con người co rút lại. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng không thể tin nổi. Người của cửu đại thánh địa dùng tính mạng để chứng minh, những người leo lên đỉnh núi chỉ dùng chân khí đều sẽ bị đông chết ở bậc thang. Căn bản không thể đi tới thiên cương sát phong. Chỉ có vận công chân khí và mệnh tinh thần tượng qua lại lẫn nhau mới có thể chống lại thiên cương sát phong, đi tới đỉnh núi. Nhưng nhìn Dương Bách Xuyên chỉ dùng chân khí để lên tới tận trên này. Điều này đủ để chứng minh, tên tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người đều đang nghĩ cùng một vấn đề, nếu như Dương Bách Xuyên dùng tới mệnh tinh thần tượng, liệu hắn có bay lên được trong thiên cương sát phong không? Sau đó trực tiếp chạy thẳng tới đỉnh núi. Phải biết rằng phía trước còn hơn 100 mét mới có thể lên đến đỉnh núi tuyết rồi mới tới hành cung cửu vĩ thiên yêu vương. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng đang nghĩ mình có nên triệu hoán mệnh tinh ra không? Rõ ràng, dùng mệnh tinh chống đỡ thiên cương sát phong sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều, thậm chí Dương Bách Xuyên biết hắn dùng thiên phú mệnh tinh chuông đông hoàng thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngay lúc này, lão đầu bỗng nhiên lên tiếng, thằng nhóc thối, không được dùng mệnh tinh, con cứ dùng chân khí ngăn chặn thiên cương sát phong, một là có thể gia tăng khả năng vận dụng chân khí của con, thứ hai là bên trong thiên cương sát phong có thể rèn luyện cơ thể và nguyên thần. Lẽ nào con không phát hiện, dọc đường đi tới bây giờ, thân thể của con mạnh hơn sao? Nghe lão đầu nói như vậy, Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận lại, thân thể của bản thân hình như mạnh lên một chút. Mặc dù không rõ nhưng quả thật đã tốt hơn. Lão đầu, hình như đúng là mạnh hơn một chút, Dương Bách Xuyên nói. Nói nhảm, thiên cương sát nha nhắm vào nguyên thần và thể xác, rèn luyện chúng, hoàn cảnh này thường không có ở tu chân giới, sao có thể bỏ qua cơ hội này được, không chết được đâu, người khác có thể chết nhưng con thì không. Vân Thiên Tà không khách khí mắng. Lão đầu chết tiệt, nhưng mà thật sự rất đau. Dương Bách Xuyên âm thầm gào thét. Đừng có la nữa. Muốn thành kẻ mạnh, thậm chí là mạnh nhất, được người thánh địa tôn trọng sợ hãi thì đương nhiên phải trả giá. Bây giờ thân thể sinh tử cảnh của con vẫn chưa thành, cách cảnh giới tiếp theo thân thể lưu ly rất xa, nếu như không cố gắng thì sao có thể tu luyện thành thân thể lưu ly.
Nói thật cho con biết, lúc con độ đại thiên kiếp có thiên lửa ra thân, một khi đốt cháy sẽ trở thành cho bụi, không có bảo vật phòng ngự thì chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu con tu thành thân thể lưu ly, vậy thì mọi chuyện sẽ không giống nữa, đến khi đó lửa sẽ không còn tác dụng quá lớn. Hơn nữa thân thể lưu ly gần như đã đạt tới bước bất tử bất diệt, đương nhiên những chuyện này chỉ là tương đối, tóm lại tu luyện thân thể lưu ly sẽ tốt vô cùng. Hiện tại tiểu tử con còn chưa tu thành thân thể sinh tử cảnh, sao có thể tu luyện thân thể lưu ly? Nói cho con biết trước khi ra khỏi Thái Hoang thì nhất định phải tu được thân thể lưu ly, nếu không sau này đừng hy vọng vi sư sẽ giúp bất cứ chuyện gì cuối cùng, Vân Thiên Tà còn dùng tới đe dọa. Dương Bách Xuyên cạn lời, hắn nói. Lão đầu chết tiệt, xem như người lợi hại, con tu luyện thân thể lưu ly là được chứ gì, con cũng đâu có nói không, người kích động như vậy làm gì. Dương Bách Xuyên rất buồn phiền vì lần này sư phụ mình dùng tới cả uy hiếp, nhưng hắn biết đây cũng là một kiểu thúc giục khác của lão đầu dành cho mình. Vốn là muốn dùng thần thông mệnh tinh ngăn chặn thiên cương sát phong, không ngờ lão già lại không cho phép. Dương Bách Xuyên chỉ đành từ bỏ, tiếp tục chịu đựng nỗi khổ thiên đao vạn quả trong thiên cương sát phong. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng nghi ngờ lão già chết tiệt có còn là sư phụ của hắn nữa không? Có sư phụ nào hãm hại đồ đệ như vậy không? Người của mấy thánh địa lớn đều dùng đủ loại thủ đoạn để ngăn chặn đau khổ như thiên đao vạn quả của thiên cương sát phong, hắn lại muốn cưỡng chế chịu đựng. Đương nhiên nói cho cùng thực ra Dương Bách Xuyên hiểu lão già là muốn tốt cho hắn. Nhục thể sinh tử cảnh vốn chưa đại thành, vẫn còn cách đại thành một đoạn nữa. Nếu thật sự giống như lão già nói, sau khi đột phá nhục thể sinh tử cảnh, đạt đến thân thể lưu ly gì đó, có thể có tác dụng lớn lúc độ đại thiên kiếp, như vậy dù là đau khổ lớn hơn nữa hắn cũng phải chịu đựng. Dù sao dự tính ban đầu khi tiến vào Thái Hoang, chính là để độ đại thiên kiếp, tạo một nền móng vững chắc. Điều có thể làm lúc này chỉ có một chữ, nhịn. Sau khi chào hỏi Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Hắn vẫn kiên trì ý nghĩ ban đầu tạm thời giữ khoảng cách với Mộ Trường Phong, đỡ cho nếu như thật sự đánh với Mai Hoa Tiên Tử, đến lúc đó Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề chắc chắn sẽ giúp đỡ. Hắn đã khiến số lượng đệ tử hai nhà tổn thất vì hắn rồi, nếu như lại có thương vong, trong lòng Dương Bách Xuyên rất áy náy. Dù sao hắn không muốn nợ quá nhiều ân huệ. Lúc đi ngang qua Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, hai người chỉ cười, gật đầu ra hiệu, cho đến bây giờ. Ngoài Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng có mâu thuẫn với hai nhà U Linh Chi Đô và Thánh Địa Đao Chủng này. Thánh địa khác thì không nói nữa, về cơ bản đều bị hắn tiêu diệt rồi. Chỉ có Thông Tiên Cung, đến cuối cùng Mai Hoa Tiên Tử đã ngầm chịu đựng, nhưng chính vì như vậy, nên Dương Bách Xuyên mới càng thấy nguy hiểm hơn. Cho nên đây cũng là nguyên nhân hắn tạm thời giữ khoảng cách với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề. Sau đó hắn dẫn Đá Đả Tiên đi ngang qua bên cạnh đám nữ nhân Mai Hoa Tiên Tử. Hai bên lướt qua đều không nói chuyện, nhưng Dương Bách Xuyên thấy ánh mắt muốn giết người của cả đám Thông Tiên Cung, hơi buồn cười. Chỉ có ánh mắt Mai Hoa Tiên Tử lúc nhìn hắn vô cùng bình tĩnh, không nói một câu. Nhưng càng như vậy thì càng khiến Dương Bách Xuyên tràn đầy phòng bị đối với nàng ta. Chỉ có thể nói nữ nhân này thật sự không dễ đối phó. Nhưng hắn cũng không quá để ý. Ngược lại lúc này mỗi người bọn họ đều vận chuyển mệnh tinh thần tượng, tiêu hao chân nguyên khổng lồ để chống lại khí lạnh, không có nguy hiểm đối với Dương Bách Xuyên. Nếu bây giờ thật sự ra tay, thì người thiệt chính là bọn họ. Phải biết rằng Dương Bách Xuyên vẫn chưa sử dụng mệnh tinh thần tượng. Mai Hoa Tiên Tử muốn ra tay với hắn thì đã ra tay từ lâu rồi. Dương Bách Xuyên thản nhiên cười, trực tiếp vượt qua đám người của Thông Tiên Cung, đi về phía trước. Thực ra hắn đang cố chống đỡ. Làm ra vẻ, chính là để không thua kém trước mặt đám người Mai Hoa Tiên Tử, ra vẻ là người rắn giỏi chưa kêu ra một tiếng. Ngoài ra Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra những đệ tử thánh địa này đang bước đi vô cùng khó khăn, chậm chạp trong thiên cương sát phong, muốn ra tay cũng phải kiêng dè. Đương nhiên đối với Dương Bách Xuyên, hắn chủ yếu là muốn tôi luyện nhục thể, tất nhiên cũng sẽ không ra tay với đám người Thông Tiên Cung Mai Hoa Tiên Tử vào lúc này. Rất nhanh Dương Bách Xuyên đã vượt qua bọn họ một đoạn dài. Thực ra sau khi Dương Bách Xuyên đi ngang qua, đám người Mai Hoa Tiên Tử cũng thở phào trong lòng, cũng sợ Dương Bách Xuyên chém giết bọn họ vào lúc này. Hoàn cảnh quá ác liệt, thật sự không dễ dàng. Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Mai Hoa Tiên Tử gây khó dễ cho Dương Bách Xuyên.
Đợi sau khi Dương Bách Xuyên dẫn đá đả tiên đi xa, tất cả mọi người có mặt ở đây mới nhìn thấy bậc thang ngọc trắng vậy mà có vết nứt. Lúc này nhìn thấy lại vẫn hít ngược khí lạnh. Bậc thang ngọc trắng của núi tuyết này tồn tại bao nhiêu năm đều không hề có tổn hại, hôm nay Dương Bách Xuyên vừa đi qua như vậy đều nứt cả rồi. Chỉ có thể chứng tỏ công lực của Dương Bách Xuyên quá thâm hậu. Một đệ tử của Thông Tiên Cung không nhìn được nói với Mai Hoa Tiên Tử, sư tỷ, Dương Bách Xuyên này tà môn quá, vậy mà lại chấn vỡ cả bậc thang ngọc trắng. Mai Hoa Tiên Tử nhìn bóng lưng đi xa của Dương Bách Xuyên, xa xôi nói, không phải hắn, là hòn đá theo sau hắn. Đã nói với các ngươi từ lâu rồi, bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là hoàn cảnh xung quanh, lúc gặp chém giết, có lúc các ngươi quan sát hoàn cảnh tới mức tỉ mỉ cũng có thể gọi là vốn liếng để đối địch, thậm chí giết địch trong vô hình. Dừng một lát, Mai Hoa Tiên Tử lại nói tiếp, nhưng mà quả thật phải cẩn thận Dương Bách Xuyên, chúng ta dốc hết sức lực chống đỡ dưới thiên cương sát phong. Còn hắn lại là đang tôi luyện nhục thể trong thiên cương sát phong, đúng là đáng sợ. Tiểu tử này không thể giữ lại được, nếu đã thành tử địch, vậy thì giết hắn đi. Nghe Mai Hoa Tiên Tử nói Dương Bách Xuyên vậy mà lại đang tôi luyện nhục thể trong thiên cương sát phong như vậy, từng đệ tử của Thông Thiên Cung lập tức hít ngược khí lạnh. Mỗi đệ tử của cửu đại thánh địa đều là tinh anh, cũng không có ai dám tu luyện tôi luyện nhục thể trong thiên cương sát phong. Nếu đúng là như thế, vậy thì Dương Bách Xuyên không thể giữ lại thật rồi, người như vậy sau khi trưởng thành còn chịu nổi sao? Hắn chắc chắn sẽ trở thành cường địch của Thông Thiên Cung bọn họ. Tạm thời chưa nói đến sau này, chỉ là trong Thiên Yêu Hành Cung bây giờ, Dương Bách Xuyên cũng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất để bọn họ có được bảo tàng của Thiên Yêu Hành Cung. Sau khi nghĩ đến đây, một đệ tử Thông Thiên Cung khác nói, sư tỷ, nếu đã như vậy, chúng ta mau đuổi theo đi, Dương Bách Xuyên yêu nghiệt quá, đừng để hắn nhanh chân đi trước tiến vào hành cung cửu vĩ. Yên tâm đi, mỗi lần cửu đại thánh địa chúng ta kết hợp tiến vào nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt đến cửa lớn đại điện hành cung cửu vĩ, 9 cái đuôi của cửu vĩ Thiên Yêu Vương mỗi cái đều là tồn tại mạnh mẽ độc lập, mỗi cái đuôi đều không dễ đối phó, cửu đại thánh địa chúng ta kết hợp đều không vào được. Dương Bách Xuyên hắn chưa có bản lĩnh đó. Lần này trong tay ta có thông tiên lệnh và thông tiên phù, ai cũng đừng hòng tiêm nhiễm bảo tàng của Thiên Yêu Hành Cung. Lúc Mai Hoa Tiên Tử nói chuyện, trong ánh mắt toàn là ngọn lửa nóng rực, cố ý vô tình nhìn Minh Du Nhiên, Khương Thế Long, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề ở phía sau, trong đôi mắt lóe qua sát ý. Chỉ có nàng ta biết Hành Cung cửu vĩ Thiên Yêu Vương nguy hiểm cỡ nào, đương nhiên cũng cần có mạng người đi hiến tế. Nếu không nàng ta cũng sẽ không để người khác đi theo. Nàng ta đặc biệt điều tra cơ mật của Thiên Yêu Hành Cung, nàng ta biết điều mà tất cả người khác không biết. Giống như sau khi tiến vào đại điện cửu vĩ cần hiến tế máu tươi mới có thể thật sự mở bảo tàng của Thiên Yêu Hành Cung. Mặc dù lời nói có khí phách, nhưng sau đó Mai Hoa Tiên Tử vẫn dẫn người tăng nhanh bước chân đuổi theo Dương Bách Xuyên, có điều bọn họ phải chống đỡ thiên cương sát phong, nên tốc độ đuổi theo cũng chỉ như vậy thôi. Lúc này Dương Bách Xuyên lại chịu đựng dày vò, nghe lời lão già, hắn không chịu hoán mệnh tinh thần tượng, hoàn toàn dựa vào chân khí để chống đỡ thiên cương sát phong. Càng tiến về phía trước, uy lực của thiên cương sát phong càng lớn. Gần như là chưa đi được 10 mét đã là uy lực gấp mấy lần. Dương Bách Xuyên bị đau khổ to lớn sâu đến tận nguyên thần dày vò tới mức răng sắp bị cắn nát rồi, rất muốn kêu to lên, nhưng cuối cùng lại không kêu ra. Trong môi trường khí lạnh thấu xương, chán hắn lại có mồ hôi chảy xuống như mưa. Cả người đều đang run rẩy, cố chống đỡ bước từng bước về phía trước. Hắn không kêu lên chính là không muốn những đệ tử thánh địa phía sau kia cười nhạo, nếu đã lựa chọn làm người rắn giỏi vậy thì phải làm đến cùng. Tu luyện đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên trải qua đau khổ lớn như vậy. Đau khổ to lớn đồng thời đến từ nhục thể và linh hồn. Mặc dù mỗi một bước đi đều khó khăn, nhưng cũng giống như lão già nói, chỉ cần phá vỡ cực hạn, thì sẽ thắng lợi, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Thời khắc nào đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được nguyên thần của hắn đều sắp tan rã, nhục thể sắp bị thiên cương sát phong băm nát vụn, cho dù là nhục thể hay là nguyên thần đều đã đạt đến cực hạn. Lúc hắn không nhịn được sắp ngất xỉu, cả người bỗng run lên, truyền tới một đợt tiếng vang lộp bộp. Cuối cùng cũng đột phá cực hạn nhục thể. Nguyên thần cũng bộc phát ra từng ánh sáng vàng trong ý thức hải, vọt ra khỏi ý thức hải, tỏa ra chiếu rọi đến kỳ kinh bát mạch tứ chi khắp người hắn. Sau khi ánh sáng vàng của nguyên thần tỏa ra, đau khổ trên nhục thể và nguyên thần của Dương Bách Xuyên nháy mắt đã biến mất không thấy đâu,
thay vào đó là có sự ấm áp truyền khắp cả người. Giống như mùa đông tắm dưới ánh mặt trời vậy, khiến Dương Bách Xuyên không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ thoải mái. Hắn biết là thành công rồi. Nhục thể của sinh tử cảnh cuối cùng đã mở xiềng xích ra, bước một bước lớn về phía đại thành. Dưới sự vận chuyển trong ngoài của càn khôn quyết, toàn thân Dương Bách Xuyên thoải mái, uy lực của thiên cương sát phong dần dần yếu đi. Lúc này Dương Bách Xuyên muốn cười to, nhưng lại cố nhịn, nghĩ vẫn là im lặng để đảm bảo lợi ích của bản thân, tránh cho khiến người ta ghen tị. Dù sao bắt đầu từ bây giờ, ảnh hưởng của thiên cương sát phong đối với hắn sẽ không gia tăng nữa mà sẽ không ngừng yếu đi. Trong lòng hắn mừng rỡ, tóm đá đả tiên lên sải bước chạy như điên. Chưa tới 10 tức, Dương Bách Xuyên đã leo lên đến đỉnh núi tuyết, trong tầm mắt xuất hiện một cung điện nguy nga.